Thánh thể hoang cổ tập 52, Võ Phong tử nhiếp chiến, Tam thiên tử địa phủ thuyết minh tại kênh YouTube Recap phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Một cự trưởng thần uy cái thế, quả thực như muốn bóp nát một mảnh ngân hà. Lấy thủ đoạn cực kỳ ngang ngược và bá đạo mà tham gia chiến cuộc, muốn cứu thất thải đạo nhân ra này, là sinh linh cấp chuẩn đế nhúng tay. Không phải nói đây là cuộc chiến sinh tử giữa hai người sao, còn có người ngoài tham gia. Là vị thánh linh chuẩn đế nào từng đi qua kiếm chủng? Bốn phía vang lên một ít tiếng nghị luận. Chuẩn đế ra tay chính là thánh linh chuẩn đế đã từng đi qua kiếm chủng, muốn đòi lại công đạo từ quân Tiêu Dao. Kiếm đế tử nhất mạch của bọn họ đã bị quân Tiêu Dao giết chết. Hiện tại thất thải đạo nhân rơi vào nguy hiểm, ông ta lập tức trực tiếp ra tay, tham gia chiến cuộc. Nhìn đến đây, thậm chí rất nhiều sinh linh cửu thiên cũng không nhịn được mà lộ ra ánh mắt khinh thường. Trước đó đã nói là cuộc chiến sinh tử giữa hai người, không có người ngoài nhúng tay. Kết quả giờ thì hay rồi, chuẩn đế lại nhúng tay, đây chẳng khác nào là chơi xấu. Thánh linh chi khư lại vô sỉ tới mức này, quả thực là làm mất mặt cửu thiên chúng ta. Nhìn đến đây, Côn Linh Ngọc nghĩ sao nói vậy, trực tiếp mắng ra tiếng. Nàng đến từ Côn Luân Khâu, cũng không cần kiêng kỵ thánh linh chi khư. Hả, vị quân công tử kia, Côn Hư Tử lại nhìn về phía quân Tiêu Dao. Hắn ta phát hiện mặc dù là thánh linh, cấp chuẩn đế tham gia chiến cuộc thì sắc mặt của hắn vẫn rất bình đạm, như đã liệu trước được tình cảnh này. Chẳng lẽ vị quân công tử này còn có át chủ bài nào hay sao? Côn Hư Tử thầm nghĩ trong lòng. Thánh linh chuẩn đế kia ra tay không chỉ muốn cứu thất thải đạo nhân, mà uy thế này còn có ý định làm quân Tiêu Dao bị thương nặng. Đương nhiên, thánh linh chuẩn đế kia nhiều nhất cũng chỉ dám đả thương quân Tiêu Dao. Nếu ông ta thật sự muốn mượn cơ hội này, diệt sát quân Tiêu Dao thì chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy già khinh trẻ. Kết quả ông ta tuyệt đối sẽ chôn cùng với quân Tiêu Dao, thậm chí toàn bộ thánh linh chi khư cũng sẽ phải trả cái giá vô cùng thảm thống. Cho nên tuy rằng thánh linh chuẩn đế cực kỳ hận quân Tiêu Dao, nhưng cũng không có khả năng thật sự hạ tử thủ. Nhưng cho dù chỉ làm quân Tiêu Dao trọng thương, cũng có thể hơi phát tiết lửa giận trong lòng ông ta một chút. Cũng may bản công tử không ngây thơ như vậy, từ lúc bắt đầu đã chưa từng tin tưởng cái gọi là một trận chiến công bằng. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Cự trưởng đàn áp xuống khiến tất cả mọi người có cảm giác hít thở không thông. Hắn còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Trong mắt các thiên kiêu cổ thiên diện, trường sinh thiên nữ một tia dị sắc. Thời gian như chậm lại vào thời khắc này, quân Tiêu Dao giơ tay lên rồi nắm chặt, một phù văn hạ xuống lòng bàn tay, sau đó hóa thành một chiến phủ. Rõ ràng là lạc ấn của loạn cổ phủ. A, thánh linh chuẩn đế kia khinh thường hừ lạnh một tiếng trong lòng. Ông ta còn tưởng rằng quân Tiêu Dao có tự tin gì, hóa ra chỉ là một lạc ấn của loạn cổ phủ. Binh khí bên cạnh loạn cổ mà thôi, hoàn toàn không có uy hiếp gì đối với ông ta. Ngươi liên tục xâm phạm thánh linh chi khư, hôm nay ta thay trưởng bối nhà ngươi, cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Thánh linh chuẩn đế đạm mạc nói, khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Hắn không rên một tiếng, tay cầm lạc ấn của loạn cổ phủ mà giơ lên trời xanh. Sau đó, một tiếng quát vang lên. Dìu tới. Trong thiên địa như có sấm sét nổ vang. Toàn bộ đoạn thiên cốc lập tức rung chuyển. Thiên địa dao động, ngân hà đảo ngược, đàn sao rơi rụng, hư không bạo loạn, quả thực như long trời lở đất. Sâu trong đoạn thiên cốc, vốn không ai dám bước vào bỗng có quang huy cuồn cuộn tràn ra mãnh liệt. Pháp tắc hủy diệt và ánh sáng sát đạo khủng bố tràn ra dữ dội, khiến cửu thiên run rẩy, khiến thiên địa như bị đảo ngược. Cảm giác này giống như một vị thần sắp giáng phàm trần lần nữa. Đây là chuyện gì? Tất cả thiên kiêu ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, da đầu tê dại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thánh linh chuẩn đế kia đầu tiên là sửng sốt. Sau đó như cảm giác được khí tức nào đó làm ông ta sợ hãi. Đồng tử ông ta chợt co rụt lại, cả người như rơi vào động băng, quả thực như muốn đông lại. Không, không có khả năng, chẳng lẽ, trong mắt thánh linh chuẩn đế lộ ra tia chấn động. Đông, 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 âm thanh như có thứ gì va chạm, lại như tiếng bước chân. Âm thanh kia như chùy sắt đánh vào trái tim mọi người. Ngay vào lúc mọi người vừa chấn động, lại kinh nghi thì sâu trong đoạn thiên cốc, hàng tỷ thần hà nở rộ. Ở cuối quang huy kia. Trong mơ hồ có một bóng dáng mờ ảo đến cực điểm hiện lên. Đó là một nam tử cái thế đấu tranh với thiên nhiên, duy ngã độc tôn, khí thôn hoàn vũ. Loạn thiên động địa, cổ kim một người. Loạn cổ, thánh linh chuẩn đế không nhịn được phát ra tiếng gào giống chấn động muốn chết, da đầu tê dại, như sắp nổ tung. Tất cả tu sĩ cửu thiên ở đây cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, thần hồn run rẩy. Đó là một loại sợ hãi và chấn động như cả linh hồn cũng có thể đông lại. Một đại đế vô địch tái hiện cõi trần. Nửa đời trước chưa một lần thắng, nửa đời sau chưa một lần bại. Tay cầm loạn cổ phủ, bình định một đời náo động, tạo thành tổn thất thảm thiết xưa nay chưa từng có cho vùng cấm thánh linh chi. Hơn nữa còn là ở đoạn thiên cốc. Có thể nói, vì cái gì cửu thiên không dám tạo thành đại hủy diệt đối với tiên vực. Một đời lại một đời đại đế bảo hộ tiên vực, chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu hiện tại có tu sĩ tiên vực ở đây thì tuyệt đối sẽ không nhịn được gào giống,
nước mắt rưng rưng. Đây là đại đế chiến đấu vì tiên vực bọn họ, uy danh chấn vạn cổ. Không cách nào hình dung sự chấn động và trùng kích này, tất cả mọi người có cảm giác như tư duy hỗn loạn. Thánh linh chuẩn đế cũng như thế. Trong tầm nhìn của ông ta, một bóng dáng mông lung phát sáng đang đi về hướng mình, mỗi một bước đều như đạp vào trái tim ông ta, như búa tạ đánh xuống, làm ông ta phải run rẩy. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại thì bỗng hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì trong bóng dáng phát sáng mông lung kia rõ ràng có một thanh chiến phủ khí, tức mạnh mẽ, tuyệt đối. Là chuôi chiến phủ này lôi kéo một tia ý chí của loạn cổ, làm bóng dáng ông ta tái hiện cõi trần. Rõ ràng là loạn cổ phủ. Đó không phải là lạc ấn của loạn cổ phủ trong tay Quân Tiêu Dao, mà là loạn cổ phủ chân chân chính chính. Khí tức này cũng không phải là đế binh, mà rõ ràng đã đạt tới cấp bậc chuẩn tiên khí. Loạn cổ phủ kia trực tiếp chém về hướng thánh linh chuẩn đế. Sức mạnh tích tụ vạn cổ hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này. Khi đối mặt với diều này, đừng nói là chuẩn đế, cho dù là thánh linh đại thành chân chính, không nói đến trực tiếp ngã xuống, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị thương nặng. Răng rắc, phủ quang của loạn cổ phủ như thần phủ khai thiên tích địa trong thần thoại. Phủ quang làm sáng bừng chư thiên, cắt đứt hàng tỷ ngân hà, mênh mông vô biên. Thánh linh chuẩn đế kia trực tiếp biến thành những hạt vi lạc còn nhỏ hơn bụi bặm trong phủ quang này. Sức mạnh tích tụ vạn cổ của loạn cổ phủ khủng bố đến mức nào? Thậm chí không cần người ngoài thao túng, chỉ dựa vào một tia ý chí còn sót lại của loạn cổ, khi gặp phải thánh linh đã theo bản năng phát ra một trảm tuyệt sát. Một diều chém giết một thánh linh chuẩn đế. Hoàn vũ thất thanh, cửu thiên chấn động. Sau vạn cổ, vị đại đế đã từng danh lưu sử sách của tiên vực, lại nở rộ ra hào quang của ông ta. Một tia ý chí, vạn cổ bất diệt. Uy thế của loạn cổ lại làm toàn bộ cửu thiên kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng đến sự chấn động này? Cách 5 tháng vạn cổ, ý chí của loạn cổ đại đế lại mượn dùng loạn cổ phủ để hiện hóa, một diều chém giết một thánh linh chuẩn đế. Đây là cảm giác nhiệt huyết trào dâng như thế nào? Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, vốn chỉ là một trận tranh phong sinh tử giữa hai thiên kiêu tuổi trẻ, cuối cùng lại khiến loạn cổ phủ chân chính hiện thế. Không ai nghĩ tới loạn cổ phủ chân chính đang nằm sâu trong đoạn thiên cốc, trong trận đại chiến lúc trước ở nơi đây, mấy thánh linh đại thành tham chiến đều ngã xuống. Cho nên cũng không ai biết tình huống sau đó là như thế nào. Càng không thể biết loạn cổ đại đế để lại loạn cổ phụ ở đâu. Mà hiện tại, chân tướng đã được phơi bày, loạn cổ đại đế đã đặt loạn cổ phụ ở đoạn thiên cốc. Có lẽ đây cũng là một loại ý chí kế thừa, dù kết cục của loạn cổ như thế nào, nhưng diều của ông ta cũng sẽ thay ông tiếp tục làm kinh sợ cửu thiên, chấn áp thánh linh chi khư. Đây là đại khí phách và đại lòng dạ như thế nào? Một thanh diều chấn một vùng cấm. Chỉ loạn cổ ta. Giờ khắc này, cho dù là Quân Tiêu Dao tâm tính cao ngất cũng không nhịn được, mà sinh ra một tia kính trọng. Tuy rằng hắn không muốn làm anh hùng, nhưng không có nghĩa là hắn không kính nể những anh hùng đó. Lúc trước, loạn cổ đại đế chém giết vô số những thánh linh đại thành vùng cấm ở đây. Hôm nay, loạn cổ phủ lại chảm thánh linh vùng cấm ở chốn này. Các vùng cấm, các ngươi cho rằng mình có thể cao cao tại thượng, có thể chỉ tay che trời. Không nghĩ tới những đại đế cổ xưa đó vẫn đang nhìn các ngươi. Lời nói của Quân Tiêu Dao truyền khắp trời sao cửu thiên. Những đại đế từng trấn áp náo động. Dù kết cục như thế nào, nhưng ý chí kia cũng đã trở thành bất diệt, tỉ như vô trung lực áp luân hồi hải, loạn cổ đánh trọng thương thánh linh chi khư, thậm chí là độc cô kiếm thần một người một kiếm đẩy ngang chủ tế giả cũng như thế. Bọn họ vẫn chưa mất đi, ý chí của bọn họ còn tồn tại. Giờ khắc này, tất cả sinh linh cửu thiên ở đây đều trầm mặc. Thậm chí cho dù là những vùng cấm chưa từng tham dự náo động như đám người Côn Hư tử, cũng trầm mặc. Cửu thiên coi tiên vực là ruộng rau hẹ và thí luyện trường, hiện tại xem ra, có lẽ là một sai lầm. Côn Hư tử lẩm bẩm nói, hắn mơ hồ có dự cảm nam tử đứng sừng sững trên cửu tiêu, bạch y bay phất phới, khí thôn vạn cổ trước mặt có khả năng chính là tồn tại mấu chốt nhất kết thúc cách cục này. Cũng khó trách người trong tộc muốn ta tiếp xúc với Quân công tử, nếu ngày sau đại cách cục biến ảo, hắn sẽ sắm vai nhân vật quan trọng nhất. Côn Hư tử nghĩ thầm, giờ phút này, ở đây có một người hoàn toàn thất thần, ánh mắt dại ra, tâm thái như hỏng mất, đó chính là Thất Thải đạo nhân. Thánh linh chuẩn đế kia không chịu được một kích của loạn cổ phủ, dễ dàng ngã xuống như vậy ngay trước mặt hắn. Ngươi, thì ra đã sớm biết. Thất Thải đạo nhân nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lộ ra nụ cười khổ thê thảm đến cực điểm. Quân Tiêu Dao đạm mạc không nói. Thân là truyền nhân của loạn cổ, lại mang theo lạc ấn của loạn cổ phủ, Quân Tiêu Dao là người duy nhất có thể cảm ứng được tung tích của loạn cổ phủ. Sau khi bước lên cửu thiên, Quân Tiêu Dao đã mơ hồ nhận ra loạn cổ phủ hẳn nằm ngay trong cửu thiên. Sau đó Thất Thải đạo nhân ước chiến ở đoạn thiên cốc. Khi ấy Quân Tiêu Dao cũng đã xác định suy nghĩ trong lòng, cho nên hắn mới thông dong như vậy. A, ta bại, Thất Thải đạo nhân vô cùng sầu thảm. Không chỉ thua ở phương diện vũ lực, mà cả tâm trí tính kế cũng hoàn toàn bại trước Quân Tiêu Dao. Thậm chí Quân Tiêu Dao đã tính trước được sẽ có người đứng sau lưng che chở, cho hắn ta, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn không để bụng,
bởi vì hắn còn cất giấu át chủ bài là Loạn Cổ Phủ. Nhìn thấy Thất Thải đạo nhân thê thảm như vậy, trong mắt Quân Tiêu Dao không có chút đồng tình và thương hại nào. Được làm vua thua làm giặc, đó là định luật vạn cổ bất biến. Nếu lúc này người thua là hắn thì Thất Thải đạo nhân không chỉ hạ tử thủ, còn sẽ nhục nhã một hồi. Không có bất cứ chần chờ nào, Quân Tiêu Dao lấy Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh trấn áp xuống, chuẩn bị trấn Thất Thải đạo nhân vào trong đó để luyện hóa. Mà lúc này, một giọng nói động lòng người như suối trong vang lên, "Đạo huynh chậm đã, hà tất làm tuyệt như thế?" Người mở miệng chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ nổi danh là bình dị gần gũi, không có sự cao ngạo của băng sơn mỹ nhân, cho nên cũng rất được lòng người. Hiện tại nàng lại mở miệng cầu xin cho Thất Thải đạo nhân. Không hổ là thiên nữ đại nhân a. Ánh mắt một ít thiên kiêu chung quanh lập lòe. Xinh đẹp tuyệt thế, rồi lại lòng mang từ bi. Đương nhiên, sở dĩ Trường Sinh Thiên Nữ cầu tình còn có một nguyên nhân. Thánh Linh Chi Khư và Trường Sinh Đảo đều là phái thanh tẩy, là Minh Hữu phát động đại thanh tẩy. Cho nên tất nhiên nàng sẽ không ngồi nhìn Thất Thải đạo nhân ngã xuống như vậy. Nhìn nữ tử tư dung tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành này, Quân Tiêu Dao căn bản lười nói nhiều một câu. Nếu hắn bại thì Trường Sinh Thiên Nữ tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu cho hắn. Nhìn quen nhiều nữ nhân như vậy, nàng ta là loại hình gì thì hắn liếc một cái là có thể nhìn thấu. So với loại kỹ nữ trà xanh này, thậm chí cả Cơ Thanh Y cũng làm người ta thích hơn một chút. Quân Tiêu Dao không chút do dự mà chấn đỉnh xuống, trực tiếp nuốt Thất Thải đạo nhân vào trong đó, hung hăng luyện hóa. A, trong Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thất Thải đạo nhân và âm thanh kim loại vỡ vụn, đó là âm thanh khi Vạn Vật Mẫu Khí năng nề nghiền nát hắn bảo khu. Đạo huynh, ngươi, dù là Trường Sinh Thiên Nữ thì sắc mặt cũng cứng lại. Nói như thế nào thì này cũng là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên, đứng thứ tư trên Long Phượng bảng, là thiên nữ của Trường Sinh Đảo, vậy mà Quân Tiêu Dao lại không nể mặt nàng ta như thế. Nhưng nhìn Loạn Cổ Phủ lơ lửng trên hư không kia, Trường Sinh Thiên Nữ nuốt một ngụm nước bọt, không dám phát tác. Đám người Cổ Thiên Diệt cũng không có động tĩnh. Buồn cười, cả Chuẩn Đế Đô cũng đã ngã xuống, bọn họ còn dám động vào hay sao? Sau khi luyện hóa Thất Thải đạo nhân, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh có tăng lên rõ ràng, nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc đế binh. Hiển nhiên, muốn Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh tấn chức còn khó hơn Đại La Kiếm Thai nhiều. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Hiện tại Quân Tiêu Dao thật sự cân nhắc có cơ hội luyện hóa hết đám người Thạch Hoàng, Thánh Linh của Thánh Linh Chi Khư hay không? Nếu có cơ hội này thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà đúng lúc này, sâu trong trời sao xa xôi truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chỉ một tiếng hừ lạnh thôi lại giống như gió lốc thổi quét đến, nhấc lên gợn sóng làm vỡ nát rất nhiều sao trời. Phương hướng kia, là Thánh Linh Chi Khư. Chẳng lẽ là Thánh Linh Đại Thành chân chính thật sự nổi giận? Tất cả thiên kiêu đều im lặng, cảm giác được một luồng uy thế khủng bố như thiên uy. Nhưng ngẫm lại cũng phải, thiên kiêu ưu tú nhất Thánh Linh Chi Khư, Thất Thải đạo nhân và một Thánh Linh Chuẩn Đế đã cùng ngã xuống. Thậm chí các đại lão Thánh Linh Chi Khư đều không phản ứng kịp, bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, đến bây giờ mọi người vẫn cảm thấy như đang trong cơn mộng. Gặp phải tổn thất thảm thống như vậy, đổi lại là thế lực nào khác cũng sẽ tức giận, khó có thể chấp nhận, mặc dù cách hàng tỷ hư không, uy thế cuồn cuộn này, cũng mang đến cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy và sợ hãi. Đây là uy thế của Thánh Linh Đại Thành sao, mặc dù chưa hiện thân, nhưng một tiếng hừ lạnh cũng có thể vang vọng ngân hà. Mà giờ phút này, Loạn Cổ Phủ lơ lửng trên hư không bỗng nở rộ ra hào quang, trợ giúp Quân Tiêu Dao chống đỡ uy thế đến từ Thánh Linh Đại Thành. Quân Tiêu Dao thì đứng vững trên hư không, vẫn luôn hết sức bình thản. Các ngươi làm vậy là coi như giết tên nhỏ thì tới già, giết già lại tới càng già sao? Bản thần tử còn chưa so đo các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, để Thánh Linh Chuẩn Đế tham gia chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hỏi tội? Đương nhiên, nếu thật là Thánh Linh Đại Thành ra tay, tất nhiên Quân Mỗ cũng không ngại, chỉ cần các ngươi dám động thủ. Quân Tiêu Dao nói rất thản nhiên, cứ đứng khoanh tay như vậy, mang dáng vẻ như ngươi trướng mắt ta lại làm không làm gì được ta. Tông trời sao là sự im lặng như cái chết. Thật lâu sau, ở phương hướng của Thánh Linh Chi Khư mới truyền đến một giọng nói khàn khàn già nua, Quân gia tiểu bối, làm quá đáng cẩn thận căng quá đứt dây. Hơn nữa, Quân gia có thể làm chỗ dựa cho ngươi bao lâu còn là chưa biết trước được, ngươi cứ tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt thì khí tức như thiên uy kia cũng thối lui như thủy triều. Hiển nhiên Thánh Linh Chi Khư phải cắn nát răng mà nuốt quả đắng này vào bụng. Muốn trách thì trách bọn họ không dự đoán được nhân quả Loạn Cổ Phủ kia. Quân Tiêu Dao nghe xong thì sắc mặt vẫn bất biến, chỉ là sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Lời nói của Thánh Linh Đại Thành này là, ám chỉ muốn kéo cả Quân gia vào đại náo động, có thể nói là, xưa nay chưa từng có này sao? Trong các đợt đại náo động trước kia, Quân gia vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc. Vùng cấm không muốn trêu chọc thêm một phiền toái, mà Quân gia cũng lười ra tay. Mà hiện tại, nghe Thánh Linh Đại Thành kia nói vậy là, có ý muốn kéo Quân gia luôn xuống nước trong lần náo động này sao? Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn cũng không quá lo lắng,
quân gia đứng sừng sững vạn cổ, trời khó diệt, đấy khó táng. Nếu một hồi náo động có thể hủy diệt quân gia thì không khỏi suy nghĩ quá đơn giản. Dù sao cả thần tử là quân Tiêu Dao, cũng không rõ nội tình của quân gia sâu đến mức nào. Hắn chỉ biết, cho dù là nhân vật cấp cổ tổ và nhất tổ, nhị tổ chưa từng hiện thân. Ngoài ra, còn có tồn tại cấm kỵ cấp bậc như Khí Thiên Đại Đế có thực lực không thể suy đoán. Càng đừng nói còn có Nguyên Thủy Cổ Đế, Thông Thiên Cổ Đế chỉ từng xuất hiện trong thần thoại cổ sử. Nói thật, quân Tiêu Dao thật sự không rõ rốt cuộc quân gia có bao nhiêu đại lão. Mặc dù lần này sẽ là náo động khủng bố nhất trong lịch sử, nhưng tuyệt đối không đến mức dao động căn cơ của quân gia. Cho nên quân Tiêu Dao hoàn toàn làm lơ uy hiếp của Thánh Linh Đại Thành kia, hiện tại điều duy nhất hắn phải làm chính là có được càng nhiều át chủ bài và thủ đoạn trước khi náo động tiến đến. Mượn sức kiếm chủng, còn có được vật chất tiên đạo, đều là thủ đoạn át chủ bài tích góp được. Nhìn thấy cả Thánh Linh, Đại Thành của Thánh Linh Chi Khư cũng không động thủ với quân Tiêu Dao, tất cả tu sĩ Cửu Thiên toàn trường chỉ cảm thấy chấn động. Hiện tại quân Tiêu Dao đã thật sự hoành hành Cửu Thiên, không kiêng nể gì, hoàn toàn không để bất cứ vùng cấm nào trong mắt, cứ tùy ý tàn sát kiêu tử trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Có thể nói, một mình quân Tiêu Dao đã phá tan sự cao ngạo của toàn bộ Cửu Thiên thành từng mảnh. Nhưng dù vậy, đa số sinh linh Cửu Thiên vẫn khó có thể sinh ra oán khí. Bởi vì quân Tiêu Dao thật sự nói chuyện bằng thực lực, cũng không chỉ ỷ vào bối cảnh quân gia mà kiêu ngạo. Kế tiếp, trong Cửu Thiên chúng ta chỉ còn có vài người có tư cách giao thủ với quân Tiêu Dao. Vương Diễn thực lực khó lường, Trường Sinh Thiên Nữ, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt, Thao Vương đứng đầu trong tứ tiểu vương của thú quật, còn có người đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, Trường Sinh Đế Tử. Những người này không ai không phải là yêu nghiệt đứng đầu Cửu Thiên uy danh hiển hách, đặc biệt là Trường Sinh Đế Tử, đến nay không ai dám khiêu chiến vị trí đứng đầu bảng của hắn ta. Nhưng nhìn nam tử như Trích Tiên Bạch Y trước mặt, các sinh linh Cửu Thiên đều cảm thấy bồn chồn trong lòng. Không ai biết được cực hạn của quân Tiêu Dao ở đâu, bởi vì ở Cửu Thiên, căn bản không có ai có thể ép ra cực hạn của quân Tiêu Dao, đến bây giờ hắn còn giữ lại rất nhiều. Những ánh mắt chung quanh trở nên kính sợ, kiêng kỵ, vừa sợ vừa lo. Quân Tiêu Dao hoàn toàn làm lơ những ánh mắt đó, hắn giơ tay lên, loạn cổ phủ chân chính lập tức rơi vào trong tay hắn. Lạc ấn của loạn cổ phủ cũng trực tiếp dung nhập vào trong đó. Cảm nhận được uy năng mênh mông tới cực điểm của loạn cổ phủ, quân Tiêu Dao cũng hơi mỉm cười. Ban đầu hắn còn tưởng rằng loạn cổ phủ giống như loạn cổ đế phù, đều ở cấp bậc đế binh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, loạn cổ phủ chém giết qua vô số thánh linh đại thành, những thánh linh đại thành đó vốn chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Hơn nữa loạn cổ phủ còn bị chôn sâu trong đoạn thiên cốc rất nhiều năm tháng, vẫn luôn yên lặng lột xác, bởi vậy hóa thành chuẩn tiên khí cũng không phải không thể lý giải. Mà quân Tiêu Dao thân là truyền nhân của loạn cổ, còn có loạn cổ đế phù trong người. Tất nhiên loạn cổ phủ sẽ nhận quân Tiêu Dao là chủ. Tuy rằng loạn cổ phủ còn chưa lột xác ra khí linh chân chính, nhưng ý thức mơ hồ truyền đến từ loạn cổ phủ lại rất thân thiết với quân Tiêu Dao. Dù sao quân Tiêu Dao là người có nhân quả gần nhất với loạn cổ, lúc trước hắn còn từng luận bàn giao lưu với tâm ma của loạn cổ. Kế tiếp còn có một mục tiêu, chính là tìm kiếm càng nhiều vật chất tiên đạo. Chỉ cần có đủ nhiều thì Cửu Lê Đồ và loạn cổ phủ đều có khả năng lột xác thành tiên khí. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đến bây giờ, nếu bỏ qua không đề cập đến quân gia thì quân đế đình vẫn chưa có một món tiên khí nào áp trận. Vậy thì không được, dù thế nào quân Tiêu Dao cũng phải tạo ra tiên khí chân chính cho quân đế đình, tiên khí mới là nội tình thật sự. Nhìn thấy quân Tiêu Dao thu hồi loạn cổ phủ, các kiêu tử Cửu Thiên ở đây đều đỏ mắt. Đó chính là chuẩn tiên khí, là tồn tại còn hy hữu cường đại hơn cả đế binh, thế lực bất hủ bình thường cũng khó có được, kết quả quân Tiêu Dao lại dễ dàng lấy được như vậy. Một người có thực lực thì thôi đi, vận khí cũng tốt như vậy thì thật khiến người ta đố kỵ. Quân Tiêu Dao cũng rất sảng khoái, tới Cửu Thiên một chuyến, chỉ xét đến chuyện tìm được một chuẩn tiên khí cũng đã rất đáng giá rồi. Được rồi, chỉ là một trò khôi hài nho nhỏ mà thôi, chư vị cũng xem diễn xong rồi, vậy tan đi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Một trò khôi hài, mọi người đều câm nín. Người đứng thứ 5 trên Long Phượng bảng, Thất Thải Đạo Nhân bị chém. Thánh Linh cấp chuẩn đế bị giết. Thậm chí còn tạo nên lửa giận của Thánh Linh Đại Thành. Kết quả theo lời quân Tiêu Dao nói thì đây là một trò khôi hài. Quả thực con mẹ nó. Nhưng đối với quân Tiêu Dao từng tham dự cuộc chiến ách họa, thì trường hợp này thật sự chỉ có thể nói là trò mèo mà thôi. Ngay vào lúc đám người quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, Trường Sinh Thiên Nữ đứng dậy. Mái tóc đen của nàng ta như mây, phong tư tuyệt đẹp, tuyệt lệ mộng ảo, dáng người xinh xắn, đường cong phập phồng, là đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên, khiến lòng người dao động. Quân công tử, ngươi làm vậy có thấy quá đáng lắm không? Nàng ta còn canh cánh trong lòng vì trước đó quân Tiêu Dao không nể mặt mình. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, không cần nói nhảm nhiều, đừng nói chỉ giết một Thất Thải Đạo Nhân, dù là địch với toàn bộ Cửu Thiên thì đã sao? Thực lực quyết định tất cả, quân Tiêu Dao căn bản không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Ánh mắt của Trường Sinh Thiên Nữ trở nên thâm thúy, nàng ta nói,
Trong cuộc chiến này, Quân Công Tử thật sự đã chứng minh thực lực của mình, ngươi có tư cách đánh một trận với Đế Tử Đại Nhân. Đế Tử Đại Nhân mà nàng ta nói đến tất nhiên chính là Trường Sinh Đế Tử. Quân Tiêu Dao lại đột nhiên bật cười. Lời này thực buồn cười sao? Trường Sinh Thiên Nữ nhíu mày liễu lại. Quân Tiêu Dao lắc đầu bật cười và nói, tư cách? Ai có thể nói tư cách trước mặt ta? Quân Tiêu Dao này tới Cửu Thiên là muốn trấn áp tất cả những kẻ không phục, nói cho Trường Sinh Đế Tử, ta cho hắn tư cách khiêu chiến bản thần tử. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, lời nói vang dội. Tư cách là hắn cho người khác, mà không phải người khác cho hắn. Chỉ hỏi trong thiên hạ ai có tư cách cao cao tại thượng trước mặt hắn. Dù sao bởi vì nguyền rủa thánh thể, cuối cùng hắn sẽ đối đầu với Trường Sinh Đảo, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khí tức và uy áp nghiêm nghị này làm cả Trường Sinh Thiên Nữ cũng cảm thấy tức ngực, cảm giác được một luồng áp lực che trời lấp đất ập đến. Nàng chính là người đứng thứ tư trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thực lực còn mạnh hơn Thất Thải đạo nhân. Trường Sinh Thiên Nữ nhíu chặt mày lại, không dám nói thêm gì nữa mà trực tiếp rời đi. Pháp thân của Cổ Thiên Diệt cũng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hắn ta vốn có tính cách ngông cuồng, nhưng lại chưa nói một câu mà trực tiếp biến mất. Hiển nhiên hắn không ngốc, biết chỉ là một pháp thân còn chưa có tư cách buông lời hung ác ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Trong mắt Cơ Thanh Y lập lòe dị quang, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó cũng rời đi theo. Ba huynh đệ Luân Hồi Hải đám người Huyền Di Lai giống như ăn tường, xanh cả mặt. Bọn họ cũng chán nản rời đi, không dám nuôi âm mưu trêu chọc Quân Tiêu Dao. Có thể nói, sau cuộc chiến này, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn củng cố uy danh và địa vị của mình, trừ mấy yêu nghiệt đỉnh cấp của Cửu Thiên gia thì không ai dám trêu chọc hắn nữa. Những tu sĩ Cửu Thiên ở đây đều mang tâm tình phức tạp rời đi. Một mình Quân Tiêu Dao mà đã hạ thấp Cửu Thiên cao ngạo xuống bụi bặm, dù kiêu tử Cửu Thiên, lợi hại như thế nào thì ở trước mặt thần tử tiên vực là hắn, họ cũng chỉ là cặn bã. Hiện tại, một số tu sĩ Cửu Thiên đã gửi gắm hết hy vọng lên đầu các yêu nghiệt đứng đầu còn, lại. Chỉ có bọn họ mới có khả năng ngăn cản Quân Tiêu Dao tiếp tục không kiêng nể gì. Khoảng thời gian trước có tin tức, hình như vùng đất Quy Khư có chút dị động truyền đến. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là đại sự kinh động toàn bộ Cửu Thiên. Đám người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn Bế Quan đều là vì đang chuẩn bị cho vùng đất Quy Khư. Đến lúc đó nếu Quân Tiêu Dao đi đến đó thì sẽ có trò hay để xem. Không sai, chỉ đám người Thao Vương cũng đã đủ cho Quân Tiêu Dao ứng phó. Càng đừng nói còn có Trường Sinh Đế Tử, được gọi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của tiên vực, mà Trường Sinh Đế Tử là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Cửu Thiên ta, nếu bọn họ va chạm thì mới thú vị. Có một ít tu sĩ đang giao lưu. Bọn họ cảm thấy, cho dù Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, thì cũng không đến mức một mình nghiền áp tất cả các kiêu tử trên Long Phượng, bảng của Cửu Thiên. Đó là chuyện mà từ xưa đến nay không ai có thể làm được. Quân Tiêu Dao cũng không để ý người khác nghị luận. Người tầm thường luôn không tin vào kỳ tích, mà Quân Tiêu Dao lại là người sáng lập kỳ tích. Sau khi lên tiếng chào hỏi đám người Vân Thiên lại một tiếng, Quân Tiêu Dao chuẩn bị đi về trước. Mà đúng lúc này, một tiếng nói thanh thúy như chim sơn ca vang lên, sư phụ, người đi đâu vậy? Người lên tiếng chính là Côn Linh Ngọc Tinh quái lém lỉnh, nữ giả nam trang kia. Là ngươi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn về hướng nam tử áo xanh nho nhã bên cạnh nàng. Tại hạ là Côn Hư Tử, ra mắt quân huynh, xá muội không hiểu chuyện, mong rằng quân huynh đừng để ý. Côn Hư Tử khéo léo nói. Đâu nào? Quân Tiêu Dao cười nhạt. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, đây là nguyên tắc làm người của Quân Tiêu Dao. Cái gì gọi là không hiểu chuyện, ta là nghiêm túc muốn bái sư. Côn Linh Ngọc tức khắc lẩm bẩm. Nàng thật sự muốn bái Quân Tiêu Dao làm sư phụ, hiện tại sau khi chính mắt chứng kiến trận chiến này, Côn Linh Ngọc càng sùng bái Quân Tiêu Dao. Cuộc chiến này thực sự xuất sắc, trước kia còn muốn lãnh giáo quân huynh hai chiêu, hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Côn Hư Tử cười than một tiếng và nói. Hắn đứng thứ 6 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thực lực cũng cực mạnh, nhưng cả Thất Thải đạo nhân cũng yếu ớt như tờ giấy ở trước mặt Quân Tiêu Dao, vậy càng khỏi bàn đến hắn ta. Côn huynh khiêm tốn. Đúng rồi, trước kia Côn Linh Ngọc cô nương nói ta có cố nhân ở Côn Luân Khâu, việc này, Quân Tiêu Dao nói. Hắn vẫn luôn để chuyện này trong lòng, Côn Linh Ngọc kia cũng không giống như đang gạt người. Côn Hư Tử nghe vậy thì hơi mỉm cười và nói, vừa vặn, nếu quân huynh không ngại thì đi đến Côn Luân Khâu ta làm khách đi, thế nào? Trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên, tuy rằng Côn Luân Khâu không phải đặc biệt nổi danh, nhưng ít ra cũng có rượu ngon chiêu đãi. Đến lúc đó, nghi hoặc của quân huynh nhất định sẽ được cởi bỏ. Côn Hư Tử chân thành lên tiếng, tuy rằng đều là mời, nhưng so với lời mời mang tính uy hiếp trước kia của Luân Hồi Hải, thì không phải cùng một khái niệm, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng có chút nghi hoặc. Rất nhiều vùng cấm của Cửu Thiên đều chướng mắt hắn và quân gia, coi như ôn thần, mà Côn Luân Khâu lại như rất có hảo cảm với hắn. Điều này làm Quân Tiêu Dao cảm thấy trong đó còn có bí ẩn. Còn có một điều, trước nay Côn Luân Khâu chưa từng tham dự đại náo động, không thuộc về vùng cấm phái Thanh Tẩy.
chẳng lẽ chỉ có vùng cấm sinh mệnh phái Thanh Tẩy mới không thích Quân Gia sao? Nhưng dù thế nào, lòng hiếu kỳ của Quân Tiêu Dao cũng đã bị khơi gợi lên. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc Côn Luân Khâu có nhân quả gì với Quân Gia bọn họ. À, nếu Côn Huynh đã lên tiếng mời như thế, vậy Quân Mỗ từ chối thì bất kính. Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ chấp nhận. Lấy lực ảnh hưởng và uy hiếp hiện tại của hắn, đừng nói Côn Luân Khâu không có ác cảm với hắn, mặc dù có bẫy dập hoặc là giả vờ gì, Quân Tiêu Dao cũng không sợ chút nào. Côn Hư Tử cũng cười nói, Quân Huynh thật sảng khoái. Ngươi yên tâm, Côn Luân Khâu không phải dạng như Luân Hồi Hải. Sau đó ba người Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết, Nhan Như Mộng trở về kiếm chủng, Quân Tiêu Dao thì đi theo Côn Hư Tử, Côn Linh Ngọc đến Côn Luân Khâu làm khách, cuộc chiến Đoạn Thiên Cốc đã hoàn toàn hạ màn. Ảnh hưởng thì tất nhiên không cần nhiều lời, lại chấn động toàn bộ Cửu Thiên. Đến bây giờ, rất nhiều sinh linh Cửu Thiên đều đã chết lặng, kỳ vọng duy nhất chính là vài vị yêu nghiệt còn lại xuất quan, rửa sạch sỉ nhục cho Cửu Thiên. Mà giữa những xôn xao này, một thông tin bắt đầu dần dần lan truyền ra, hình như vùng đất Quy Khư có dị động phát sinh. Rất nhiều sinh linh Cửu Thiên đều giữ kín như bưng. Bọn họ biết chuyện này có nghĩa là gì, vùng đất Quy Khư dị động chính là điểm báo cho đại náo động. Đương nhiên hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu mà thôi. Ở giai đoạn này, có khả năng vùng đất Quy Khư còn sẽ có rất nhiều cơ duyên. Mà sở dĩ các yêu nghiệt đứng đầu Cửu Thiên như Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn vẫn luôn bế quan là vì chờ đợi đại cơ duyên của vùng đất Quy Khư. Đây chính là đại cơ duyên cả một kỷ nguyên cũng khó mà gặp được một lần. Nếu bỏ lỡ thì quả thực như mất đi tư cách tranh đoạt thiên mệnh trong đại thế này. Trong lúc ngoại giới có các lời đồn đãi bay đầy trời phi, Quân Tiêu Dao được Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc dẫn dắt mà đi tới Côn Luân Khâu. Sau khi đi qua một thông đạo không gian sâu trong trời sao, bọn họ đột nhiên đi tới một tiểu thế giới rất bí mật mà siêu nhiên. Từ xa nhìn lại, tiên sơn mênh mông bát ngát, cao hơn vạn trượng. Nơi đây như chốn đảo nguyên, rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, tiên ý lưu động, kỳ hoa phun hà, thụy thảo tranh nhau phát sáng. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Quân Tiêu Dao liếc một cái nhìn lại, không khỏi nhớ tới Côn Luân Tiên Sơn trong thần thoại truyền thuyết, thật sự giống trong tưởng tượng như đúc. Lai lịch của Côn Luân Khâu thật sự bất phàm. Quân Tiêu Dao theo bản năng mà cảm thán. Côn Hư Tử đứng bên cạnh mỉm cười và nói, thật không dám giấu giếm, tiền thân của Côn Luân Khâu chính là Côn Luân Di Tộc. Côn Luân Di Tộc, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt suy tư. Hắn từng nhìn thấy trong sách cổ ở tàng thư các của Quân gia, hình như nhất tộc Côn Luân là nhất mạch chủng tộc cực cổ, có thể đi ngược dòng đến thời đại thái cổ. Chỉ là sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên xuống dốc, chỉ còn một phần nhỏ huyết mạch tiếp tục tồn tại, được gọi là Côn Luân Di Tộc, sau đó thì biến mất tung tích. Không nghĩ tới họ lại đi tới Cửu Thiên, thành lập vùng cấm Côn Luân Khâu. Không sai, Côn Luân Di Tộc chúng ta đã từng là nhất tộc vô cùng cường thịnh và huy hoàng. Côn Luân cổ đế tộc của ta từng danh chấn thái cổ, tranh phong với trời, đó là niên đại vĩ đại cường thịnh biết bao nhiêu. Nhớ tới quá khứ, Côn Hư Tử cảm thán không thôi. Đó là huy hoàng thuộc về nhất tộc Côn Luân bọn họ. Nhưng sau đó hình như xảy ra biến cố gì đúng không? Quân Tiêu Dao hỏi. Nghe đến đó, Côn Hư Tử lộ ra ánh mắt hận thù. Không sai, đều là vì thương tộc. Thương tộc. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng. Chẳng lẽ thương tộc và nhất tộc Côn Luân cũng có một đoạn chuyện xưa? Hơn nữa Côn Hư Tử này cũng có thiện cảm với hắn. Quân gia lại sắm vai nhân vật như thế nào ở trong đó? Quân Tiêu Dao không nghĩ tới mình lại vô tình chạm đến một đoạn cổ sử hiếm có người biết. Tất nhiên không cần nói nhiều về sự thần bí của thương tộc. Họ là sủng nhi của thiên đạo, là kẻ chế định quy tắc. Ẩn núp lâu dài dưới mặt nước, ngồi xem tiên vực chìm nổi. Đây là nhất mạch cổ tộc cực kỳ cường đại thần bí. Thậm chí cả lão tổ Quân gia cũng nói, nhất tộc này ẩn giấu quá sâu, tới nay vẫn luôn ẩn cư phía sau màn. Chỉ vì hoàng kim đại thế này mà thương tộc mới bắt đầu dần dần lộ ra mặt nước. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới sự xuống dốc của nhất tộc Côn Luân, lại có liên quan đến thương tộc. Nhắc tới thương tộc, nam tử có khí chất nho nhã như Côn Hư Tử, cũng lộ ra ánh mắt dâng trào lạnh lẽo cực độ. Đó là sự thù hận ngưng kết trong huyết mạch, vĩnh viễn không hóa giải được. Nhất tộc Côn Luân bị hủy diệt vì thương tộc. Có thù hận gì còn lớn hơn nổi hận diệt tộc chứ? Tuy rằng Côn Luân Di Tộc bọn họ vẫn chưa bị diệt sạch, nhưng cũng không phải vì thương tộc nhân từ, mà là có nguyên nhân khác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy tò mò. Côn Luân cổ đế của tộc ta từng phát ngôn bừa bãi, nói muốn đạp thiên đạo ở dưới chân, để tộc ta thay thế. Thương tộc cho rằng tộc của ta bất kính với thiên đạo, muốn giáng phạt thay trời. Tất nhiên tộc của ta không chịu, nhưng thương tộc có quá nhiều át chủ bài và các loại âm mưu quỷ kế. Cuối cùng tộc của ta bị thua trong cuộc đại chiến của hai tộc. Nhắc tới đây, giọng nói của Côn Hư Tử có chút trầm trọng. Côn Linh Ngọc vốn tinh quái lém lỉnh, giờ phút này cũng trầm mặc không nói. Hiển nhiên chuyện cũ này là một vết sẹo vĩnh viễn không thể khép lại đối với Côn Luân, Di Tộc bọn họ. Xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của các ngươi. Quân Tiêu Dao hơi tỏ ý xin lỗi.
Côn Hư Tử hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng rồi lắc lắc đầu và nói, quân huynh khách khí, đây vốn đã là lịch sử rất cổ xưa. Hơn nữa, Côn Luân di tộc có thể kéo dài đến nay, thành lập Côn Luân Khâu ở Cửu Thiên cũng lại nhờ vào quân gia các ngươi trợ giúp. Côn Hư Tử nói, quân gia, Quân Tiêu Giao sửng sốt, sao lại dính dáng đến quân gia kia chứ? Côn Hư Tử cười nói, lúc trước nhất tộc Côn Luân bị thương tộc đánh tan, thương tộc vốn muốn diệt sạch toàn bộ huyết mạch của nhất tộc Côn Luân, nhưng vào thời khắc mấu chốt, quân gia nhúng tay, ngăn cản thương tộc. Thương tộc vẫn luôn rất kiêng kỵ quân gia, lại nhìn thấy tu sĩ tộc của ta đều bị giết gần hết, cho nên cuối cùng cũng không hạ tử thủ. Không có quân gia thì không có Côn Luân Khâu hôm nay. Tuy rằng đối với quân gia, có thể đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng tộc của ta vẫn luôn ghi nhớ ân này. Côn Hư Tử nói. Quân Tiêu Giao bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu vì sao ban đầu khi Côn Hư Tử nhìn thấy hắn đã thể hiện ra hảo cảm và thiện ý, thì ra còn có nguyên nhân sâu xa này. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có một bóng dáng đi vào, tản ra khí tức cấp bậc chuẩn đế. Quân Tiêu Giao khẽ nhướng mày lên. Tuy rằng quân gia có ân với Côn Luân di tộc, nhưng mặt mũi của hắn cũng không lớn như vậy mới đúng. Sao có thể làm một chuẩn đế đi ra nghênh đón? Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy chuẩn đế kia đi về hướng Quân Tiêu Giao, lại trực tiếp quỳ một gối xuống trước Quân Tiêu Giao. Mạt tướng là Nhiếp Chiến, tham kiến thiếu chủ. Này, Quân Tiêu Giao lập tức cứng họng, đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Chuẩn đế trước mặt mặc giáp trụ, tóc dài rối tung, khí tức hùng hồn, như một cuồng nhân chiến đấu tranh với thiên nhiên. Hắn gọi Quân Tiêu Giao là thiếu chủ, nói cách khác, Mạt tướng là một trong thần vương bát bộ chúng, dưới trướng chủ thượng bạch y thần vương quân vô hối, Nhiếp Chiến. Chuẩn đế tên là Nhiếp Chiến nói. Quân Tiêu Giao bừng tỉnh. Đây là một trong những thần vương bát bộ chúng dưới trướng phụ thân hắn. Tuy rằng Quân Tiêu Giao chưa gặp được hết 8 người bọn họ, nhưng đều có chút hiểu biết. Tỷ như vị Nhiếp Chiến này mang thiên võ thánh thể, chính là thể chất chiến đấu cực hạn tương tự như đấu chiến thánh thể. Nhìn từ danh hiệu của Nhiếp Chiến, võ phong tử, cũng có thể nhìn ra được, khi ông ta chiến đấu giống như hóa điên, căn bản không muốn sống. Đến lúc này, Quân Tiêu Giao đã chính mắt gặp được 4 vị thần vương bát bộ chúng, dưới trướng quân vô hối. Trọng Đồng Cầm Nữ, A Cửu, Ma Vương, Lý Tín, Thiên Hình Giả, Chiến Thần Man, Võ Phong Tử, Nhiếp Chiến. Thực lực của thần vương bát bộ chúng có cao có thấp, thậm chí nghe đồn tồn tại mạnh nhất có cảnh giới còn cao hơn cả quân vô hối. Quân vô hối thật sự lấy nhân cách mị lực và thiên tư yêu nghiệt mới làm những tồn tại đó cam nguyện đi theo. Thì ra là Nhiếp Chiến tiền bối, nhưng mà, sao ngươi lại có mặt ở Cửu Thiên Côn Luân Khâu? Quân Tiêu Giao lại cảm thấy hết sức nghi hoặc. Sao thần tướng dưới trướng quân vô hối lại xuất hiện ở chỗ này? Việc này nói ra thì rất dài, nhưng trước đó, mời thiếu chủ đi theo ta, có lẽ ngươi sẽ muốn nhìn thấy một người. Nhiếp Chiến nói. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao chợt lóe. Hắn đã đoán được là ai, cũng khó trách trước đó Côn Linh Ngọc nói có cố nhân ở đây, thật sự là rất lâu rồi không gặp mặt. Ngay sau đó, Nhiếp Chiến dẫn đám người Quân Tiêu Giao đi vào sâu trong Côn Luân Khâu. Một động thiên phúc địa có tiên khí giạt rào, đạo vận lưu chuyển, trong đó có một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng. Áo xám mộc mạc, tay áo phiêu phiêu, cũng khó giấu được dáng người đáng kiêu ngạo, 3000 sợi tóc đen khẽ lay động theo gió, che lấp hơn phân nửa dung nhan mộng ảo tuyệt lệ, chỉ lộ ra một góc khuôn mặt trong trẻo, tinh xảo tinh tế giống như chi ngọc. Nhưng khác với loại mỹ nhân trẻ tuổi, vẻ đẹp của nàng ta có một loại tang thương lắng đọng lại theo năm tháng. Giống như là một đại tỷ tỷ thành thục ổn trọng, mang đến cho người ta cảm giác tĩnh tâm an bình. Vẻ đẹp của nàng ta vô tranh với thế gian, chỉ một mình đứng ngạo nghễ. Không phải A Cửu thì còn có thể là người phương nào? Bởi vì A Cửu vẫn luôn tu luyện, cho nên tạm thời không nói chuyện thiếu chủ ngài đến Cửu Thiên cho nàng biết. Nhiếp Chiến đứng bên cạnh nói. Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu rồi bước vào động thiên phúc địa. A Cửu vẫn luôn nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, chợt cảm nhận ra cái gì, hơi mở đồng nhãn ra. Khi nhìn thấy thanh niên bạch y thanh tuấn sâu sắc kia, A Cửu sửng sốt, sau đó hơi lắc lắc đầu rồi nói nhỏ, lại là ảo giác sao, gần đây tu luyện thường xuyên xuất hiện. Có câu nói là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Sứ mệnh từ trước tới nay của A Cửu là vây quanh Quân Tiêu Giao, cho nên khi tu luyện, ngẫu nhiên sẽ sinh ra ảo giác này. Nghe thấy lời này, trong lòng Quân Tiêu Giao lại dâng lên chút rung động. Đây là vướng bận như thế nào, mới có thể làm A Cửu thỉnh thoảng nhìn thấy ảo giác về hắn. A Cửu, là ta tới rồi. Quân Tiêu Giao hơi mỉm cười và nói. Hừm. A Cửu lại sừng sốt, sau đó tỉnh táo lại. Nàng rất bất ngờ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Quân Tiêu Giao ở Cửu Thiên. Thiếu chủ. A Cửu đứng dậy, đi đến trước người Quân Tiêu Giao, muốn hành lễ, nhưng lại bị Quân Tiêu Giao nâng lên. Không cần như thế, có thể nhìn thấy A Cửu ngươi ở chỗ này cũng làm ta rất bất ngờ. Quân Tiêu Giao nói. Sau khi từ biệt A Cửu tại Táng Đế Tinh ở Cổ Lộ Trung Cực, đã cách biệt rất lâu, rốt cuộc cũng đã gặp lại A Cửu. Thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng,
trước sau như một, có một vẻ mặt năm tháng lắng đọng lại. Trên người các nữ tử khác không có loại khí chất tẩy tẫn duyên hoa này, cảnh giới khí tức của A Cửu cũng làm Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ. Thực lực hiện tại của nàng ta rõ ràng đã đạt tới cảnh giới hỗn độn đạo tôn, tuy rằng chỉ là tiền kỳ, nhưng tốc độ này tuyệt đối thực kinh người. Dù sao khi ở Táng Đế Tinh, nàng cũng chỉ là thiên tôn chi cảnh. Nhưng nghĩ lại, bản thân A Cửu có thiên phú trọng đồng, cộng thêm hoàn cảnh tu luyện hậu đãi của Côn Luân Khâu Cửu Thiên, có tốc độ như vậy cũng không phải không thể lý giải. Chỉ có thể nói suy nghĩ của Quân Tiêu Dao rất đúng. Nếu A Cửu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, làm hộ đạo nhân của hắn thì sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện của A Cửu xuống nghiêm trọng. Cho nên khi đó Quân Tiêu Dao mới để A Cửu được tự do, để nàng có thời gian tự tu luyện. Không nghĩ tới A Cửu đã đạt tới đạo tôn chi cảnh. Quả nhiên, làm hộ đạo nhân của ta là lãng phí thiên phú và thời gian của ngươi. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói. Vẻ mặt của A Cửu bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn Quân Tiêu Dao và nói, hầu hạ thiếu chủ, A Cửu không oán không hối hận. Nếu có khả năng, A Cửu nguyện ý làm hộ đạo nhân của thiếu chủ cả đời, chẳng qua với thiên phú của thiếu chủ, sợ là không bao lâu nữa đã không còn cần đến A Cửu. A Cửu đang nói thật, bởi vì so với tốc độ tu luyện của nàng, tốc độ của Quân Tiêu Dao mới là khủng bố. Khi ở cổ lộ trung cực, Quân Tiêu Dao mới đến cảnh giới nào? Mà hiện tại, thậm chí Quân Tiêu Dao có thể nhẹ nhàng chém giết huyền tôn vô thượng. Nếu nói A Cửu tiến bộ là thần tốc thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối không hợp với lẽ thường, không phù hợp với quy luật phát triển sự vật khách quan, vi phạm chuẩn tắc vạn vật hoạt động. Nói đơn giản một chút, chính là quải bức. Thậm chí cho dù là hiện tại, lấy thực lực của Quân Tiêu Dao cũng không cần nàng bảo hộ. Hiện tại cho dù Quân Tiêu Dao bỏ qua pháp thân tín ngưỡng thần linh không nói đến, chỉ dựa vào đủ loại át chủ bài của hắn thì cho dù đối mặt với đạo tôn, cũng có tư cách giữ thong dong. Nhưng nghe A Cửu nói vật, Quân Tiêu Dao lại lắc đầu và nói, A Cửu, ngươi đang nói cái gì vậy? Trong lòng ta, ngươi không chỉ đơn giản là một hộ đạo nhân. Trước kia ta đã từng hứa hẹn. Những năm tháng đầu, ngươi hộ ta bình an, quãng đời còn lại, ta bảo ngươi không việc gì. Quân Tiêu Dao nói rất bình đạm, lại như lời thề bất hủ. Hắn rất ít hứa hẹn cái gì, bởi vì một khi hứa hẹn thì nhất định phải tuân thủ. Nhưng hứa hẹn này lại không giống lời hứa với Khương Thánh Y, đây là một loại tình nghĩa không trộn lẫn tình cảm nam nữ. Giữa hắn và A Cửu có một loại ràng buộc khó hiểu, cũng không thể hình dung đơn giản bằng tình cảm nam nữ. Thiếu chủ, trong mắt A Cửu hiện ra từng đợt gợn sóng nhẹ nhẹ, giờ phút này, tâm cảnh sớm đã như giếng cổ không gợn sóng của nàng ta, cũng không nhịn được mà phập phồng, trở nên hơi hỗn độn. Chấp niệm của nàng ta là bảo hộ, trước nay cũng không trông mong có được cái gì từ chỗ Quân Tiêu Dao. Trả giá, phụng hiến là chuẩn tắc duy nhất của nàng. A Cửu nhìn Quân Tiêu Dao lớn lên, từ một nhóc con vài tuổi, lớn lên thành anh kiệt tuyệt thế tuấn lãng xuất trần, đàn áp thời đại của hiện tại. Được rồi, A Cửu, kể lại những chuyện ngươi trải qua xem. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, giảm bớt không khí. A Cửu cũng kể sơ lược lại những chuyện đã trải qua. Khi ở cổ lộ trung cực, Quân Tiêu Dao cho nàng tự do. Ban đầu A Cửu còn có chút mờ mịt, dù sao mục tiêu duy nhất trước kia của nàng chính là bảo hộ Quân Tiêu Dao. Làm hộ đạo nhân của hắn. Hiện tại mục tiêu này đã không còn, tất nhiên A Cửu cũng có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm tới ra mục tiêu mới, đó chính là tu luyện, trở nên càng mạnh. Bởi vì chỉ như vậy thì nàng mới có thực lực, và cơ hội để tiếp tục bảo hộ Quân Tiêu Dao. Nàng sẽ nỗ lực tu luyện để trợ giúp Quân Tiêu Dao, mãi đến ngày Quân Tiêu Dao hoàn toàn vượt qua nàng. Mà nói đến tu luyện, hoàn cảnh của Cửu Thiên lại tốt hơn tiên vực không ít, cho nên A Cửu cũng liên hệ với Nhiếp Chiến. Bởi vì hai người đều là thần vương bát bộ chúng. Nàng biết Nhiếp Chiến đang ở Cửu Thiên, cho nên sau đó A Cửu cũng được dẫn lên Cửu Thiên, tiếp theo thì luôn tiềm tu ở Côn Luân Khâu cho tới bây giờ. Nghe A Cửu thuật lại ngắn gọn, trong lòng Quân Tiêu Dao yên lặng cảm thán. Lại là một nữ tử nỗ lực tu luyện, yên lặng trả giá, lại không cầu hồi báo sau lưng vì hắn. Vì sao những nữ tử đó đều thật lòng đối đãi với hắn như thế? Vậy bảo hắn nên trả lại như thế nào? Sau một hồi cảm thán ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao cũng than nhẹ một tiếng. Hắn sẽ ghi tạc những tình nghĩa đó trong lòng. Ngày sau sẽ hồi báo cho A Cửu gấp bội. Đúng rồi, vì sao Nhiếp Chiến tiền bối lại có mặt ở Côn Luân Khâu? Quân Tiêu Dao hỏi. Nhiếp Chiến lại trả lời, hồi thiếu chủ, đây là mệnh lệnh của chủ thượng, phụ thân. Quân Tiêu Dao nói. Không sai, tuy thần vương bát bộ chúng ta không ở bên cạnh chủ thượng vào mọi lúc, nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ thuộc về bản thân. Tỷ như Lý Tín, hắn vẫn luôn tọa trấn trong vạn cổ táng thổ. Còn chiến thần Man, trước kia cũng luôn nán lại ở biên quan. Mà ta thì được phân phối tới Cửu Thiên. Vẫn luôn đứng trong Côn Luân Khâu để giám sát hướng đi của các đại vùng cấm Cửu Thiên. Một khi các vùng cấm Cửu Thiên có động tác lớn gì thì ta sẽ lập tức hồi báo cho quân gia. Lời Nhiếp Chiến nói làm Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn không thể không cảm thán sự khổ tâm của phụ thân Quân Vô Hối, chẳng những bản thân nhất khí hóa tam thanh, một thân trấn dị vực, một thân trấn giới hải, một thân trấn táng thổ.
còn cho thần vương bát bộ chúng dưới trướng của mình, chia nhau giám sát các nơi trên táng thổ, biên quan, cửu thiên. Chỉ có thể nói, quân Vô Hối thật sự đầy ngập nhiệt huyết, lòng mang chân thành, bảo hộ tiên vực. Đây mới là đại anh hùng chân chính. Tuy quân Tiêu Dao không muốn trở thành anh hùng như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự hào vì phụ thân mình. Cho nên Nhiếp Chiến tiền bối có được tin tức gì sao? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi. Có, vùng đất Quy Khư có dị động, rất có thể là điểm báo náo động tiến đến. Nhiếp Chiến nghiêm túc nói. Có thể nói rõ hơn không? Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của hắn cũng là vùng đất Quy Khư. Trừ có cơ hội đánh dấu ra thì hắn còn muốn biết trong vùng đất Quy Khư có chôn giấu bí mật gì. Nhiếp Chiến nghiêm nghị nói, vùng đất Quy Khư cất giấu bí mật lớn nhất của cửu thiên, cũng là ngọn nguồn náo động của các vùng cấm. Nhưng vùng đất Quy Khư cũng là địa điểm cơ duyên cao cấp nhất của cửu thiên. Thậm chí yêu nghiệt của các đại vùng cấm, cũng chính là những thiên kiêu đứng đầu trên Long Phượng, bảng đều đang chờ đợi những cơ duyên này. Nhiếp Chiến nói, hừm, vùng đất Quy Khư có cơ duyên gì mà hấp dẫn bọn họ như vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, không biết thiếu chủ có biết vật chất tiên đạo không? Nhiếp Chiến nói, ánh mắt của Quân Tiêu Dao sáng ngời. Hiện tại cái hắn cần nhất chính là số lượng lớn vật chất tiên đạo, chẳng lẽ vật chất tiên đạo chảy ra từ vùng đất Quy Khư? Nhiếp Chiến khẽ gật đầu và nói, không sai, nghe đồn ở sâu trong vùng đất Quy Khư có một cánh cửa, được gọi là thành tiên môn. Mà vật chất tiên đạo từ chảy ra từ thành tiên môn kia, cho nên vùng đất Quy Khư cũng sẽ còn lại một chút vật chất tiên đạo. Ngoài ra, hoàn cảnh của vùng đất Quy Khư đặc thù, phong thiên tuyệt địa, có quy tắc sức mạnh nồng đậm tràn ngập trong đó, cho nên cũng là nơi rất tốt để lĩnh ngộ quy tắc. Những lời Nhiếp Chiến nói xem như bí mật của cửu thiên, bình thường chỉ có sinh linh thập đại vùng cấm mới biết được. Nhưng Nhiếp Chiến đã nán lại cửu thiên rất lâu, hơn nữa được Côn Luân Khâu trợ giúp, tất nhiên cũng biết được một ít bí ẩn. Thành tiên môn, ánh mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Rốt cuộc hắn cũng tìm được ngọn nguồn của tất cả manh mối chính là thành tiên môn. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Mà các sinh linh bồ đề tử của Dược Linh Sơn nói bọn họ sa sút bước vào cửu thiên từ một cánh cửa. Hẳn là rơi ra từ thành tiên môn. Rốt cuộc thành tiên môn là tồn tại như thế nào mà lại có liên quan đến náo động? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Lúc này, Côn Hư Tử lại tiến lên và nói, nếu quân huynh không ngại thì có thể đi gặp tộc trưởng của ta, có lẽ ông ấy có thể giải đáp nghi hoặc cho quân huynh. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn cần làm rõ chân tướng trong đó. Rất có thể cánh cửa thành tiên môn, thần bí khó lường kia sẽ sâu chuỗi lại tất cả manh mối và bí mật. Từ cuộc chiến giữa hoàng đế và độc thủ phía sau màn cổ xưa, đến Trường Sinh Đảo, địa phủ nguyền rủa thánh thể, còn có náo động hắc ám và chủ tế giả, nghi thức chủ tế thần bí, thậm chí đến cả chuyện đế hạo thiên trọng sinh. Những việc nhìn như không liên quan với nhau, kỳ thật sau lưng đều có một tấm lưới bí ẩn. Mà thành tiên môn kia chính là trung tâm của tấm lưới kia. Ngọn nguồn của tất cả bí mật, tất cả nhân quả, tất cả náo động đều đến từ thành tiên môn kia. Quân Tiêu Dao cảm thấy mình đã bắt đầu tiếp xúc tới chân tướng của tất cả câu đố. Sau đó, Côn Hư Tử dẫn đám người Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong Côn Luân Khâu. Trong đó có một tòa tiên sơn khổng lồ, nguy nga chót vót, khí thế bất phàm, trên đó có tiên cung bảo khuyết, đình đài lầu các đan sen chẳng chịt. Đám người Quân Tiêu Dao được tiếp dẫn vào một đại điện. Vừa tiến vào cửa điện thì một giọng nói ấm áp lập tức vang lên, tiểu hữu đường xa đi đến, không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. Côn Luân tộc trưởng khách khí. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, phát hiện Côn Luân tộc trưởng kia trông rất trẻ tuổi, nhìn qua như chỉ khoảng 4-50 tuổi. Đương nhiên, tuổi thật của ông ta không có khả năng trẻ như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc lão cổ. Không có gì bất ngờ, cảnh giới của ông ta nằm ở đại đế cảnh. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao của hiện tại mà nói, cho dù là đối mặt với đại đế, tâm cảnh của hắn cũng không có chút gợn sóng nào, dù sao hiện tại cũng có đại đế làm việc dưới tay hắn. Tộc trưởng đương nhiệm của Côn Luân di tộc tên là Côn Sơn, tuổi tác cực xa xưa, có thể nói là ngồi xem cửu thiên chìm nổi vạn cổ. Tiểu hữu, mời ngồi trước. Côn Sơn tộc trưởng mời đám người Quân Tiêu Dao ngồi xuống. Sau đó, có nữ tu của Côn Luân di tộc dâng nước trà lên. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, nước trà kia chảy xuôi tiên vận, sương mù hôi hổi, hóa ra các cảnh tượng điềm lành, vô cùng huyền diệu. Lấy vật chất tiên đạo pha trà. Quân Tiêu Dao chật chật liên tục. Quả nhiên, thế lực có thể hóa thành vùng cấm không ai có nội tình yếu kém. Hừm, nếu Tiêu Dao tiểu hữu biết đến vật chất tiên đạo, vậy chắc đã biết một phần bí mật của cửu thiên rồi. Côn Sơn tộc trưởng kinh ngạc nói. Trong mắt ông ta, tuổi tác của Quân Tiêu Dao quả thực chính là chim non mới ra đời. Mà ở độ tuổi của Quân Tiêu Dao mà đã bắt đầu tra xét chân tướng của cửu thiên, thật sự là bạn cùng lứa tuổi khác không làm được. Ngẫu nhiên tiếp xúc được một chút chuyện thôi, bí mật kinh thiên sau lưng thì thật sự rất khó tìm kiếm. Quân Tiêu Dao vừa nói vừa uống trà, Côn Sơn vẫn luôn quan sát Quân Tiêu Dao, phát hiện Quân Tiêu Dao uống một ly trà vào bụng mà không có biến hóa gì, ông ta không khỏi lại lộ dị sắc.
Thiên tư thực lực của tiểu hữu quả thực yêu nghiệt, thiên kiêu bình thường sẽ không chịu nổi khi uống ly trà này. Côn Sơn cười cười. Ban đầu ông ta lễ ngộ với Quân Tiêu Dao như vậy là, bởi vì thân phận thần tử Quân gia và nể mặt phụ thân hắn là Quân Vô Hối. Nhưng hiện tại xem ra, bản nhân Quân Tiêu Dao mới là dị số khó suy đoán nhất. Trong vô hình, địa vị của Quân Tiêu Dao trong lòng Côn Sơn đã cất cao đến cấp bậc ngang hàng với phụ thân hắn là Quân Vô Hối. Côn Sơn tộc trưởng, hẳn ngài cũng biết mục đích Quân Mỗ tới đây. Quân Tiêu Dao nói. Côn Sơn khẽ gật đầu và nói, tất nhiên là biết, ngươi muốn biết bí mật náo động, muốn biết chân tướng của Thành Tiên Môn. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Côn Sơn tiếp tục nói, về Thành Tiên Môn, ta biết không được nhiều lắm. Tuy rằng tuổi tác của ta không nhỏ, nhưng so với Thành Tiên Môn cổ xưa thì vẫn như một đứa trẻ. Chỉ biết được, nghe đồn Thành Tiên Môn là cánh cửa dẫn đến nơi thành tiên, trong đó có cơ hội thành tiên, còn có vô số vật chất tiên đạo. Nhưng chân tướng cụ thể là cái gì thì không ai biết được, dù sao chưa ai thật sự bước vào Thành Tiên Môn, càng chưa từng bước ra từ Thành Tiên Môn. Quân Tiêu Dao nghe đến đó thì bỗng nghĩ tới đám người Bồ Đề Tử. Những dược tộc bọn họ là rơi ra từ Thành Tiên Môn, nhưng trước đó Bồ Đề Tử đã nói ký ức của ông ta mơ hồ, căn bản không nhớ rõ chuyện quá khứ. Thành Tiên Môn là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Bởi vì hắn nghĩ tới cái gọi là ngọn nguồn, thế giới này không phải chỉ có những nơi như tiên vực, cửu thiên, dị vực, táng thổ, giới hải. Thế thì không rõ lắm, trên thực tế, đừng nói thật sự tiến qua bên kia Thành Tiên Môn, cho dù chỉ muốn vào cũng thực khó khăn, từ xưa đến nay hầu như không ai có thể làm được, bằng không cũng sẽ không có náo động hắc ám xảy ra. Côn Sơn nói tới đây thì thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, rốt cuộc cũng nói đến náo động hắc ám sao? Rốt cuộc sự hệ giữa náo động hắc ám và Thành Tiên Môn là cái gì? Kế tiếp, Côn Sơn hơi ngưng túc mà nói, có thể nói Thành Tiên Môn là hy vọng thành tiên duy nhất của cửu thiên. Dù sao Thành Tiên Môn đặt ngay trước mặt, nhưng lại không cách nào bước vào, có thể tưởng tượng ra sự dày vò này. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, sau đó đồng cảm mà gật gật đầu. Cho dù là thần thoại đế có được thọ nguyên lâu dài, có được năng lực đặt chân lên con sông dài thời gian, có sức mạnh to lớn sánh ngang với thiên đạo, nhưng cũng không phải bất hủ bất diệt. Chỉ khi nào bước vào tiên đạo thì mới thật sự tự do tự tại. Giống như một con cự long không có khả năng vĩnh viễn bị giới hạn, trong một cái ao nhỏ. Đối với thần thoại đế đạt tới đỉnh cao mà nói, không thể tiếp tục tiến thêm một bước là ác mộng vĩnh hằng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước, từng một bước đi đến chung kết không hề hy vọng. Không kẻ nào có thể chấp nhận nổi sự tra tấn này, cho dù lấy tâm tính của thần thoại đế cũng sẽ trở nên điên cuồng. Quân Tiêu Dao tưởng tượng một chút, nếu bản thân mình vĩnh viễn bị kẹt lại ở cảnh giới hiện tại thì sẽ thế nào? Phỏng chừng tâm thái cũng tan vỡ đúng không? Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng đoán được đại khái Thành Tiên Môn có liên quan gì đến náo động hắc ám. Côn Sơn lại tiếp tục nói, Thành Tiên Môn ở ngay trước mắt, lại không cách nào mở ra, đây là nỗi đau của tất cả cấm kỵ vô thượng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chủ tế giả xuất hiện. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đột nhiên đanh lại. Không khí trở nên tĩnh mịch như đình trệ vào thời khắc này. Mà trong sự tĩnh mịch đó, bỗng nhiên ầm một tiếng vang lên. Như có sấm sét nổ vang trong hư không phía trên Côn Luân Khâu. Côn Sơn thấy thế thì cười lạnh và nói, a, quả nhiên vẫn không thể nói bậy về chủ tế giả sao, cũng bá đạo thật. Côn Sơn tộc trưởng, cái gọi là chủ tế giả là, Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy tò mò, bởi vì hắn đã đánh dấu một chủ tế lệnh, Côn Sơn tộc trưởng không để ý đến tiếng sấm sét như mang theo uy hiếp kia mà tiếp tục nói, chủ tế giả cũng không phải ám chỉ một loại sinh linh riêng biệt, mà là xưng hô của một thân phận. Không ai biết là ai sáng tạo ra thân phận chủ tế giả. Chỉ biết chỉ có vùng cấm vô thượng thần bí nhất, cường đại nhất ở cửu thiên mới có tư cách, có khả năng có được thân phận chủ tế giả. Nghe đến đó, trong mắt Quân Tiêu Dao bỗng lộ ra một tia cổ quái, hắn cũng có được chủ tế lệnh, nhưng hình như hắn không phải đại lão gì đúng không? Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể quy tội cho hệ thống đánh dấu quá mạnh, cướp thân phận mà vốn chỉ có vùng cấm vô thượng mới có tư cách lấy được cho hắn. Nói cách khác, kỳ thật những chủ tế giả đó đều là cấm kỵ vô thượng vùng cấm cổ xưa nhất. Quân Tiêu Dao nói. Không sai, những chủ tế giả đó đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao cửu thiên, thậm chí là thế giới này, ngồi xem vạn cổ chìm nổi, quan sát thương hải tăng điền. Nhắc tới chủ tế giả, cho dù là đại đế như Côn Sơn cũng lộ ra một tia bất lực trong giọng nói. Mặc dù là đại đế, nhưng cũng nhỏ yếu, như con kiến trước mặt những chủ tế giả thần bí cường đại đến không thể tưởng tượng kia. Tự cổ chí kim, dù chủ tế giả biến hóa như thế nào thì trước sau cũng chỉ có 5 vị trí. Nói cách khác. Cho dù là lúc nhiều nhất, cái ghế chủ tế giả cũng chỉ có 5 cái. 5 cái ghế chủ tế giả, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, chủ tế giả đều là tồn tại thần bí cường đại đến không thể tưởng tượng, một người đã khủng bố để đủ làm toàn bộ cửu thiên tiên vực dung chuyển, kết quả lại có đến 5 vị. Hắn lại nghĩ tới chủ tế lệnh mình đánh dấu có được, trên đó vừa vặn có một chữ ngũ. Chẳng phải có nghĩa là Quân Tiêu Dao chính là chủ tế thứ 5. Nói tới đây,
Côn Sơn nhìn Quân Tiêu Dao, cười nhạt và nói, kỳ thật nói chính xác hơn, thì có lẽ ngươi và chủ tế giả cũng có một tia nhân quả. Ta, vì cái gì? Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, trong lòng lại hơi chấn động. Hay là Côn Sơn này nắm giữ tâm thông, có thể nhìn thấu nhân tâm, biết hắn có được chủ tế lệnh. Ai ngờ Côn Sơn lại nói, ngoại giới có lời đồn, tiểu hữu chính là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, không sai đúng không? Quân Tiêu Dao gật đầu. Côn Sơn cười than một tiếng và nói, hẳn ngươi cũng biết, lúc trước Vô Trung Đại Đế đã đánh một cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải, bị thương nặng đến trầm niên. Mà vị cấm kỵ vô thượng kia chính là một chủ tế giả. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì lập tức hiểu ra, đã rõ tất cả. Vậy thì cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải chính là chủ tế thứ 5, mà Vô Trung Đại Đế làm của chủ tế thứ 5 của Luân Hồi Hải, trọng thương rồi trầm niên, sau đó thân phận chủ tế giả đã bị cướp đoạt. Mà sở dĩ Quân Tiêu Dao đánh dấu được chủ tế lệnh, trừ trùng hợp ra thì chưa chắc không phải vì thân phận truyền nhân Vô Trung Đại Đế của hắn. Vô Trung đả thương chủ tế thứ 5, cho nên chủ tế lệnh thứ 5 rơi vào tay truyền nhân Vô Trung, logic này chẳng sai tẹo nào. Có thể nói, Vô Trung Đại Đế thật sự cường đại đến tuyệt đỉnh cổ kim, kỳ thật những đại đế trước kia bình định náo động tiên vực, chưa chắc đều từng giao thủ với chủ tế giả. Dù sao không phải mỗi một lần náo động đều có chủ tế giả hiện thân. Có khi khả năng chỉ có xuất hiện một, có khi lại là hai, gần như rất ít có 3-4 chủ tế giả cùng hiện thân. Côn Sơn nói, tại sao lại như vậy? Quân Tiêu Dao hoang mang. Côn Sơn nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao và nói, bởi vì vật chất tiên đạo không đủ để chia. Vật chất tiên đạo không đủ, vậy chẳng lẽ liên hệ giữa náo động hắc ám và thành tiên môn là? Quân Tiêu Dao như thể hồ quán đỉnh, tư duy lập tức trở nên rõ ràng. Không sai, có lẽ ngươi sẽ tò mò rốt cuộc thân phận chủ tế giả có thể mang đến cái gì, lại có ý nghĩa đặc thù gì. Chỉ cần có được thân phận chủ tế giả, thì có thể khống chế một loại sức mạnh huyết tế đặc thù, có được thủ đoạn có thể hiến tế cho thành tiên môn. Mà cống phẩm hiến tế tất nhiên chính là vạn linh tiên vực. Giống như khi hoàng đế thời cổ hiến tế trời xanh sẽ giết hàng loạt dê bò súc vật coi như tế phẩm. Ý nghĩa tồn tại của cái gọi là chủ tế giả chính là thông qua chuyện gây lên náo động hắc ám, lấy sức mạnh huyết tế để hiến tế vạn linh tiên vực. Lấy vạn linh tiên vực làm chất dinh dưỡng, thông qua một tòa tế đàn bất hủ trong vùng đất quy khư để hiến tế cho thành tiên môn, rồi mở ra. Đương nhiên, đến nay thành tiên môn cũng chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ biết năng lượng hiến tế càng nhiều thì khe hở của thành tiên môn cũng càng lớn, tất nhiên có thể chảy ra càng nhiều vật chất tiên đạo. Tuy rằng những cấm kỵ vô thượng muốn thành tiên kia không thể tiến vào thành tiên môn, nhưng vật chất tiên đạo cũng rất có lợi cho bọn họ. Chủ tế giả thân là chủ thể hiến tế, khống chế sức mạnh huyết tế khổng lồ nhất, tất nhiên có được nhiều vật chất tiên đạo nhất, mà thông qua tế đàn bất hủ, hành động hiến tế cho thành tiên môn được gọi là nghi thức chủ tế. Câu nói thật dài của Côn Sơn làm cho cả đại điện đều rơi vào tĩnh mịch. Cho dù là đám người Nhiếp Chiến, A Cửu cũng là lần đầu tiên nghe được chân tướng này. Này, quá mức tàn nhẫn, coi vạn linh tiên vực như dê bò súc vật mà đồ tể, trở thành cống phẩm, hiến tế cho thành tiên môn. A Cửu vươn tay ngọc che môi đỏ lại. Nỗi lòng như giếng cổ không gợn sóng của nàng ta giờ phút này cũng không nhịn được, mà nhấc lên sóng biển, xuất hiện một tia phẫn nộ. Đám chủ tế giả đó thật sự không phải người. Nhiếp Chiến cũng lộ ra vẻ mặt lạnh như băng mà mắng. Tuy rằng trong mắt những cường giả như bọn họ, có lẽ chúng sinh muôn nghìn kia thật sự giống như con kiến. Nhưng xin hỏi ai không phải lột xác từng bước từ con kiến kia chứ? Chẳng lẽ có ai sinh ra đã cao cao tại thượng sẵn? Thân là cường giả đứng trên đỉnh cao, không cần đến từ bi hỉ xả. Nhưng ít nhất cũng không thể thông qua hiến tế tánh mạng hàng tỷ sinh linh, để mở ra thành tiên môn. Chủ yếu là còn luôn mở không ra, vậy chẳng phải là phí công sao? Nghe Nhiếp Chiến nói thế, Côn Sơn lộ ra ý cười trào phúng lạnh lẽo mà nói, người, những chủ tế giả đó sớm đã không phải là người. Bọn họ đứng trên đỉnh cao nhất của cửu thiên, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục của con người. Thành tiên là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Có lẽ ngươi không thể tưởng tượng được sự thống khổ khi vĩnh viễn dừng lại ở một cảnh giới, thẳng đến điêu tàn theo dòng thời gian thôi đưa. Còn có nỗi khổ khi thấy hy vọng thành tiên ngay ở trước mắt, lại không cách nào bước vào. Nỗi thống khổ đó làm bọn họ đánh mất tất cả tình cảm của con người, trở thành tồn tại còn lạnh nhạt hơn cả thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu. Trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể thăng hoa lên đỉnh cao, bước vào lĩnh vực tiên đạo, thì cho dù hiến tế tất cả sinh linh trong thiên hạ cũng đã sao. Lời Côn Sơn nói khiến mọi người ở đây đều trầm mặc. Quả thật, không đạt tới cảnh giới của bọn họ, thì tất nhiên không có khả năng cảm nhận tâm cảnh của họ, cũng như câu khán sơn thị sơn, khán thủy thị thủy. Con người, ở cảnh giới bất đồng nhìn vào cùng một sự vật đều sẽ có cái nhìn khác nhau, trong mắt bọn họ, vì lợi ích của bản thân mà hiến tế vạn linh tiên vực, quả thực là tội ác tày trời. Nhưng trong mắt những chủ tế giả đó, hy sinh hàng tỷ con kiến để thành tựu bản thân thì có gì không thể. Quân Tiêu Dao cũng trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không phải loại người thánh mẫu. Đối với hắn, muôn nghìn chúng sinh cũng chẳng khác gì con kiến cả.
Trước đó trong cuộc chiến ách họa trung cực, quân Tiêu Dao được xem là đại anh hùng cứu vớt tiên vực. Nhưng kỳ thật, mục đích ban đầu của hắn chỉ muốn trợ giúp phụ thân quân Vô Hối, thuận tiện vớt một đợt sức mạnh tín ngưỡng thôi, thật sự không phải vì muốn làm anh hùng. Chẳng lẽ hệ thống, để ta đánh dấu chủ tế lệnh này là muốn để ta trở thành chủ tế giả thứ 5? Quân Tiêu Dao không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng, chẳng lẽ hệ thống cũng nhìn thấu hắn, biết hắn là dạng người gì hay sao? Nhưng không thể không nói, lấy tính cách nhìn nhạt tất cả, duy ngã độc tôn của quân Tiêu Dao thì thật sự rất thích hợp làm chủ tế giả. Nhưng quân Tiêu Dao cẩn thận nghĩ lại, chắc mình còn chưa đến mức khắc hóa đến trình độ này. Tuy rằng tâm lý của quân Tiêu Dao cũng có chút tương tự với những chủ tế giả, nhưng kỳ thật hắn và chủ tế giả có một điểm bất đồng lớn nhất. Đó chính là trong lòng hắn có vướng bận, có tình cảm của con người. Có hai mỹ kiều nương như hoa như ngọc đang chờ đợi hứa hẹn đính hôn của hắn. Quân Tiêu Dao cảm thấy Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly sẽ không muốn nhìn thấy phu quân của các nàng trở thành tồn tại mất đi nhân tính giống như chủ tế giả. Còn có phụ thân hắn quân Vô Hối cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Tuy rằng không có khả năng thật sự rơi vào hắc ám, nhưng cũng chưa chắc không thể lợi dụng thân phận chủ tế giả này. Trong lòng quân Tiêu Dao đã bắt đầu đánh bàn tính, hắn không phải loại người cổ hủ, trong mắt không chấp nhận được một chút hắc ám. Sức mạnh không có phân chia thiện ác, chỉ vận dụng như thế nào mà thôi, quân Tiêu Dao phải có được thân phận và sức mạnh của chủ tế giả. Tâm kế và trí tuệ của quân Tiêu Dao thì tất nhiên là không cần nhiều lời. Có đôi khi trí tuệ của hắn còn xuất chúng hơn cả thực lực. Nếu hắn đánh dấu chủ tế lệnh này, có được thân phận chủ tế thứ 5, vậy quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không lãng phí, làm vậy không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn sẽ lợi dụng thân phận này để giành ích lợi và chỗ tốt lớn nhất cho chính mình, tỉ như, có được sức mạnh huyết tế và vật chất tiên đạo mà không cần trả giá. Đây đều là những thứ chỉ có đại lão chủ tế giả mới có được, không cần cũng uổng phí. Nhìn quân Tiêu Dao lâm vào trầm tư, Côn Sơn chưa nói cái gì, cho rằng quân Tiêu Dao đang tiêu hóa lượng lớn tin tức. Ông ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thanh niên trước mặt đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để tính kế chủ tế giả. Nếu để Côn Sơn biết thì tuyệt đối sẽ cảm thấy câm nín, quả thực là nghe con mới sinh không sợ cọp. Chủ tế giả chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao của Cửu Thiên Đỉnh, sánh ngang với thiên tài cấp bất hủ của dị vực. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chỉ một thiên tai cấp bất hủ dị vực cũng có thể mang đến sóng gió lớn cho tiên vực, càng đừng nói là năm chủ tế giả cửu thiên. Quân Tiêu Dao suy tư một hồi rồi bỗng dò hỏi, đúng rồi, tiền bối vừa nói, trong các lần náo động trước, năm chủ tế giả đều sẽ không cùng hiện thân, bởi vì vật chất tiên đạo trong thành tiên môn không đủ để chia. Vậy lần này là, quân Tiêu Dao nói tới đây thì hơi khựng lại. Đám người Nhiếp Chiến, A Cửu cũng cảm giác được một loại ngưng trọng. Côn Sơn nghiêm trang mà khẽ gật đầu và nói, không sai, trong những lần náo động trước kia, ngũ đại chủ tế giả sẽ không cùng hiện thân, mỗi nhất đời đều chỉ xuất hiện một hai vị, nhiều nhất cũng chỉ hai ba vị. Cho nên điều này cũng dẫn tới một chuyện, tuy những lần náo động trước cũng đủ khủng bố, nhưng trước sau vẫn nằm trong một phạm vi có thể khống chế. Thậm chí trong lần náo động do Vô Trung Đại Đế trấn áp, hắn còn làm chủ tế giả của Luân Hồi Hải bị trọng thương. Nhưng mà, hiện tại ở Cửu Thiên có lời đồn, trong Hoàng Kim Đại thế này, có lẽ thành tiên môn sẽ xuất hiện biến cố xưa nay chưa từng có khả năng mở ra. Côn Sơn nói đến đây thì không khí cũng hoàn toàn đọng lại giống như đóng băng. Nhiếp Chiến cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Thành tiên môn sẽ mở ra, đây tuyệt đối sẽ là đại sự chấn động toàn bộ Cửu Thiên thậm chí tiên vực, hay thực sự có người có thể đi vào thành tiên môn, vũ hóa phi tiên. Cho nên, có đồn đãi nói rằng, ngũ đại chủ tế giả tối cao sẽ hiện thân vào lần náo động này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đều nói náo động lần này sẽ là náo động khủng bố nhất trong lịch sử, là đại hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Mỗi một câu Côn Sơn nói đều trầm trọng giống như rót trì, đám người Nhiếp Chiến, A Cửu, cũng cảm thấy hít thở không thông như mưa gió sắp đến. Một chủ tế giả thôi cũng đã đủ khủng bố, có thể nói là tồn tại cấp bậc đại boss, kết quả đời này lại có khả năng cùng xuất hiện cả năm. Chuyện này khủng bố đến mức nào? Không ai có thể cùng ngăn cản năm chủ tế giả, cho dù là Vô Trung Đại Đế tái hiện cũng phải nuốt hận. Thì ra là như thế. Quân Tiêu Dao xem như đã rõ vì sao những vùng cấm cửu thiên, đó đều tự tin như thế. Còn Thánh Linh Đại Thành của Thánh Linh Chi Khư, vì sao dám phát ngôn bừa bãi rằng sẽ kéo quân ra xuống nước, thì ra là vì có lẽ thành tiên môn sắp sửa mở ra, ngũ đại chủ tế cùng hiện thân. Mặc dù bỏ qua không tính đến quân Tiêu Dao, nhưng cũng có chừng 4 chủ tế giả, mỗi một người đều là tồn tại cấp bậc đại boss. Xuất hiện một người thôi đã làm người ta đau đầu, đủ tạo thành hạo kiếp kinh thiên đối với tiên vực. Hơn nữa ngươi cho rằng vậy là đã xong sao? Côn Sơn tiếp tục cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Quân Tiêu Dao sửng sốt. Ngũ đại chủ tế giả chỉ là thành viên trung tâm chủ trì nghi thức chủ tế mà thôi. Trừ họ ra, trong những vùng cấm phái thanh tẩy, còn lại cũng sẽ có nhân vật cấm kỵ chủ động ra tay, triển khai đại thanh tẩy. Tuy rằng những tồn tại cấm kỵ kia yếu hơn chủ tế giả một bậc,
nhưng cũng không phải đại đế bình thường có thể đối kháng. Côn Sơn nói tới đây thì Quân Tiêu Dao lập tức liền nghĩ tới những tồn tại như Thạch Hoàng. Hắn tin chắc đám người Thạch Hoàng nhất định sẽ tham dự đại thanh tẩy. Thực lực của bọn chúng thật sự vượt qua đại đế bình thường, nhưng lại yếu hơn chủ tế giả. Đơn giản mà nói, ngũ đại chủ tế giả tương đương với năm đại boss siêu cấp, mà những tồn tại như Thạch Hoàng tương đương với tiểu boss. Nhưng Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy thành tiên môn tản ra mùi âm mưu, mở ra thành tiên môn, tiến vào trong đó là có thể thành tiên sao? Hơn nữa Quân Tiêu Dao không quên còn có một tồn tại mấu chốt, mà Côn Sơn cũng không nhắc tới tồn tại kia, đó chính là đại độc thủ phía sau màn đối chiến với hoàng đế. Theo suy luận trước kia của Quân Tiêu Dao, rất có khả năng đại độc thủ phía sau màn là một trong mặt nhật tứ thiên khải, giống như ách họa trung cực. Đó chính là đại boss cấp sử thi chân chính, thậm chí còn khủng bố hơn cả ngũ đại chủ tế giả. Nhưng nghe theo lời nói của Côn Sơn, hình như ông ta hoàn toàn không biết đại độc thủ kia. Nhân quả trong đó thật sự quá phức tạp. Quân Tiêu Dao thầm than trong lòng. Với trí tuệ và tâm tính của hắn mà cũng cảm thấy đau đầu. Hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Côn Sơn nói. Trong đó chắc chắn còn có bí ẩn không ai biết, nhưng cả Côn Sơn cũng không rõ những bí ẩn đó thì chỉ có thể để Quân Tiêu Dao tự tìm kiếm. Bầu không khí trong đại điện đình trệ, đám người Nhiếp Chiến, A Cửu đều cảm thấy trầm trọng. Mỗi một lần náo động đều sẽ có trăm triệu hàng tỷ sinh linh chết đi. Có thể suy đoán ra, tới ngày nào đó, ngũ đại chủ tế giả dáng thế, xuất lĩnh các vùng cấm vô thượng để huyết tẩy tiên vực, đó sẽ là cảnh tượng nhân gian luyện ngục như thế nào. Ngẫm lại thôi đã khiến người ta không rét mà run. Nếu là chủ thượng thì ngài nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản, nhưng mà, Nhiếp Chiến muốn nói lại thôi. Ông ta biết, lấy tính cách của Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, thì tuyệt đối không có khả năng ngồi xem tiên vực, gặp phải đại kiếp nạn này. Nhưng hiện tại Quân Vô Hối bạt vô âm tín, không ai biết hiện tại ông ta đang trong trạng thái gì. Hơn nữa Quân Vô Hối còn chưa đột phá. Nếu Quân Vô Hối đã chứng đạo thì thân là huyết mạch trực hệ, đích tử duy nhất của ông, huyết mạch của Quân Tiêu Dao sẽ lập tức xuất hiện phản ứng. Quân Tiêu Dao nghe thấy lời này cũng thở dài. Hắn biết, lấy thiên tư thực lực của phụ thân Quân Vô Hối, nếu ông chứng đạo thì tuyệt đối sẽ không giống người thường. Dù sao Quân Vô Hối cũng chia ra ba thân để tu luyện, tương đương là ba người cùng chứng đạo. Tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi chứng đạo thì thực lực cũng sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, vượt qua đại đế bình thường, thậm chí có thể trùng kích đế bảng vạn cổ. Đó chính là bảng xếp hạng đế giả mạnh nhất tiên vực cổ kim vạn cổ. Quân Tiêu Dao cũng thực chờ mong nếu phụ thân hắn chứng đạo, thì sẽ cường đại đến mức nào, nhưng Quân Tiêu Dao sẽ không dựa vào Quân Vô Hối. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao tiếp tục dò hỏi. Xin hỏi tiền bối biết được thân phận của những chủ tế giả kia không? Bỏ qua không bàn đến thân phận chủ tế thứ 5 của Quân Tiêu Dao, vậy thì còn có 4 chủ tế giả khác. Quân Tiêu Dao muốn biết rốt cuộc 4 chủ tế giả kia là thần thánh phương nào. Mà nghe Quân Tiêu Dao nói xong, Côn Sơn lại trầm mặc một cách hiếm thấy, ông ta khẽ lắc lắc đầu, không phải không biết, mà là không thể nói, vừa nói ra sẽ có nhân quả nào đó. Quân Tiêu Dao cũng ngơ ra, sau đó lắc đầu và nói, xin lỗi, là vãn bối đường đột. Rốt cuộc địa vị của 4 chủ tế giả này lớn đến mức nào? Thậm chí làm cả tộc trưởng Côn Sơn của Côn Luân di tộc, nhân vật cấp đại đế đường đường cũng giữ kín như bưng, không dám nhắc đến. Côn Sơn thở dài và nói, tuy rằng không thể nói cụ thể, nhưng có thể tiết lộ cho tiểu hữu một chút. Đó chính là, từ xưa đến nay, thân phận của một số chủ tế giả thường xuyên thay đổi, thậm chí sẽ mất đi thân phận chủ tế giả. Tỷ như cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải bị Vô Trung đại đế đánh trọng thương. Nhưng có một chủ tế giả trước sau đều không biến mất. Vẫn luôn có được thân phận này. Hừm, là ai? Đôi mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, đây chính là manh mối quan trọng mang tính mấu chốt. Vị kia của Trường Sinh Đảo, Trường Sinh Đảo. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao lập lòe. Không sai, tuy rằng thập đại vùng cấm cửu thiên không có phân chia xếp hạng mạnh yếu. Nhưng trên thực tế, trong mơ hồ vẫn có một ít phân chia cấp bậc. Mà từ trước tới nay, Trường Sinh Đảo đã mơ hồ là đứng đầu trong thập đại vùng cấm cửu thiên. Đương nhiên, không phải nói Trường Sinh Đảo mạnh hơn vùng cấm, mà là bọn họ quá thần bí. Còn chủ tế giả Trường Sinh Đảo kia nữa, chỉ cần có hắn thì địa vị của Trường Sinh Đảo vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhắc tới kẻ kia của Trường Sinh Đảo, cả tộc trưởng Côn Sơn của Côn Luân di tộc cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ kiêng kỵ. Đó là cảm giác bất lực khi đối mặt với tồn tại chí cường. Quân Tiêu Dao khẽ thở ra một hơi. Cả Côn Sơn cũng không thể nói ra tên thật, chỉ có thể nói là vị kia của Trường Sinh Đảo. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của kẻ đó, khiến người ta không dám nhắc đến tên thật. Quân Tiêu Dao bỗng lại nghĩ đến về lời nguyền thánh thể, hình như Trường Sinh Đảo có trộn lẫn vào trong đó. Mà từ xưa đến nay, kẻ kia của Trường Sinh Đảo lại là tồn tại duy nhất vẫn luôn có được thân phận chủ tế giả, thậm chí có khả năng chính là đệ nhất chủ tế. Chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp? Trường Sinh Đảo, vì sao muốn liên hợp địa phủ tạo ra lời nguyền đối với nhất mạch thánh thể? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng,
Tuy rằng lần nói chuyện này với Côn Sơn giúp Quân Tiêu Dao cởi bỏ một ít bí ẩn, tỉ như chủ tế giả, nghi thức chủ tế, hành tiên môn và nguyên nhân sinh ra náo động hắc ám. Nhưng kỳ thật còn có một ít bí mật chưa được giải đáp, tỉ như độc thủ phía sau màn đối chiến với hoàng đế cũng không được Côn Sơn đề cập đến. Chẳng lẽ độc thủ kia có hoàn toàn không có liên quan gì đến náo động hắc ám? Quân Tiêu Dao không nghĩ như vậy. Còn có chủ tế giả Trường Sinh Đảo kia lại có dính líu gì đến lời nguyền thánh thể, hay không? Và vì sao lão lại ra tay với nhất mạch thánh thể? Ngoài ra, Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới Đế Hạo Thiên, trọng sinh giả kia vẫn luôn tìm kiếm cái gọi là mảnh thạch bàn. Vậy mảnh thạch bàn kia lại có liên hệ gì với thành tiên môn? Đế Hạo Thiên là công cụ của kẻ nào chứ? Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Không thể không nói, những âm mưu đại bí vạn cổ đó thật sự quá phức tạp. Người bình thường suy nghĩ thôi cũng rất khó nghĩ rõ ràng, càng đừng nói là thâm nhập điều tra. Sự tiết lộ của Côn Sơn làm bầu không khí trở nên rất ngưng trọng. Vẻ mặt của đám người Nhiếp Chiến, A Cửu đều lạnh lẽo như băng. Mấy tin tức này mang đến cho người ta tuyệt vọng thật sự quá lớn. Ngũ đại chủ tế giả như thần linh hủy diệt sắp buông xuống tiên vực. Ngoài ra còn có các tồn tại vô thượng của những đại vùng cấm, cũng sẽ tham dự đại thanh tẩy. Đây quả thực là một sức mạnh không thể chống cự, còn khủng bố hơn bất cứ lần náo động nào trước kia vạn lần. Thậm chí so với lần náo động cấp sử thi này, những náo động trước kia cũng chỉ có như vậy, hoàn toàn không thể sánh bằng. Đây là một hoàng kim đại thế rực rỡ lộng lẫy, nhưng hạo kiếp phải nghênh đón cũng là khủng bố nhất. Trước đó có kiếp nạn ách họa dị vực, là đám người Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối bình định. Nhưng náo động lần này thì ai có thể ngăn cản kia chứ? A Cửu theo bản năng mà đưa mắt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao đang trầm tư. Vẻ mặt của hắn không có quá nhiều biến hóa, càng không có chút sợ hãi, kiêng kỵ, sợ hãi nào, chỉ có sự tự hỏi thâm trầm. Thiếu chủ, A Cửu lẩm bẩm trong lòng. Nàng biết Quân Tiêu Dao có áp lực như thế nào. Nếu Quân Vô Hối thật sự muốn trấn áp lần náo động này giống như đám người Vô Trung, loạn cổ, vậy Quân Tiêu Dao tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng dù sao tuổi của hắn còn quá nhỏ. Tuổi trẻ như vậy mà phải đối mặt với loại hạo kiếp này, làm trong lòng A Cửu không khỏi tê dần. Nhưng nàng lại không có năng lực đi trợ giúp Quân Tiêu Dao, tuy rằng Hỗn Độn Đạo Tôn đã là cường giả đỉnh cấp, nhưng đứng trước mặt loại náo động cấp sử thi này thì không khác gì một con kiến. Tiểu hữu, tình huống đại khái chính là như thế. Còn bí mật cấp bậc càng sâu thì bởi vì Côn Luân Khâu chưa từng tham dự náo động, cho nên cũng không thể biết càng nhiều tin tức. Côn Sơn nói, theo lý thuyết, sau khi biết được chân tướng tàn khốc này, tu sĩ tiên vực bình thường tuyệt đối sẽ cảm thấy hắc ám, tuyệt vọng. Nhưng làm Côn Sơn bất ngờ chính là, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Côn Sơn cũng coi như một cổ lão, cũng phải có ánh mắt nhìn người. Ông ta có thể nhìn ra Quân Tiêu Dao thật sự rất bình thản, mà không phải cố tình giả bộ chấn định. Không thể không nói, tố chất tâm lý này làm Côn Sơn cũng phải thán phục. Trước kia ông ta còn cho rằng, người có thể tiếp tục kéo dài khí vận của Quân gia vạn năm chính là Quân Vô Hối. Ai ngờ Quân Vô Hối vừa mới quật khởi, nở rộ ra hào quang thì con hắn cũng đã khủng bố như thế. Có thể nói, nếu Côn Luân di tộc bọn họ có thể xuất hiện một hai dị số vạn cổ giống như Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao thì sao còn sầu không thể báo thù thương tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Côn Sơn có một loại trực giác bản năng mách bảo rằng Côn Luân di tộc bọn họ phải giao hảo với Quân Tiêu Dao. Nói không chừng Quân Tiêu Dao còn có thể giúp bọn họ báo thù. Dù sao Côn Sơn cũng biết Quân Tiêu Dao và thương tộc có thù oán. Thượng Thương Bát Tử vẫn luôn nghĩ cách đối phó Quân Tiêu Dao như thế nào. Kế tiếp tiểu hữu có tính toán gì không? Côn Sơn mỉm cười và nói. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút rồi nói. Kế tiếp sẽ chờ đợi vùng đất Quy Khư mở ra đi. Quân Tiêu Dao nhất định phải đi đến vùng đất Quy Khư, địa điểm thành tiên môn hiện hóa nằm trong nơi sâu nhất của vùng đất Quy Khư. Ngoài ra, tế đàn bất hủ hiến tế cho thành tiên môn cũng nằm trong vùng đất Quy Khư. Quân Tiêu Dao muốn làm rõ chủ tế lệnh mình đánh dấu có được, nên sử dụng như thế nào, hẳn cần phải đi đến tế đàn bất hủ một chuyến. Mặt khác còn có vật chất tiên đạo quan trọng nhất, Quân Tiêu Dao cũng nhất định phải có được. Có lẽ những chủ tế giả đó chướng mắt vật liệu thừa thẹo kia, nhưng đối với thiên kiêu thế hệ trẻ như Quân Tiêu Dao, thì đó đã xem như số lượng lớn vật chất tiên đạo. Cho nên đám người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn mới chuẩn bị vì cơ duyên vùng đất Quy Khư. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Côn Sơn cũng khẽ gật đầu và nói, đúng vậy, trước mỗi lần thành tiên môn hiện hóa, vùng đất Quy Khư sẽ trước sinh ra dị động. Đó cũng là cơ hội có thể thâm nhập trong đó. Bởi vì lần nào thành tiên môn cũng sẽ hiện hóa ở vùng đất Quy Khư, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng còn lại một ít vật chất tiên đạo. Tuy rằng những cấm kỵ vô thượng vùng cấm đó chướng mắt, nhưng vẫn là cơ duyên rất lớn đối với thế hệ trẻ. Nhưng tiểu hữu cũng phải cẩn thận, dù sao ngươi gây thù chuốc oán quá nhiều ở Cửu Thiên, vùng cấm muốn diệt sát ngươi không phải số ít. Côn Sơn cảnh báo. Bọn họ dám sao? Quân Tiêu Dao nói. Côn Sơn khẽ lắc đầu và nói, tiểu hữu có điều không biết.
bởi vì vùng đất Quy Khư là nơi mà thành tiên môn hiện hóa buông xuống, cho nên quy tắc thiên địa ở nơi đó cực kỳ đặc thù. Bất cứ thần niệm, nhân quả nào cũng không thể thẩm thấu tới đó. Người ở trong đó cũng không thể truyền tin tức gì ra ngoài. Nói cách khác, nếu có người muốn gây bất lợi với tiểu hữu ở trong đó, thì người ngoài không có khả năng biết được. Nếu ngươi xảy ra bất trắc gì, cho dù là quân gia cũng không có khả năng biết là ai xuống tay với ngươi. Quân Tiêu Dao nghe xong thì có một nghi vấn. Đúng rồi, Côn Sơn tiền bối, nếu là phân thân tiến vào vùng đất Quy Khư, nếu ngã xuống thì chẳng phải bản tôn cũng sẽ biết. Quân Tiêu Dao nghĩ tới một điểm mù, tuy vùng đất Quy Khư che chắn tất cả cảm giác nhân quả, nhưng phân thân tiến vào trong đó, bản tôn ở lại bên ngoài thì sẽ như thế nào? Côn Sơn khẽ lắc đầu và nói, ta biết tiểu hữu có khống chế pháp môn nhất khí hóa tam thanh. Nhưng dù là phân thân, pháp thân hay là thứ gì khác, chỉ cần vừa tiến vào vùng đất Quy Khư, thì sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Cho dù là bản tôn, cũng không thể cảm giác được rốt cuộc phân thân đã trải qua cái gì ở trong đó. Chỉ khi nào phân thân đi ra từ vùng đất Quy Khư, thì mới thành lập liên hệ lại với bản tôn. Nghe xong giải thích, lúc này Quân Tiêu Dao mới gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi nào, trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Vậy chẳng phải càng tốt. Vùng đất Quy Khư sẽ trở thành sân săn thú hoàn mỹ nhất của hắn. Quân Tiêu Dao chẳng có chút hảo cảm nào với những vùng cấm phái thanh tẩy kia. Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật, Luân Hồi Hải đều có mâu thuẫn không thể hóa giải với hắn. Còn có Trường Sinh Đảo, hiện tại tuy nhìn như không có xung đột gì với Quân Tiêu Dao, nhưng kỳ thật lời nguyền thánh thể chính là mâu thuẫn lớn nhất. Cho dù là vì đòi lại công đạo cho nhất mạch thánh thể, ngày sau Quân Tiêu Dao nhất định cũng phải đối đầu với Trường Sinh Đảo, cho nên Quân Tiêu Dao đang sầu không biết giải quyết những thiên kiêu vùng cấm kia như thế nào, dù sao không phải tất cả thiên kiêu vùng cấm đều hung hãn, mà trực tiếp lập sinh tử chiến với hắn như Thất Thải đạo nhân. Cho nên Quân Tiêu Dao đang buồn rầu vì không tìm thấy cơ hội ra tay thích hợp. Mà hiện tại, không phải cơ hội đã tới rồi sao? Vùng đất Quy Khư che chắn mọi nhân quả, thần niệm nhìn trộm, cho dù là đại đế cũng không thể dùng thần niệm quan sát. Vậy tương đương với một cái hộp đen, dù làm chuyện gì bên trong thì người bên ngoài cũng không biết. Đối với Quân Tiêu Dao thì đó chính là sân săn thú tốt nhất, những thiên kiêu vùng cấm kia chính là con mồi mà hắn muốn săn giết. Côn Sơn tiền bối, tại hạ còn có hai nghi vấn. Chắc sẽ không có người càng mạnh tiến vào vùng đất Quy Khư đúng không? Còn nữa, hẳn không chỉ có thiên kiêu vùng cấm có thể đi vào trong đó. Nghe xong thắc mắc của Quân Tiêu Dao, Côn Sơn cũng giải đáp, về chuyện này thì tiểu hữu cứ yên tâm đi. Cũng bởi vì quy tắc thiên địa đặc thù của vùng đất Quy Khư, mà các đại vùng cấm đều quy định, rèn luyện vùng đất Quy Khư bị giới trong thế hệ trẻ. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim, vì phòng ngừa có cường giả khác tiến vào, gây bất lợi cho thiên kiêu nhà mình, khi các vùng đất Quy Khư mở ra, các vùng cấm sẽ để những thiên kiêu thế trẻ khác tiến vào trong đó rèn luyện. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải có lòng tốt gì, mà chỉ xem những thiên kiêu kia là pháo hôi, cá tạp. Dù sao vùng đất Quy Khư cũng là cấm địa của Cửu Thiên Chi Thượng, vẫn luôn cực kỳ hung hiểm, trong đó có rất nhiều nơi chưa có ai đặt chân đến. Vừa vặn những thiên kiêu đó có thể làm pháo hôi đi dò đường, cũng coi như đi tiên phong cho những thiên kiêu vùng cấm kia. Quân Tiêu Dao nghe xong thì hơi gật gật đầu, đã yên lòng. Nếu vậy thì hoàn toàn không còn sơ sót gì. Trong thế hệ trẻ Cửu Thiên, cho dù là Trường Sinh Đế Tử đứng đầu Long Phượng bảng, có danh xưng đệ nhất nhân Cửu Thiên thì Quân Tiêu Dao cũng không sợ. Chờ đến lúc hắn tiến vào vùng đất Quy Khư, thì chẳng phải được chém giết lung tung rồi sao? Tiểu hữu có thể tạm thời nán lại Côn Luân Khâu, chờ đợi vùng đất Quy Khư mở ra. Côn Sơn mỉm cười và nói, tuy rằng lần náo động này sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng lan đến gần Quân gia, nhưng Côn Sơn trước sau vẫn cảm thấy Quân gia làm thương tộc, cũng vô cùng kiêng kỵ sẽ không ngã xuống trong náo động lần này. Mà lấy thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao, ngày sau nhất định hắn sẽ là trụ cột của Quân gia, cho nên hiện tại thiết lập giao tình sẽ không sai. Côn Sơn tiền bối khách khí. Quân Tiêu Dao hơi ôm quyền. Sau đó đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi cung điện này. Sau khi đi ra cung điện, Nhiếp Chiến không rên một tiếng. Côn Linh Ngọc vừa định mở miệng nói muốn bái Quân Tiêu Dao làm sư, thì Côn Hư Tử đã lập tức lôi nàng đi. Đừng quấy rầy quân huynh, để hắn một mình lẳng lặng trước đi. Dù sao biết được nhiều tin tức và bí ẩn như vậy cùng một lúc, người bình thường sẽ phải tiêu hóa rất lâu. Nhiếp Chiến cũng không nói cái gì, chỉ yên lặng rời đi. Chỉ để A Cửu ở lại nơi này với Quân Tiêu Dao, dù sao nàng cũng là người thân cận nhất và với Tiêu Dao. Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, Quân Tiêu Dao bỗng khẽ cười và nói, như thế nào, đều cho rằng tâm cảnh của ta thực yếu ớt sao? Thiếu chủ, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. A Cửu ôn hòa nói. Nàng biết Quân Tiêu Dao nghĩ đến náo động hắc ám, hắn chính là người như vậy. Mặt ngoài coi nhẹ tất cả, dường như luôn thờ ơ, rất lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng thủ vững một số điều. Gia tộc, thân nhân, bằng hữu, hồng nhan đều là tồn tại hắn cần phải bảo hộ. Mà náo động hắc ám có khả năng hủy diệt tất cả những điều đó.
có thể tưởng tượng ra áp lực của Quân Tiêu Dao, cả A Cửu cũng cảm thấy thương tiếc trong lòng. Nếu có thể giúp Quân Tiêu Dao chia sẻ dù chỉ một tia áp lực, nàng cũng nguyện ý trả giá tất cả. A Cửu, ta không yếu ớt như vậy, được rồi, đã lâu không gặp, đánh đàn với ta được chứ? Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói. A Cửu hơi gật đầu. Sau đó Quân Tiêu Dao và A Cửu đi vào động Thiên Phúc Địa mà A Cửu bế quan. Quân Tiêu Dao lấy ra Phượng Minh Kỳ Sơn cầm đã lâu không được đàn tấu. Ta còn nhớ khi còn nhỏ, là A Cửu dạy ta đánh đàn. Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hoài niệm, nói. Hiện giờ chắc cầm nghệ của thiếu chủ cũng đã vượt qua A Cửu. A Cửu nhấp môi mỉm cười, đáy mắt sinh hoa. Tiếp theo, hai người bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn như tiếng trời giao hòa, tiên nhạc từng cơn. Thậm chí trong hư không còn có mưa hoa rơi xuống, có trăm chim bay tới, còn có các loại dị thú hiếm quý trong Côn Luân Khâu nằm ở một bên lắng nghe. Đây là biểu hiện tiếng đàn và đạo tương dung. Tiếng đàn của hai người triền miên, như tơ như sợi, nước sữa hòa nhau, khó mà chia tách. Mà trong tiếng đàn hợp tấu đó, thân thể A Cửu lại hơi chấn động, một cảm giác phúc chí nhanh chí xuất hiện. Khí tức cảnh giới của nàng lại đi trên một cấp bậc nhỏ nhờ lần này. Chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại đối với A Cửu mà nói, chấp niệm của nàng chính là bảo hộ Quân Tiêu Dao. Đã lâu mới gặp lại Quân Tiêu Dao, một hồi tiếng đàn hợp tấu khiến tâm cảnh của nàng mở rộng ra, cũng nhờ vậy mà tăng lên được một tiểu cảnh giới sau một hồi hợp tấu kết thúc. A Cửu hơi khom người nói với Quân Tiêu Dao, đa tạ thiếu chủ. Nàng biết là Quân Tiêu Dao giúp mình. Đâu nào, đánh đàn với A Cửu làm tâm tình của ta cũng sung sướng không ít. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, một hồi náo động không lật trời được. Quân Tiêu Dao tâm như nước lặng, hoàn toàn yên lặng lại. Hắn tin tưởng cuối cùng mình có thể vượt qua cửa ải này giống như kiếp nạn ách họa. Nhìn thanh niên bạch y tiêu sái tuyệt thế, tâm thái thản nhiên đó, A Cửu chỉ cảm thấy giờ phút này Quân Tiêu Dao thực lóa mắt, thực sáng ngời. Trong những ngày tiếp theo, Quân Tiêu Dao tạm thời nán lại Côn Luân Khâu, lặng lặng chờ đợi vùng đất quy khư mở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ đánh đàn luận đạo với A Cửu, thỉnh thoảng Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc cũng tới tìm hắn giao lưu. Trong thời gian chờ đợi, một người nằm ngoài dự kiến, rồi lại nằm trong tình lý tới tìm hắn. Ngày hôm đó, một con thiên hạc giấy bỗng bay đến bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao giơ tay bắt lấy, mở ra xem thì khóe miệng nhếch lên một độ cong. Quả nhiên lại có kế hoạch gì sao? Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ mà đi ra khỏi Côn Luân Khâu. Cách Côn Luân Khâu vạn dặm, trên một mảnh trời sao hoang vắng không người, một tiên ảnh thanh y sớm đã chờ đợi ở nơi đó lâu ngày. Thanh y cô nương, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn tới tìm ta vào lúc này. Quân Tiêu Dao đặt hai tay sau lưng mà nói. Xem ra Quân công tử cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện của thanh y. Trên mặt cơ thanh y đeo lụa mỏng, đôi mắt như nước, tĩnh như xử nữ. Không có việc không đăng tam bảo điện, xem ra thanh y cô nương có gì đó muốn nhờ vả ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói. Trước đó khi tụ hợp ở Kiếm Bia Thành, hắn đã nhận ra hình như cơ thanh y có chuyện muốn cầu hắn. Quả nhiên trí tuệ của Quân công tử khiến người ta bội phục, thanh y thật sự có việc, đến là muốn thương lượng với Quân công tử. Đó chính là, hy vọng Quân công tử trợ giúp ta tru sát Cổ Thiên Diện. Lời nói bình tĩnh được nói ra từ miệng Trích Tiên thanh y trước mặt, lại có vẻ như hết sức bình thường, nhưng nếu truyền ra thì tuyệt đối sẽ khiến ra đầu mọi người tê dại. Cổ Thiên Diệt là ai? Đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên, tồn tại xếp thứ 3 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Nhưng cái này không phải quan trọng nhất là hiện tại cơ thanh y là người của Tiên Ma Động Thiên. Thậm chí Cổ Thiên Diệt còn rất thưởng thức ái mộ nàng, coi nàng ta là cấm luyến. Trong mắt người bên ngoài, trong tương lai hai thiên kiêu Tiên Ma Động Thiên, là cơ thanh y và Cổ Thiên Diệt nhất định sẽ đi cùng nhau. Ai có thể nghĩ đến hiện tại cơ thanh y lại mời Quân Tiêu Dao cùng tru sát Cổ Thiên Diệt. Hừm, trong mắt Quân Tiêu Dao có thêm một tia nghiền ngẫm. Hắn đã sớm liệu trước được cơ thanh y có chuyện cầu hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Thanh y cô nương, hình như ngươi là người của Tiên Ma Động Thiên đúng không? Hơn nữa, Cổ Thiên Diệt cũng có ý với ngươi. Trước đó vào cuộc chiến ở Đoạn Thiên Cốc, pháp thân của Cổ Thiên Diệt cũng xuất hiện, hơn nữa còn nói với cơ thanh y rằng đừng có liên hệ gì với Quân Tiêu Dao. Từ đây có thể nhìn ra, Cổ Thiên Diệt thật sự coi cơ thanh y là cấm luyến. Nghe đến đó, cơ thanh y nhăn mày đẹp lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau khi nàng được tiếp dẫn lên Tiên Ma Động Thiên, Cổ Thiên Diệt đã lập tức có ý với nàng, nhưng cơ thanh y trước sau vẫn duy trì khoảng cách với hắn ta. Hơn nữa, cũng có nhất mạch ở Tiên Ma Động Thiên ủng hộ cơ thanh y, cho nên Cổ Thiên Diệt cũng không dám cưỡng ép nàng. Chỉ là khi đại náo động tiến đến, Tiên Ma Động Thiên bắt đầu muốn tác hợp nàng và Cổ Thiên Diệt, đây là chuyện mà cơ thanh y tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu chỉ muốn tìm một nam nhân đáng để dựa vào, thì trong lòng cơ thanh y cũng chỉ có một người để chọn mà thôi. Thái độ của Cổ Thiên Diệt chỉ làm thanh y cảm thấy buồn nôn. Cơ thanh y nói, Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào mắt cơ thanh y, cười nhạt và nói, thanh y cô nương muốn xuống tay với Cổ Thiên Diệt, sợ rằng không chỉ vì hắn thèm muốn ngươi đúng không?
Nếu hiện tại Thanh Y cô nương còn cất giấu thì không có gì phải thương lượng nữa. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Cơ Thanh Y mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, quân công tử không phải vẫn luôn tò mò thể chất của Thanh Y sao? Kỳ thật Thanh Y là thiên tiên thể. Thiên tiên thể? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe. Đây thật là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy, xưa nay thần bí, không có mấy ai có được, nhưng Quân Tiêu Dao lập tức liền nghĩ tới thiên ma thể của Cổ Thiên Diện. Chẳng lẽ, nhìn thấy tia suy tư trong mắt Quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y hơi mỉm cười và nói, quân công tử nghĩ không sai, kỳ thật thiên tiên thể của ta và thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt có tác dụng bổ sung cho nhau. Giống như Thái Dương Thánh Thể và Thái Âm Thánh Thể giao hòa, có khả năng hóa thành hỗn độn thể hậu thiên. Nếu Thanh Y có được sức mạnh thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt, vậy Thanh Y sẽ hóa thành tiên ma đạo thể trong lời đồn. Vậy có thể hoàn toàn luyện hóa khống chế tiên khí của tiên ma động thiên, tiên ma đồ. Cơ Thanh Y không chút che giấu, mà trực tiếp nói ra kế hoạch và mục đích của chính mình. Quân Tiêu Dao nghe xong cũng phải tấm tắc cảm thán. Cơ Thanh Y nhìn qua có vẻ phong tư sở sở, tiên hoa bao phủ, khí chất như thanh liên mới nở, di thế độc lập, không dính bụi trần. Ai mà ngờ được lại là một nữ nhân tâm cơ lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết như thế. Thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt có tác dụng với nàng, nàng liền lập tức nghĩ cách làm sao để giết Cổ Thiên Diệt, không có chút nhân từ nào. Nói thật, hiện tại Quân Tiêu Dao lại cảm thấy thưởng thức Cơ Thanh Y. Một nữ nhân có thủ đoạn quả quyết như thế, bước từng bước một đi đến hiện tại thì thật sự có chút bản lĩnh, thật là một nữ kiêu hùng. Kỳ thật, muốn có được sức mạnh thiên ma thể cũng không phải nhất định phải giết hắn. Quân Tiêu Dao nói, Thanh Y không có khả năng nương nhờ vào Cổ Thiên Diệt, càng không thể khuất phục dưới bất cứ nam nhân nào. Tuy Cơ Thanh Y có khí chất như trích tiên, nhưng khí phách trong lời nói lại như nữ vương. Có chí khí. Quân Tiêu Dao cười cười. Nếu thật sự để Cơ Thanh Y thành công, vậy tiên ma đạo thể cũng cực kỳ khủng bố. Không nói là vài loại thể chất cường đại nhất xưa nay, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thanh Y cô nương muốn giết Cổ Thiên Diệt, sẽ không sợ tiết lộ ra sao, đến lúc đó cả tiên ma động thiên cũng không tha cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói. Cơ Thanh Y mỉm cười và nói, chỉ cần xuống tay ở vùng đất quy khư thì sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, hoàn cảnh ở đó che chắn mọi nhân quả dọ thám. Chỉ cần quân công tử không tiết lộ thì nó vĩnh viễn là bí mật. Nghe Cơ Thanh Y nói thế, ý cười trên mặt Quân Tiêu Dao lại trở nên nghiền ngẫm. Ta biết, đến lúc đó lại để ta gánh tội thay, ngoại giới sẽ cho rằng là ta giết Cổ Thiên Diệt, đúng không? Nhìn thấy tầm mắt nghiền ngẫm của Quân Tiêu Dao, đôi mắt Cơ Thanh Y hơi lập lòe. Nàng ta nói, quân công tử, ngươi nói lời này, Cơ Thanh Y, đừng tưởng rằng bản công tử không biết. Lúc trước cái chết của Quý Đạo Nhất, nói là bị sinh linh dị vực ám sát, kỳ thật là ngươi giết hắn đúng không? Kết quả cuối cùng lại là ta gánh tội cho ngươi, quý gia kia cũng đến gây chuyện với ta. Quân Tiêu Dao nói, trực tiếp bước từng bước một đi đến trước người Cơ Thanh Y, hắn nâng tay lên, nắm lấy cái cằm nhọn nhọn tuyết trắng của nàng. Nói thật, chuyện này khiến Quân Mỗ có chút khó chịu. Tuy trên mặt Quân Tiêu Dao treo nụ cười, nhưng đáy mắt lại có một tia lãnh đạm. Giờ phút này, cho dù là Cơ Thanh Y đã tính hết mọi chuyện, cũng cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Tất cả tính kế, mưu trí của nàng ta không có khả năng phản kháng khi đối mặt với thực lực áp đảo tuyệt đối, có vẻ rất buồn cười. Quân công tử, chuyện này là Thanh Y làm không ổn, hy vọng công tử có thể thứ lỗi. Bị Quân Tiêu Dao nhéo cằm, cảm giác được khí tức trên người Quân Tiêu Dao, đôi má ngọc dưới khăn che mặt của Cơ Thanh Y hơi ửng đỏ. Chỉ có Quân Tiêu Dao từng tới gần nàng như vậy, thậm chí tuy rằng Cổ Thiên Diệt kia có vọng tưởng với nàng ta, nhưng kỳ thật trước nay cũng chưa từng được tới gần nàng ba thước. Cơ Thanh Y, cho ta một lý do không động thủ, hơn nữa còn trợ giúp ngươi. Quân Tiêu Dao nói. Cơ Thanh Y hít sâu một hơi, nhà khí như lan, nàng tĩnh tâm mà nói, tất nhiên Thanh Y sẽ không chuẩn bị gì mà tới. Ta có thể nói cho quân công tử biết, nếu lần này ngươi bước vào vùng đất quy khư, thì kẻ địch tuyệt đối không chỉ có Kiêu Tử Cửu Thiên. Hừm, Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hứng thú. Tam Thiên Tử Địa Phủ sẽ ra tay với ngươi ở vùng đất quy khư. Lời Cơ Thanh Y nói làm cho mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia dị sắc, người của địa phủ đã âm thầm ẩn núp tới Cửu Thiên, muốn ra tay với hắn sao? Quân Tiêu Dao cũng biết đến Tam Thiên Tử của địa phủ, trước đó ở vương quốc bị lãng quên, thi thiên tử trong Tam Thiên Tử Địa Phủ cũng từng xuất hiện, nhưng không phải bản tôn hiện thân, chỉ là thao túng một khối thi thể mà thôi. Mà hiện tại, Tam Thiên Tử Địa Phủ lại cùng ra tay, âm thầm bố trí cạm bẫy muốn chấn sát hắn, mà Quân Tiêu Dao lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao ngươi biết được việc này? Quân Tiêu Dao hỏi. Cả hắn cũng không biết chuyện này mà sao Cơ Thanh Y lại rõ như vậy? Cơ Thanh Y liền nói, Tam Thiên Tử của Địa Phủ tìm tới Cổ Thiên Diệt, muốn liên hợp với Đại Ma Vương để cùng chấn sát ngươi. Mà Cổ Thiên Diệt thì tìm đến ta, muốn ta dẫn dắt ngươi mắc câu, dù sao hắn cũng biết ta và quân công tử có liên quan. Thì ra là như thế. Quân Tiêu Dao đã hiểu ra, địa phủ muốn thần không biết quỷ không hay mà xuống tay, diệt trừ hắn ở vùng đất quy khư. Bởi vì vùng đất quy khư che chắn cảm giác nhân quả,
Cho dù là hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao ở tiên vực, cũng không cảm giác được thánh thể đạo thai thân trong vùng đất quy khư. Vậy thì địa phủ có thể thần không biết, quỷ không hay mà ra tay với hắn, sau đó có được tinh huyết thánh thể đạo thai. Mà ngoại giới sẽ theo bản năng cho rằng, Quân Tiêu Dao bị kiêu tử vùng cấm cửu thiên chém giết. Chiêu giấu trời qua biển này thật tuyệt diệu, vừa có thể trấn giết tâm phúc đại họa là hắn, lại có thể làm vùng cấm cửu thiên gánh tội thay. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã biết, thì cho dù có một phần vạn khả năng hắn xảy ra chuyện gì ở vùng đất quy khư, thì địa phủ cũng không tránh khỏi liên quan. Nếu Quân công tử nguyện ý, chúng ta có thể âm thầm suy tính trước, tương kế tựu kế tiêu diệt cả Cổ Thiên Diệt và Tam Thiên Tử địa phủ ở vùng đất quy khư. Trong là nói của Cơ Thanh Y lộ ra một tia sát ý, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười rồi buông Cơ Thanh Y ra. Tuy rằng Cổ Thiên Diệt và Tam Thiên Tử địa phủ cộng lại cũng không thể địch lại ta, nhưng bản công tử nhận lấy thành ý này của ngươi. Sau đó, Quân Tiêu Dao ngắn gọn mà thương nghị với Cơ Thanh Y một hồi rồi Cơ Thanh Y rời đi. Lần này nàng ta âm thầm tiến đến, cũng không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào trong Tiên Ma Động Thiên, cho nên việc này chỉ có nàng và Quân Tiêu Dao biết được. Nhìn bóng dáng Cơ Thanh Y rời đi, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia thâm ý, Cơ Thanh Y này thật biết tính kế. Kỳ thật trong lòng nàng ta cũng biết rõ cái gọi là âm mưu không có chút tác dụng nào trước mặt thực lực tuyệt đối. Nàng cũng biết cho dù nàng không mật báo thì Cổ Thiên Diện và Tam Thiên Tử địa phủ muốn ám sát ta cũng là không có khả năng. Nàng nói ra là vì xoa dịu sự khó chịu phải gánh tội thay trước kia của ta, để tiêu trừ khúc mắc trong lòng ta. Thuận tiện nói ra bí mật của nàng cho ta, lộ ra dáng vẻ chân thành. Cơ Thanh Y, ngươi có thể đi đến bước này cũng coi như có thủ đoạn, chỉ cần không chọc ta thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy thực chán ghét tính cách thâm trầm tính kế của Cơ Thanh Y, nhưng Quân Tiêu Dao không cảm thấy như vậy, bởi vì chính hắn cũng thường xuyên làm chuyện này, tỉ như tính kế Thiên Đình, làm họ bị chia cắt. Có thể nói, chỉ cần Cơ Thanh Y không tính kế đến trên đầu hắn thì Cơ Thanh Y cũng là đối tượng có thể hợp tác và lợi dụng, dùng tốt thì chính là một công cụ tốt. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng chấp nhận thỉnh cầu của Cơ Thanh Y, địa phủ thật là tính xấu không đổi, còn muốn có được thánh thể đạo thai thân của ta. Rốt cuộc bọn chúng đang nghiên cứu thứ gì? Trường Sinh Đảo liên hợp với địa phủ, chế tạo ra lời nguyền thánh thể, địa phủ là ví cần đến tinh huyết thánh thể, vậy nguyên nhân Trường Sinh Đảo căm thù nhất mạch thánh thể lại là cái gì? Tam Thiên Tử của địa phủ không đi tìm Trường Sinh Đế Tử để hợp tác, ngược lại lại tìm đến Cổ Thiên Diện. Là bởi vì Trường Sinh Đế Tử quá cao ngạo, khinh thường hợp tác với người khác sao? Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều trong lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Quân Tiêu Dao cũng có thể chịu được tất cả âm mưu và dương mưu. So với những trò vặt vãnh đó, cái Quân Tiêu Dao để ý là tế đàn bất hủ. Còn chủ tế lệnh của hắn rốt cuộc nên sử dụng như thế nào, đây mới là quan trọng nhất. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết khi đi đến vùng đất quy khư, mặt khác còn có cơ hội đánh dấu. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Vùng đất quy khư xem như một địa điểm đánh dấu rất quan trọng, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy khen thưởng đánh dấu lần này của hắn sẽ rất bất phàm. Trong khoảng thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở lại Côn Luân Khâu, mỗi ngày đánh đàn, tâm sự với A Cửu, thật quá thích thú. So với những kiêu tử cửu thiên nỗ lực bế quan, chuẩn bị vì vùng đất quy khư, Quân Tiêu Dao quả thực là một con cá mặn. Mà vào thời gian chờ đợi đó, vào một ngày, một âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang nổ vang toàn bộ cửu thiên. Đó là động tĩnh truyền đến từ cửu thiên chi thượng, kỳ thật toàn bộ cửu thiên có tên gọi đầy đủ là cửu thiên quy khư. Cửu thiên là nơi các vùng cấm cư trú, mà quy khư lại ở cửu thiên chi thượng. Đó là địa giới thần bí nhất, cổ xưa nhất, là địa điểm thành tiên môn xuất hiện trong truyền thuyết. Khi nghe thấy dị động này, các vùng cấm đều có tồn tại cổ xưa, có đại nhân vật thức tỉnh, cảm thán. Số mệnh kỷ nguyên sẽ lại buông xuống, chủ tế vĩ đại sắp sửa hiện thân để chủ trì đại thanh tẩy đời này. Các vùng cấm chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Đại thanh tẩy đời này là xưa nay chưa từng có, cũng là quan trọng nhất, nếu có thể bắt lấy cơ hội này thì chính là một bước lên trời. Không có đại đế tiên vực nào có thể ngăn cản đại thanh tẩy đời này, ngũ đại chủ tế sẽ cùng buông xuống, chuẩn bị để mở ra thành tiên môn. Trong các vùng cấm có giọng nói cổ xưa lạnh như băng vang lên. Trong mắt bọn họ, tàn sát hiến tế vạn linh tiên vực chính là một loại hành động rửa sạch quá bình thường. Hơn nữa, trước nay tiên vực cũng không thiếu sinh linh như lũ kiến, cắt một vụ lại một vụ, sau đó xuân phong thổi lại sinh giống như rau hẹ. Hy sinh những con kiến đó để đổi lấy vật chất tiên đạo chân quý cho bọn họ, thậm chí có được cơ hội mở ra thành tiên môn. Đây hẳn là vinh hạnh của vạn linh tiên vực mới đúng. Ngay vào lúc các đại vùng cấm bắt đầu xuống tay chuẩn bị, những thiên kiêu vùng cấm đang bế quan cũng sôi nổi xuất quan, bắt đầu đi đến vùng đất quy khư. Dị động của vùng đất quy khư là điểm báo thành tiên môn buông xuống. Mà trước khi thành tiên môn buông xuống, vùng đất quy khư sẽ mở ra. Đây cũng là thời điểm mà những thiên kiêu tuổi trẻ bọn họ có thể đạt được cơ duyên. Dù sao vùng đất quy khư cũng là nơi thành tiên môn buông xuống, sẽ có các loại cơ duyên khó có thể tưởng tượng,
thậm chí cả tế đàn bất hủ để chủ tế giả chủ trì nghi thức, cũng nằm trong nơi sâu nhất của vùng đất Quy Khư, càng đừng nói còn có khả năng đạt được vật chất tiên đạo. Cho nên cho dù là trường sinh đế tử, đứng đầu cửu thiên cũng sẽ không để lỡ cơ duyên lần này, đây là một buổi thị yến của kiêu tử cửu thiên. Đám người côn hư tử của Côn Luân Khâu tìm được Quân Tiêu Dao. Quân huynh, chúng ta cũng nên xuất phát. Lần này Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc cũng sẽ đi đến vùng đất Quy Khư. Được. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Thiếu chủ, A Cửu đi cùng ngài. A Cửu nói. Lấy tu vi của nàng thì tất nhiên không có khả năng tiến vào vùng đất Quy Khư, nhưng đi cùng Quân Tiêu Dao đến đó vẫn được. Mới có mấy ngày mà đã gắn bó keo sơn như vậy. Nhiếp Chiến đứng bên cạnh lẩm bẩm một câu trong lòng. Ông ta thì không đi, dù sao vùng đất Quy Khư xuất hiện dị động, các đại vùng cấm cũng sẽ có động tác, ông ta cần mau chóng truyền tình báo lại cho quân gia. Sau đó Quân Tiêu Dao cũng cùng A Cửu và các thiên kiêu Côn Hư Tử, Côn Linh Ngọc đi đến vùng đất Quy Khư dưới sự dẫn dắt của Côn Luân Di tộc trưởng lão. Đường đi đến vùng đất Quy Khư cũng rất hung hiểm, nếu là không quen lộ tuyến thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, các thiên kiêu vùng cấm khác cũng sôi nổi xuất phát, còn có một ít thiên kiêu gia tộc cấm kỵ cũng lên đường. Dù sao chỉ cần trẻ tuổi thì có thể vào, tính ra cũng cần đến pháo hôi cá tạp. Quân Tiêu Dao được Côn Luân Di tộc trưởng lão dẫn dắt, đi đến khu vực tinh vũ trung tâm của cửu thiên. Phóng mắt nhìn lại, rõ ràng có một chùm động to lớn giống như cổ tinh sinh mệnh. Nơi đó chính là lối vào vùng đất Quy Khư. Côn Hư Tử mỉm cười và nói. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Vùng đất Quy Khư còn ở cửu thiên chi thượng, đó rốt cuộc là một nơi như thế nào? Đám người Quân Tiêu Dao tiến vào chùm động. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo. Càn khôn điên đảo, chung quanh kỳ quái, cảnh tượng muôn vàn. Khi Quân Tiêu Dao khôi phục chi giác lại thì chung quanh đã là một mảnh vũ trụ vắng vẻ không tiếng động, dày đặc hắc ám như mực. Chỉ có một ánh trăng sáng phát ra nguyệt hoa còn hơi chiếu sáng vùng đất Quy Khư. Hả, Quân Tiêu Dao chú ý tới ánh trăng kia. Khi hắn vừa lên cửu thiên cũng đã chú ý tới, ánh trăng kia có vẻ không đơn giản, nó chiếu khắp cửu thiên và Quy Khư. Tiểu hữu, kế tiếp theo sát chúng ta là được. Trưởng lão của Côn Luân Di tộc nói. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, cùng A Cửu ngồi trên liễn xa do Tam Tiểu Vương kéo. Sau đó bọn họ tiếp tục thâm nhập, Quân Tiêu Dao thấy được tinh vũ nơi xa có một làn sương mù đen nghìn nghịt tràn ngập. Nhìn kỹ thì rõ ràng là từng con châu chấu to bằng nắm tay. Đó là hoàng trùng châu chấu phệ tinh, xuất động thành đàn, thậm chí có thể cắn nuốt cả một cổ tinh hầu như không còn trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù là hỗn độn đạo tôn rơi vào đàn hoàng trùng phệ tinh, thì chắc chắn cũng phải chết. Côn Hư Tử nói, Quân Tiêu Dao rời tầm mắt đi. Xem ra con đường dẫn đến vùng đất Quy Khư sẽ không bình yên. Vùng đất đổ nát ở trên cửu thiên, quy tắc hết sức đặc thù. Cộng thêm là nơi thành tiên môn giáng lâm. Cho nên cho dù là con đường đi về vùng đất đổ nát thì cũng sẽ không yên ổn. Quân Tiêu Dao liên tục tiến lên, chứng kiến hỗn độn âm lôi nổ vang tại chỗ sâu bên trong vũ trụ. Loại sấm chớp đó không hề có chút ảnh hưởng tới xác thịt, nhưng lại đủ để mai một thần hồn người ta. Cho dù ở cách khoảng cách xa như vậy, nghe được tiếng nổ vang dội của hỗn độn âm lôi cũng khiến cho thần hồn người ta lờ mờ phát run. Còn có làn gió hủy diệt khủng khiếp từ tận cùng của vũ trụ thổi tới. Làn gió kia, thậm chí ngay cả trật tự thần liên cũng có thể thổi đứt. Nếu như rơi vào trên người thì máu thịt xương cốt đều sẽ bị mai một thành bụi bặm. Ngoài ra, còn có các loại thân thể không lành lặn, xương cốt không tên giống như động lại, đông kết ở bên trong vũ trụ tối tăm. Trong đó cũng có không ít tàn khí, đều là đồ của rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Nơi cổ kính này, quả thực khó bề tưởng tượng ra được. Chẳng qua mặc dù có rất nhiều hung hiểm chưa biết, nhưng cũng may có trưởng lão của Côn Luân Di tộc dẫn đường, cho nên ngược lại cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, xung quanh Quân Tiêu Dao bắt đầu xuất hiện một số tu sĩ cửu thiên khác. Bọn họ đều là người của gia tộc cấm kỵ hoặc cấm khu khác. Xem ra đã sắp tới rồi. Quân Tiêu Dao lên tiếng. Rốt cuộc, ở nơi xa tầm mắt hắn xuất hiện một cái hình cầu. Không sai, chính là một cái hình cầu. Một cái hình cầu vô cùng to lớn, nhưng cũng không phải là sinh mệnh cổ tinh. Đường kính xa xa lớn gấp trăm lần một phương tinh vực. Hình cầu kia càng giống như là một loại vách ngăn nào đó hơn. Lại như là do quy tắc tàn phá vô tận xen lẫn tạo thành. Mặt ngoài rải rác các loại phù văn và quy tắc lộn xộn. Thật giống như là vùng đất hỗn loạn sau khi thế gian vạn vật kết thúc còn sót lại. Thảo nào lại được gọi là vùng đất đổ nát. Quân huynh, chúng ta đã đến vùng đất đổ nát rồi, ở ngay bên trong đó. Côn Hư Tử nói. Quân Tiêu Dao thôi động thần niệm, muốn thăm dò vùng đất đổ nát kia. Kết quả lại phát hiện thần niệm của hắn bị ngăn ở bên ngoài, cơ bản không cách nào nhìn trộm được. Phải biết, Quân Tiêu Dao chính là nguyên thần tam thế đặc thù, cộng thêm nguyên thần cấp hàng xa nữa. Năng lực nhận biết thần hồn của hắn hết sức kinh khủng. Trong một ý niệm có thể bao quát rất nhiều tinh vực, mỗi một hạt cát trong đó đều không thoát ra khỏi cảm nhận của hắn. Kết quả bây giờ, vậy mà lại không cách nào thẩm thấu tiến vào vùng đất đổ nát.
Quả nhiên không sai, đây chính là một cái hộp đen không thể bí mật dò xét được. Quân Tiêu Dao nói, quân huynh phải cẩn thận một chút, hôm nay người có ý đồ với huynh cũng không ít đâu. Côn Hư Tử tốt bụng nhắc nhở. Ngay lúc Côn Hư Tử lên tiếng nói chuyện, các thế lực khắp nơi cũng từ từ đi đến bên ngoài vùng đất đổ nát. Hiện một trong những người đang trên đường đi đến đó, rõ ràng là Luân Hồi Hải. Ba huynh đệ Huyền Di cũng tới. Bọn họ nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ rét lạnh, nhưng lại không nói tiếng nào, càng không có ý khiêu khích. Trong lòng bọn họ rất hận Quân Tiêu Dao, nhưng cũng biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Nói thật, ở vùng đất đổ nát, Quân Tiêu Dao có thể không ra tay đánh bọn họ đã coi như là người tốt trời giúp, rồi. Bọn họ làm sao mà dám chủ động trêu chọc chứ? Về phần Quân Tiêu Dao, cơ bản không thèm đếm xỉa tới ba huynh đệ này, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng lười chẳng muốn nhìn nhiều. Tính cách của hắn chính là như vậy, không có quá nhiều hứng thú với bại tướng dưới tay. Quân công tử, quả nhiên ngươi đã tới. Nghe được giọng nói quen thuộc này, Quân Tiêu Dao nhìn lại. Rõ ràng là đội ngũ của Tiên Lăng. Vân Thiên Lại và Liễu Quỳnh Yên cũng ở trong đó. Nhưng Khương Lạc Ly lại không đến, đoán chừng có lẽ đang mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Đấu trợ giúp bế quan tu luyện rồi. Xem ra cô nàng này cũng đủ cố gắng. Khương Lạc Ly không đến, mặc dù không cách nào thu được vật chất tiên đạo, nhưng có Quân Tiêu một người chồng có thực lực bảo vệ vợ này, còn sợ không có vật chất tiên đạo dùng sao? Cho dù Quân Tiêu Dao ăn cướp thì cũng phải nhét phần lớn vật chất tiên đạo vào túi. Hồng nhan của hắn Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y, thân nhân, tùy tùng, một đám cao tầng của quân đế đình vân vân. Người cần có vật chất tiên đạo rất nhiều. Lần này Quân Tiêu Dao đã quyết định, muốn ở trong vùng đất đổ nát kiếm một khoản lớn. Bất luận dùng thủ đoạn gì đều phải vơ vét lượng lớn vật chất tiên đạo. Quân công tử muốn tìm Lạc Ly đúng không, nàng ấy cũng không có đến đây. Vân Thiên lại thấy Quân Tiêu Dao ghé mắt nhìn sang mới lên tiếng. Trong lòng nàng rất hâm mộ Khương Lạc Ly, có một đạo lữ chi kỷ như thế. Hi hi, quân công tử cần gì phải luôn nhớ nhung tiểu nha đầu kia, hoa nhà liệu có thơm như hoa dại không đây? Liễu Quỳnh Yên cười hì hì, còn ném cho Quân Tiêu Dao một ánh mắt quyến rũ. Quân Tiêu Dao trực tiếp lờ đi. Lúc này lại có giọng nữ chuyển đến, Tiêu Dao, quả nhiên ngươi cũng tới. Quân Tiêu Dao nhìn lại, rõ ràng là Nhan Như Mộng. Còn có Diệp Cô Thần cũng tới. Về phần Tư Đồ Tuyết, bởi vì nguyên nhân thực lực của nàng hơi thấp, cho nên lần này ngược lại không có đến vùng đất đổ nát này. Nhan Như Mộng đi thẳng tới bên cạnh Quân Tiêu Dao. A Cửu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, không nói tiếng nào. Ôi chao, thảo nào không thèm để ý tới người ta, thì ra là đã sớm hái được hoa dại rồi. Liễu Quỳnh Yên thấy Nhan Như Mộng, không nhịn được cất lời trêu chọc. Nàng ta là ai vậy? Nhan Như Mộng hơi nhíu mày, giữa mỹ nữ chỉ có ba kiểu quan hệ. Hoặc là tỷ muội tốt, hoặc là căm thù lẫn nhau, hoặc là tỷ muội tốt ở ngoài mặt còn sau lưng căm thù lẫn nhau. Tóm lại, Nhan Như Mộng không thích Liễu Quỳnh Yên. Không cần để ý, Quân Tiêu Dao lên tiếng. Lúc này, một giọng nói khàn khàn lạnh lùng đột nhiên vang lên. Quân Tiêu Dao, ngươi thật đúng là dám đến vùng đất đổ nát. Theo lời nói kéo đến là ma khí cuồn cuộn mãnh liệt. Một đạo ma ảnh, kéo theo một cỗ khí tức ồn ào ngông cuồng đáp xuống chỗ này. Chính là đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên, Cổ Thiên Diện. Mái tóc đen của gã bay phấp phới, vóc dáng khỏe mạnh, trên người có ma văn thần bí lượn lờ, hoàn toàn giống như là vật sống đang ngo ngoe uốn éo, trông vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Ở bên cạnh gã, Cơ Thanh Y cũng hiện thân, một thân váy xanh không nhiễm bụi trần. Hai người này xuất hiện cùng lúc, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất quái gở. Một kẻ thì yên tĩnh tựa trích tiên, một kẻ thì ngông cuồng như ma tôn. Một tiên, một ma. Chậc chậc, không ngờ ở kỷ nguyên này, Tiên Ma Động Thiên lại có thể gom góp đủ thiên tiên thể và thiên ma thể. Nếu như hai người bọn họ kết hợp lại thì thành tựu sau này chắc chắn không thấp. Đúng vậy, tiên khí của Tiên Ma Động Thiên, tiên ma đồ, nghe đồn cần phải có người mang tiên ma đạo thể thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cổ Thiên Diện, bản thân xếp hạng ba bảng Cửu Thiên Long Phượng. Sức ảnh hưởng của gã cũng không tầm thường. Hơn nữa lần này là chân thân của gã đến, cũng không phải là pháp thân trước đó. Cỗ uy áp huyền tôn mạnh mẽ kia, lấn át tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại như không nghe thấy. Thật ra thì ta và ngươi vốn không có liên quan lắm, nhưng ngươi lại giết người hầu của ta, món nợ này, đến vùng đất đổ nát rồi tính tiếp. Cổ Thiên Diệt nói tới đây, đáy mắt lóe lên một vòng sáng lạnh. Tựa như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của gã. Còn ánh mắt Quân Tiêu Dao thì lại sâu kín liếc nhìn Cơ Thanh Y một chút. Nét mặt Cơ Thanh Y vẫn bình tĩnh. Chỉ sợ từ trước tới giờ Cổ Thiên Diệt đều không biết. Nữ nhân mà gã coi như độc chiếm này đã sớm tương kế tựu kế với đối thủ của gã bố trí cạm bẫy. Đáng thương. Quân Tiêu Dao chỉ hờ hững thốt ra hai chữ. Nếu như chỉ là ngu xuẩn, thế thì vẫn còn thuốc chữa được. Nhưng nếu như vừa ngu xuẩn lại vừa ngông cuồng ngạo mạn không coi ai ra gì, vậy thì hoàn toàn không thể cứu nổi. Ngươi, biểu cảm trên mặt Cổ Thiên Diệt đông cứng lại. Sắp chết đến nơi rồi còn không tự biết. Cổ Thiên Diệt âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc bầu không khí đang mâu thuẫn,
Đột nhiên, một bàn tay to đen kịt chụp thẳng vào Quân Tiêu Dao, giống như muốn dùng thái độ ngang ngược đàn áp. Thao Vương. Quân Tiêu Dao tiện tay điểm ra một chỉ, kiếm mang cuồn cuộn như rồng chạy loạn, bắn xuyên qua tới, đâm vào bàn tay to đen như mực kia. Nhưng quỷ dị là, lúc kiếm mang và bàn tay đen kia đụng vào nhau, hoàn toàn lặng lẽ không tiếng động bị nuốt chửng vào trong. Ồ! Chân mày Quân Tiêu Dao nhíu lại. Trong lúc nhấc tay, hố đen duy nhất hiện lên, trực tiếp nuốt chửng bàn tay đen kịt kia vào. Hà! Một tiếng khiếp sợ vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lại. Một nhóm sinh linh đang đi vào. Một vị dẫn đầu trông giống như là một thiếu niên 15-16 tuổi, mắt đen tóc đen. Trong con ngươi không hề có tròng trắng mắt. Trên trán có một cái hoa văn thao thiết, khiến cho thiếu niên có một chút khí chất tà dị. Thao Vương! Quân Tiêu Dao thản nhiên lên tiếng. Không ngờ thiên kiêu đứng đầu thú quật Tứ Tiểu Vương, xếp hạng hai bảng Cửu Thiên Long Phượng lại trông giống như một thiếu niên. Nhưng tất nhiên, tuổi của gã phải lớn hơn vẻ bề ngoài của gã rất nhiều. Không phải ai cũng có thể yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao đây, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới cảnh giới này. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Thao Vương, cứu chúng ta với! Sát Vương, Hung Vương, Hỗn Vương đều đã hóa thành bản thể hung thú kéo tới, cùng nhau lớn tiếng gọi. Phế vật, thật là làm mất thể diện của thú quật ta mà. Thao Vương nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tam Vương lập tức câm như hến. Rất dễ nhận thấy, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất xấu hổ. Chậc chậc, vị đó chính là Thao Vương à, nhìn qua quả nhiên có chút bất phàm. Nghe nói thôn phệ tiên kinh mà Thao Vương này, tu luyện đã bị hắn ta tách ra thành con đường thuộc về riêng mình, xưa nay hiếm gặp, cực kỳ đáng sợ. Một ít tu sĩ xung quanh đang lên tiếng trao đổi. Thao Vương, bản thể chính là Thao Thiết, trời sinh nắm giữ lực thôn phệ ở mức cao nhất. Hơn nữa thôn phệ tiên kinh mà gã đang tu luyện còn bị gã tách ra thành một con đường đặc thù không giống người thường. Có thể tưởng tượng được thực lực của gã mạnh mẽ cỡ nào. Thao Vương không thèm chú ý tới những người khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Quân Tiêu Dao, xem ra người cũng có tâm đắc của riêng mình về đạo thôn phệ. Cái hố đen duy nhất mà vừa rồi Quân Tiêu Dao mới thi triển ra, cũng đã khiến cho Thao Vương cảm thấy bất ngờ. Đó có thể nói là một loại chiêu số khác của đạo thôn phệ. Quân Tiêu Dao mỉm cười không đáp. Hố đen duy nhất của hắn cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, mà là dung nhập nghĩa lý sâu xa của pháp tắc thôn phệ, thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn phệ đại thần thông vân vân. Có thể nói, lý giải hiện tại của hắn về đạo thôn phệ, dám chắc không hề thua kém nhất tộc Thao Thiết. Nếu như có thể luyện hóa được ngươi mà nói, đạo thôn phệ của ta đây nhất định có thể đạt tới cảnh giới trước chưa từng có ai, sau không ai đạt đến. Thao Vương nhìn sang Quân Tiêu Dao, trong con mắt đen kịt, không có lấy một chút tròng trắng kia lộ ra một chút vẻ sục sôi. Thân là nhất tộc Thao Thiết, thôi thúc bản năng nhất chính là thôi thúc thôn phệ luyện hóa. Gã đúng là muốn thôn phệ luyện hóa Quân Tiêu Dao. Chỉ cần ngươi có cái bản lĩnh đó. Quân Tiêu cũng không hề tức giận, nổ bằng miệng thì ai mà không biết hả? Phải có thực đó mới được. Nhưng nói thật, cuối cùng là ai luyện hóa ai vẫn còn khó nói lắm. Nếu như Quân Tiêu Dao đạt được nghĩa lý sâu xa của thôn phệ tiên kinh Thao Vương, thì cũng có thể khiến cho hố đen duy nhất sinh ra biết hóa về chất, tăng uy năng lên gấp đôi. Có thể nói hai người này đều có ý đồ muốn luyện hóa đối phương. Mà đúng lúc này, bỗng dưng có tử khí dày đặc, mênh mông cuồn cuộn như mây khói hiện lên tới. Là vị kia đến. Nhìn đến tử khí mờ mịt dày đặc thế này, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Một bóng dáng được bao bọc ở giữa ánh sáng tím rực rỡ, giống như một vầng mặt trời lớn màu tím, chiếu rọi soi khắp trời đất. Hàng ngàn hàng vạn sợi tử khí như là thác nước trút xuống. Bóng người lộ ra bên trong lại càng có vẻ siêu phàm thoát tục, đương thời có một không ai. Chính là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, Vương Diễn, mà lần này cũng không phải chỉ là một cái phân thân hồng mông tử khí, giống như ở động Tam Tiên đó, mà là bản tôn chân chính đã đến. Huyền Tôn, quả nhiên là cảnh giới Huyền Tôn. Sau khi cảm nhận được khí tức đè ép mạnh mẽ đó ở trên người Vương Diễn, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Quả nhiên, chỉ có vị Vương Diễn xếp hạng thứ 10 trên bảng Cửu Thiên Long Phượng này. Thực lực chân chính này đã đủ để chen vào trước ba. Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Vương Diễn lập tức dừng ở trên người Quân Tiêu Dao đầu tiên. Tất cả mọi người đều im lặng. Cử thật, thì ra mỗi một tên yêu nghiệt Cửu Thiên đều có thù với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao quả thực chính là một tiểu chuyên gia lôi kéo thù hận. Ta ngược lại cứ tưởng là ai, thì ra là con cóc. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Con cóc. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Sau đó phản ứng lại, trước đó Vương Diễn vẫn luôn muốn thành thân với Khương Lạc Ly. Đây còn không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Quân Tiêu Dao, trình ra miệng lưỡi màu lẹ có ích gì không? Giọng điệu Vương Diễn trầm xuống. Không có được Khương Lạc Ly xác thực đã khiến cho việc tu luyện của gã bị trở ngại. Không chỉ có thể, đây còn là một loại đả kích lòng tin nam nhân của gã. Dù sao với thân phận của gã, nữ nhân chỉ có tư cách dán ngược lên gã, kết quả lại đụng phải vách tường ở chỗ Khương Lạc Ly. Vô ích, nhưng tâm trạng sung sướng. Quân Tiêu Dao mỉm cười.
Nụ cười mỉm này, ở trong mắt Vương Diễn lại chướng mắt đến như vậy. Quân Tiêu Dao, ngươi dám đi vào vùng đất đổ nát thì đó là bản lĩnh của ngươi, kết quả đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Vương Diễn không nói thêm gì nữa. Chỉ cần gã có thể tìm được đầy đủ vật chất tiên đạo ở trong vùng đất đổ nát, để cho trùng hồng mông tử khí của mình lột xác. Đến lúc đó, gã sẽ khiến cho Quân Tiêu Dao hiểu rõ, ai mới là con cóc. Đến lúc này, cả nhóm nhân kiệt đứng đầu hầu như đều đã đến đây. Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn, mỗi một người đều là tồn tại có thực lực mạnh mẽ. Nhưng tất cả họ còn đang chờ đợi cái gì đó. Không sai. Bọn họ đang đợi vị thiên kiêu đứng đầu bảng Cửu Thiên Long Phương kia đến. Ông ông. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên có sông thần dâng trào, hào quang rực rỡ vạn trượng. Một con đường đại đạo do pháp tắc xen lẫn mà thành từ đằng xa kéo dài đến. Một nam một nữ thản nhiên cất bước đi tới. Nữ tử có dung mạo khuynh thành, vô cùng mỹ lệ. Váy bồng bềnh theo gió lay động, tay áo bay phấp phới, đẹp đến gần như mộng ảo. Chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Thân là thiên nữ của đảo Trường Sinh, cả thân phận lẫn thực lực của Trường Sinh Thiên Nữ đều không tầm thường, hơn nữa còn cao quý không gì bằng. Nhưng giờ phút này, vậy mà nàng ta lại hơi lui về phía sau ở bên cạnh vị nam tử kia, giống như là thị nữ tùy tùng của hắn ta vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy giật mình. Mà vị nam tử kia cũng là ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp người, mặt mũi tuấn tú tuyệt trần. Sợi tóc rối tung tùy ý, từng sợi óng ánh. Da như mỡ ngọc, quả thực còn nhẵn mịn hơn cả nữ tử. Đôi con ngươi của hắn ta rất sâu, lại giống như hai cái phù văn biến hóa mà thành, vô cùng thần bí. Hơn nữa điều khiến cho mọi người chú ý là, trong tay của nam tử đang cầm một ngọn đèn vàng. Lửa đèn đang cháy lại giống như là do phù văn quy tắc hóa thành. Còn dầu thắp cháy thì rõ ràng là vật chất tiên đạo. Lửa đèn sáng tỏ kéo dài, từ đầu đến cuối cứ như là chiếu rọi ra hàng ngàn hàng vạn thế giới, thần bí bất phàm. Khí tức của vị nam tử đang cầm đèn vàng trong tay này quả thực rất siêu nhiên. Nhưng lại không có mang theo cảm giác đè ép giống như Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn, Thao Vương vậy, ngược lại hết sức bình thản nội liễm. Thậm chí khi hắn ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao còn hơi nhe răng ra cười nói, Quân Huynh, nghe danh tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Trường Sinh Đế Tử, ánh mắt Quân Tiêu Dao tập trung nhìn vào. Vị nam tử cầm đèn vàng trong tay này, chính là tồn tại xếp hạng nhất bảng Cửu Thiên Long Phượng. Vững vàng đè ép đám người Vương Diễn, khiến cho bọn họ hết sức kiêng kỵ. Bây giờ vừa gặp, quả thực có chút thứ gì đó ở trong. Đặc biệt là ngọn đèn vàng trong tay Trường Sinh Đế Tử đó, chiếu rọi ra ngàn vạn đại thế, quá mức siêu phàm. Ở trong mắt của Quân Tiêu Dao, Trường Sinh Đế Tử đã không còn được coi là con kiến nữa, mà coi là một con sâu. Theo sự tiến đến của Trường Sinh Đế Tử, cả bên ngoài vùng đất đổ nát, bầu không khí cũng đã chuyển sang vi diệu. Dù sao uy danh của Trường Sinh Đế Tử đang rất nổi. Cả ở Cửu Thiên Tiên Vực cũng có uy danh hiển hách. Mọi người hết nhìn về phía Trường Sinh Đế Tử rồi lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hai người này, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Cửu Thiên, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Tiên Vực. Lần đụng nhau này, có ý tứ. Khí tức của hắn còn sâu xa hơn cả trước đó nữa. Đám người Vương Diễn nhìn sang Trường Sinh Đế Tử, nét mặt cũng hơi nghiêm túc lên. Tuy bọn họ và Trường Sinh Đế Tử không có thù oán gì, thậm chí còn là thiên kiêu cấm khu thuộc về phái Thanh Tẩy. Nhưng cơ duyên của vùng đất đổ nát chỉ có nhiêu đấy. Cho nên bọn họ cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, áp lực chắc chắn không nhỏ. Hình như bản công tử và ngươi không có giao tình gì, không cần phải xưng huynh gọi đệ đâu. Quân Tiêu Dao dùng giọng điệu hờ hững đáp lại. Hắn cũng sẽ không chơi trò lá mặt lá trái. Chuyện nguyền rủa thánh thể đã chú định quan hệ của hắn, và đảo Trường Sinh là đối nghịch rồi. Hả? Ta và Quân công tử chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu. Không ngờ Quân công tử đã có ý đối địch với ta rồi. Vẻ tươi cười trên mặt Trường Sinh Đế Tử cũng hơi thu lại, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Đảo Trường Sinh các ngươi đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng không đếm số được sao, cần gì phải chơi trò lá mặt lá trái chứ? Quân Tiêu Dao nói trắng ra. Mọi người đang có mặt ở đây nghe Quân Tiêu Dao nói xong đều chẳng hiểu gì cả. Chỉ có một số ít nhân vật thế hệ trước dẫn đầu cấm khu là, trong mắt lóe lên một chút vẻ suy tư. Cái mà Quân công tử nói, có phải là chuyện nhất mạch thánh thể xuống dốc hay không? Trường Sinh Đế Tử cũng rất thẳng thắn, cứ nói thẳng ra như vậy, không hề có chút kiêng kỵ gì. Nhất mạch thánh thể. Rất nhiều người đều mờ mịt, nhưng cũng có người nghĩ tới chuyện nhất mạch thánh thể, vốn đang hưng thịnh lại đột nhiên trở nên vắng vẻ. Nhất mạch thánh thể xuống dốc là bởi vì hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là xiềng xích thiên đạo. Sự kiện thứ hai là nguyền rủa thánh thể, mà xiềng xích thiên đạo, trời sinh giới hạn sự trưởng thành của thái cổ thánh thể. Còn nguyền rủa thánh thể thì lại khiến cho thái cổ thánh thể không thể chết ra. Cuối cùng nếu như không phải chết bất đắc kỳ tử thì chính là điên dại, còn không thì là mất tích bí ẩn. Quả nhiên là các ngươi làm. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lãnh ý. Thì ra địch ý của Quân công tử là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này à? Nhất mạch thánh thể ngông cuồng nghịch thiên, vốn cũng không nên tồn tại hậu thế,
sự xuống dốc của bọn họ cũng hợp tình hợp lý thôi mà. Hơn nữa bây giờ có vẻ như, Quân công tử đã lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai rồi, nhất mạch thánh thể có lẽ đã không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa. Quân công tử cần gì phải truy cứu chân tướng đã phủ bụi chứ? Giọng điệu Trường Sinh đế tử hết sức lạnh nhạt, nhẹ nhàng. Nhất mạch thánh thể phải chịu đau đớn lẫn dài vò cả thời gian dài. Vậy mà ở trong miệng hắn ta lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy, giống như là chuyện đương nhiên. Trong mắt Quân Tiêu Dao từ từ ngưng tụ ý lạnh. Tâm trạng của hắn rất hiếm khi bị dao động sinh ra tức giận. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn có bất bình. Hắn nghĩ tới Thái Cổ Thánh Điện Hoang Liêu, nghĩ tới Võ Hộ vẫn luôn nín nhịn khuất nhục, còn có Ninh Trần đáng thương, Tiểu Huyên Huyên và 300 người canh giữ điện. Bọn họ đều là người bị hại. Những người này đều đã từng dốc hết sức lực thủ hộ tiên vực, nhất mạch thánh thể bình định loạn lạc. Ở dưới cái nhìn của Trường Sinh đế tử, lại là nhất mạch phải nên xuống dốc. Xem ra đảo Trường Sinh các ngươi cho rằng bản thân mình đã làm chuyện đúng đắn nhỉ? Mặt Quân Tiêu Dao không chút cảm xúc, giọng điệu nói chuyện không hề có chút độ ấm. Bộ không đúng sao? Nhất mạch thánh thể không nhìn rõ thực tế. Mỗi một thời đại thánh thể đều mưu toan muốn ngăn cản thanh tẩy quy mô lớn, giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, nghe được những lời mà Trường Sinh đế tử nói, mặt mày đám người Nhan Như Mộng, Diệp Cô Thần đều lạnh đến cực điểm. Nhất mạch thánh thể tự cho mình có công lao rất lớn với tiên vực. Mỗi một thời đại thánh thể đều ngăn cơn sóng dữ, muốn ngăn chặn loạn lạc quy mô lớn. Thế mà ở trong mắt của Trường Sinh đế tử lại biến thành không biết tự lượng sức mình. Điều này khiến cho trong mắt bọn họ lộ ra sát ý. Trường Sinh đế tử nhìn thì có vẻ ôn hòa hướng nội, nhưng thật ra lại là kẻ khiến cho người ta chán ghét hơn cả đám người Vương Diễn, Cổ Thiên Diện. Được, đã như vậy thì bản công tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được đau đớn còn sâu sắc hơn cả nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao gằn từng chữ một. Lời của hắn, nói được làm được. Vẻ mặt của Trường Sinh đế tử cũng hoàn toàn lạnh xuống, vốn còn định kết giao bằng hữu, bây giờ xem ra đã không có khả năng rồi. Người không nể mặt bản đế tử, bản đế tử sẽ khiến cho kẻ đó biết cái gì gọi là hối hận. Trong đôi mắt đẹp của Trường Sinh thiên nữ ở bên cạnh, cũng hơi lộ vẻ lạnh lùng châm chọc, đế tử đại nhân nguyện ý hạ thấp giá trị bản thân xuống cho ngươi cơ hội, vậy mà lại không biết quý trọng, thật là ngu dốt mà. Trường Sinh thiên nữ vừa nói dứt lời, Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, A Cửu ở bên cạnh hắn, mái tóc phiêu động, một đôi mắt sâu hun hút toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén, có ánh sáng hỗn độn bắt đầu khởi động, trong lúc đóng mở, tựa như trời trăng liên tục thay đổi, ai cũng không có tư cách nói chuyện với thiếu chủ kiểu này. A Cửu bảo vệ Quân Tiêu Dao, đương nhiên là không cần nhiều lời. Ồ, Trọng Đồng giả. Trường Sinh đế tử lộ ra vẻ mặt khác thường. Nữ tử có thiên phú như vậy, thực lực còn mạnh như thế mà lại cam nguyện làm người hộ đạo. Trường Sinh thiên nữ kia bị khí tức của A Cửu đè ép, bỗng dưng cảm thấy áp lực. Hơn nữa, không chỉ có vậy, ở bên kia, Diệp Cô Thần cũng bước từng bước một đi ra, một cỗ kiếm y nghiêm nghị bùng phát dâng lên, ùn kéo đến nghiền ép Trường Sinh thiên nữ, nữ tiện nhân, còn nói nhiều thêm một chữ nữa thì tính mạng của ngươi khó mà bảo đảm đấy. Lời nói ác nghiệt vang vọng bên ngoài vùng đất đổ nát. Lời của Diệp Cô Thần có thể nói còn đơn giản thô bạo hơn, không hề nể mặt Trường Sinh thiên nữ. Bằng hữu lẫn đối thủ mà Diệp Cô Thần kính trọng, còn không tới phiên một ả tiện nhân nói này nói kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người ở bên cạnh Quân Tiêu Dao này, sao người này còn mạnh hơn cả người kia thế hả? Ngươi, bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Nét mặt Trường Sinh thiên nữ cũng hơi thay đổi. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên, vậy mà lại bị người ta mắng nữ tiện nhân. Hai bên thái dương trắng nõn của nàng ta đều có gân xanh gồ lên, vẻ xa cách lẫn bình thản kia cũng khó mà giữ tiếp được nữa. Nhưng nàng ta trong lúc mơ hồ cảm nhận được một luồng ý chí áp bức khiến cho người ta phải khiếp sợ tiến đến. Nàng ta phảng phất như nhìn thấy bóng dáng cao ngất của một vị cầm kiếm cửu thiên, thống trị vũ trụ. Bóng dáng người kia khiến cho nàng ta vô cùng sợ hãi. Điều này khiến cho mặt mày Trường Sinh thiên nữ trắng bệch. Trong khoảng thời gian này Diệp Cô Thần đang bồi dưỡng kiếm chủng, tốc độ tiến bộ của hắn ngược lại rất kinh khủng. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được vô ngã kiếm đạo, bây giờ cho dù hắn có đối đầu với Huyền Tôn thì cũng không hề yếu nhược. Trường Sinh đế tử thấy thế, hơi chắn ở trước người Trường Sinh thiên nữ, cỗ áp lực kia trong nháy mắt biến mất. Trong mắt hắn ta có phù văn lưu chuyển, sâu hun hút, nhìn Diệp Cô Thần nói, lẽ nào là người có quan hệ với vị kiếm chủng kia, có điều người của bản đế cũng không phải người mà ngươi có thể đụng vào được. Bên này, Quân Tiêu Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói, chư vị đừng nên vì ta mà tức giận, kéo tầm thấp xuống. Gặp ấu trùng la lối thì cứ tìm cơ hội nghiền chết là được rồi, không cần phải tranh chấp quá nhiều đâu. Quân Tiêu Dao phớt lờ lời rêu rao của Trường Sinh thiên nữ. Đôi cẩu nam nữ này, hắn sẽ tự mình trừng trị ở trong vùng đất đổ nát, sẽ khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Quân Tiêu Dao muốn dùng cách thức nhục nhã nhất, đau đớn nhất, khiến cho Trường Sinh đế tử phải phát điên, chết trong tuyệt vọng. Hắn nói được thì làm được. Có lẽ vì nguyên nhân Quân Tiêu Dao và Trường Sinh đế tử đối nghịch nên cả bầu không khí bên ngoài vùng đất đổ nát đều hơi ngưng trệ.
phần lớn tu sĩ cửu thiên đang có mặt ở đây đều không coi trọng Quân Tiêu Dao. Hắn gây thù chuốc oán nhiều lắm, hơn nữa mỗi một người đều rất mạnh. Thiếu chủ đế Vẫn Thần Sơn, Vương Diễn, nắm giữ trùng hồng mông tử khí. Tiên ma động thiên, đại ma vương cổ thiên diệt, chính là thiên ma chi thể. Thao vương đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, không chỉ có huyết mạch thao thiết, mà thôn phệ tiên kinh còn bị gã biến đổi tạo ra một con đường hoàn toàn mới. Trường sinh thiên nữ, cũng tu luyện tiên kinh của đảo trường sinh, thực lực khó lường. Về phần trường sinh đế tử thì lại càng không cần phải nói nhiều. Danh hiệu của hắn ta, chính là đại danh từ chắc chắn mạnh mẽ. Có thụ oán với nhiều yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên như vậy, Quân Tiêu Dao muốn bình yên rời khỏi vùng đất đổ nát này, có thể nói là khó như lên trời. Còn ở bên phía của hắn, đám người Côn Hư Tử, Nhan Như Mộng, thực lực đều không đủ nhìn, có thể tự bảo vệ mình cũng đã không tệ rồi. Vân Thiên lại cũng là có lòng mà không có sức, không cách nào tham gia vào loại tranh phong này. Về phần A Cửu, ngay cả tư cách tiến vào vùng đất đổ nát còn không có, nàng chỉ hộ tống bầu bạn với Quân Tiêu Dao đi đến đây mà thôi. Người duy nhất có tư cách giúp Quân Tiêu Dao kề vai chiến đấu cùng hắn cũng chỉ có mỗi Diệp Cô Thần. Nói chung, bên phía Quân Tiêu Dao vẫn hơi nghiêng về thế yếu một chút. Nhưng sự thật có thật là như vậy hay không? Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ ý kiến chủ quan của người bên ngoài mà thôi. Với Quân Tiêu Dao mà nói, một mình hắn đã đủ để quét ngang toàn bộ kiêu tử cửu thiên rồi. Bên ngoài vùng đất đổ nát, thời gian giống như động lại, bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Ngay lúc đang ở trong kiểu tâm trạng bị đè nén này, đột nhiên, từ trong vùng đất đổ nát lại lần nữa truyền ra động tĩnh khác lạ. Ở bên ngoài, quy tắc sứt mẻ lộn xộn sôi trào lên giống như là đang bắt đầu tẩy dừa. Bốn bề dậy sóng. Quả thực y như là mặt biển đang có cuồng phong bão táp. Chẳng qua thứ đang cuồn cuộn nổi lên đó cũng không phải là nước biển, mà là đạo tắc và phù văn sứt mẻ. Ở ngay trong chuyển động khác lạ này, bỗng nhiên, mặt ngoài cái hình cầu khổng lồ tựa như tinh vực, kia bắt đầu từ từ nứt ra thành một cái lối ra nhỏ. Thứ mà trong đó chiếu rọi ra là một cái quang cảnh hỗn loạn, khiến cho người khác không cách nào nhìn rõ được, ngay cả thần niệm cũng không có biện pháp thẩm thấu vào trong. Vùng đất đổ nát đã mở ra rồi. Tất cả mọi người lập tức sôi sục lên. Đây chính là một cơ duyên lớn cả kỷ nguyên cũng khó mà gặp được một lần. Là ở trước lúc loạn lạc, trao tặng lễ vật tốt nhất cho kiêu tử cửu thiên. Dù sao chờ sau khi nghi thức chủ tế mở ra rồi, phần lớn lợi ích đều sẽ bị người chủ tế, còn có các đại lão cấm kỵ của các cấm khu lớn phân chia. Những thế hệ trẻ tuổi bọn họ đây, rất khó nhận được nhiều cơ duyên từ trong đó. Nhưng bây giờ, chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân mình là, có thể thu hoạch được vật chất tiên đạo, cớ gì mà không làm chứ. Cho nên, sau khi vùng đất đổ nát vừa mở ra, rất nhiều kiêu tử cửu thiên đều gấp không kịp chờ hóa thành từng luồng sáng cầu vồng, biến mất ở trong. Mặc dù trong vùng đất đổ nát đầy rẫy các loại nguy hiểm đáng sợ, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Đám người Thao Vương, Cổ Thiên Diệt nhìn Quân Tiêu Dao một chút rồi tiến thẳng vào vùng đất đổ nát. Quân Tiêu Dao, là nam nhân thì đừng có rút, bản thiểu chủ ở vùng đất đổ nát chờ ngươi. Vương Diễn nói xong cũng chắp tay tiến vào vùng đất đổ nát. Trưởng sinh đế tử cũng nhìn Quân Tiêu Dao một chút. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như ta là ngươi thì cách tốt nhất chính là quay người rời đi. Dù sao vùng đất đổ nát ngăn che tất cả nhân quả, đến lúc đó, e là ngay cả cơ hội đi ra cũng không có, chật chật. Trường sinh đế tử khẽ lắc đầu, bước từng bước một đi vào vùng đất đổ nát. Trường sinh thiên nữ đi theo bên cạnh hắn ta nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa, cũng đi theo vào. Rõ là khiến cho người ta khó chịu mà. Giờ phút này, cho dù là Nhan Như Mộng cũng tức đến có chút nghiến răng. Quân Tiêu Dao là nhân vật bực nào, ở tiên vực, cho dù là đế hạo thiên cũng không dám mảy may coi thường hắn. Kết quả những kiêu tử cửu thiên này, nguyên một đám đều là mắt mọc ở trên đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Quân Tiêu Dao ngược lại tỏ vẻ không sao cả. Dù sao bây giờ hắn đã qua lứa tuổi đánh nhau vì thể diện này rồi, trong lòng không hề bận tâm, không sao, tầm mắt nhận thức của mỗi người luôn luôn có hạn độ. Ếch ngồi đáy giếng thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra được sự hùng vĩ của Côn Bằng. Hắn quay sang hỏi Côn Hư Tử, Côn Huynh có biết bên trong vùng đất đổ nát có những cơ duyên gì hay không? Hắn muốn hỏi thăm trước một chút. Côn Hư Tử suy nghĩ rồi nói, ở vùng đất đổ nát, thứ thu hút người ta nhất đương nhiên là vật chất tiên đạo còn sót lại rồi. Quân huynh có điều không biết, ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát có một nơi được xưng là hố tiên. Mỗi một lần thành tiên môn hóa hiện ra, tuy đều nằm ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát, nhưng có khi địa điểm sẽ bị lệch đi. Mà mỗi lần thành tiên môn hóa hiện ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thừa ra rất nhiều vật chất tiên đạo, dần dần đã tạo thành từng cái hố tiên. Trong hố tiên có tồn tại tiên mạch, chính là vật chất tiên đạo chìm ở trong lòng đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cô đọng nén thành. Tuy rằng tiên mạch không tinh khiết, nhưng sau khi tìm được là có thể từ đó tinh luyện ra vật chất tiên đạo tinh thuần. Nếu như may mắn thì còn có thể tìm được tiên mạch cấp 1, có thể tinh luyện ra nhiều vật chất tiên đạo hơn. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong lại hỏi, tiên mạch còn có chia cấp bậc nữa sao? Côn Hư Tử lên tiếng giải thích,
Tiên mạch chia ra làm tiên mạch cấp 3, tiên mạch cấp 2, tiên mạch cấp 1, phân biệt dài 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Cấp bậc cao hơn thì vật chất tiên đạo có thể tinh luyện ra đương nhiên cũng nhiều hơn. Cho nên quân huynh tốt nhất là nên tìm thêm mấy cái tiên mạch cấp 1 nữa, chẳng qua cái đó còn cần phải dựa vào vận may. Sở dĩ sinh mệnh cấm khu, để cho tất cả thiên kiêu đều có tư cách tiến vào vùng đất đổ nát, cũng là vì muốn để cho bọn họ khai quật thêm một ít tiên mạch, cũng có thể cướp đoạt. Quân Tiêu gật nhẹ đầu, vậy còn ngoài vật chất tiên đạo ra thì sao? Truyền thuyết kể lại ở trong vùng đất đổ nát có một khu phủ văn bí địa, thích hợp dùng để lĩnh ngộ pháp tắc nhất. Nhưng ta khuyên quân huynh đừng nên đi, bởi khu phủ văn bí địa kia quá mức quỷ dị, nghe nói có một loại nguyền rủa thần hồn nào đó, không ít thiên kiêu đều chết bất đắc kỳ tử ở chỗ đó. Nhắc tới phủ văn bí địa, giọng Côn Hư Tử cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không cần lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn, cho nên hắn không thể tới gần loại địa phương đó. Mặt Quân Tiêu Dao ngược lại có vẻ hứng thú. Mục tiêu của hắn ngược lại là lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Ngày sau trong lúc nhấc tay diễn hóa ra 3000 đại đạo, trấn áp toàn bộ kẻ địch. Quân Tiêu Dao cần phải lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc. Nguyên rủa quỷ dị thần bí à. Quân Tiêu Dao ghi cái này vào trong lòng. Ngoài ra, nơi thần bí nhất, cổ xưa nhất vùng đất đổ nát, không đâu qua được tế đàn bất hủ. Đây chính là nơi người chủ tế bắt đầu nghi thức chủ tế. Quanh năm đều tràn ngập uy áp kinh khủng, thiên kiêu cơ bản không có khả năng tới gần. Nghe đồn ở trong tế đàn bất hủ có một loại cơ duyên lớn hiếm thấy nhất nào đó, vượt qua toàn bộ cơ duyên bên trong vùng đất đổ nát. Nhưng nếu vậy thì cũng không phải là thứ mà những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi chúng ta có thể chấm mút. Đây chính là đồ vật có liên quan tới người chủ tế, chỉ có người chủ tế mới có tư cách tiếp xúc. Nhắc tới tế đàn bất hủ, Côn Hư Tử cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có thể nói, cho dù là tất cả cơ duyên thuộc về vùng đất đổ nát cộng lại, thì cũng kém hơn tế đàn bất hủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tế đàn bất hủ lại không có duyên với thiên kiêu bọn họ. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong, ánh mắt sáng lên. Không phải hắn có một cái chủ tế lệnh sao? Có lẽ đó chính là một loại tín vật để có được tế đàn bất hủ. Cái này với Quân Tiêu Dao mà nói, quả thực là cơ hội trời ban. Trước đó Quân Tiêu Dao cho rằng nếu chủ tế lệnh đã ban thưởng thập tinh thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, không ngờ bây giờ tác dụng của nó đã xuất hiện. Tế đàn bất hủ là nơi mà hắn nhất định phải đến, bởi vì nơi đó rất có thể sẽ tìm được bí mật liên quan đến chủ tế giả. Quân Tiêu Dao suy nghĩ kỹ càng, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Sợ rằng không ai có thể nghĩ tới cơ duyên lớn nhất của vùng đất Quy Khư, chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao mới có tư cách mở ra được. Hắn mà ăn thịt thì đám Trường Sinh Đế Tử đến cả nước canh cũng khó mà uống được. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Chuyến đi này rất tốt. Lúc Quân Tiêu Dao vừa đặt chân vào vùng đất Quy Khư, thần niệm của hắn cảm nhận được có thiên kiêu cũng cùng bước vào, hơn nữa còn cố ý che giấu khí tức, Tam Thiên Tử Địa Phủ, Quân Tiêu Dao cười lạnh, nhưng không đánh rắn động cỏ. Nếu đồ ăn đã tự dâng lên miệng, thì hắn cũng đành phải nhận thôi. Khi Quân Tiêu Dao bước chân vào vùng đất Quy Khư, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi ngay lập tức. Đến khi nhìn lại, hắn đã đi vào trong vùng đất Quy Khư. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được đây là một vùng đất cổ xưa tĩnh lặng. Vũ trụ không gian xung quanh vô cùng sâu thẳm, giống như là đã ngưng đọng lại, bao nhiêu năm qua không hề nhúc nhích. Ở nơi này, thời gian giống như cũng trôi chậm hơn, mang theo cảm giác bụi bặm và tang thương của lịch sử. Giữa trời đất xung quanh có vô số ngôi sao vỡ nát, khe hở không gian cổ xưa qua bao nhiêu kỷ nguyên vẫn chưa được lấp đầy. Còn có những di hài không biết tên giống như đã hóa thạch, tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Đây là một vùng tế thổ khiến người ta có cảm giác trang nghiêm, còn mang theo điểm rủi cổ xưa. Đây chính là nơi cửa thành tiên giáng lâm thật à? Quân Tiêu Dao tỏ vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết, những thứ có liên quan đến tiên hẳn là phải vô cùng siêu nhiên, kết quả là nơi này lại giống một vùng tế thổ mang điểm chẳng lành. Phía sau cửa thành tiên thật sự là con đường thông đến tiên cảnh giới sao? Quân Tiêu Dao thắc mắc. Có lẽ trong chuyện này vẫn còn bí mật kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả chủ tế giả có lẽ cũng không biết rõ, suy cho cùng ngay cả chủ tế giả cũng chưa đi đến nơi sâu nhất trong cửa thành tiên. Đáng lẽ vùng đất thành tiên phải vô cùng may mắn, kết quả là nơi đây lại vô cùng quái dị âm u, còn có tế đàn bất hủ và nghi thức chủ tế kia nữa, sao mình lại có cảm giác đây không phải thành tiên mà là hóa ma nhỉ? Quân Tiêu Dao lắc đầu. Những bí mật vạn cổ này người bình thường không tài nào biết được, trong sử sách cũng sẽ không ghi lại. Vì vậy chỉ có thể chờ sau khi cửa thành tiên, giáng lâm mới có thể biết được chân tướng. Chuyện Quân Tiêu Dao muốn làm lúc này chính là vơ vét cơ duyên của vùng đất Quy Khư. Nhóm Diệp Cô Thần, Côn Hư Tử không có ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên vùng đất Quy Khư có quy tắc không gian riêng của mình, sau khi người ta bước vào thì sẽ đi đến những địa điểm ngẫu nhiên khác nhau. Quân Tiêu Dao thúc giục thần niệm, muốn dùng thần hồn cảm nhận tình hình xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện ra phạm vi bao phủ của thần niệm hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Phải biết là với nguyên thần hàng xa cấp của Quân Tiêu Dao bây giờ, hắn dùng một ý niệm càn quét cả một tinh vực là chuyện không thành vấn đề, thế nhưng ở vùng đất Quy Khư lại phải chịu hạn chế cực lớn.
nơi đây quả là có chuyện quái lạ, cắt đứt quy tắc tiên vực, chẳng trách lại thần bí đến vậy. Quân Tiêu Dao bắt đầu tiến lên dựa theo cảm giác có hạn của bản thân, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng không vang lên trong đầu hắn. Hiển nhiên nơi đây mới chỉ là bên ngoài vùng đất quy khư, phải xâm nhập vào vùng trung tâm mới có thể đánh dấu được. Quân Tiêu Dao không quan tâm lắm, bởi vì chính bản thân hắn cũng muốn đi vào nơi sâu nhất, và tế đàn bất hủ cũng nằm ở nơi trung tâm đó. Bóng dáng Quân Tiêu Dao lượn quanh vùng đất quy khư, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, tạo cảm giác vô cùng quái dị. Có điều Quân Tiêu Dao đã từng đi qua rất nhiều nơi, nên đương nhiên hắn sẽ không e ngại cảm giác này. Ở nơi xa bỗng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quân Tiêu Dao nhìn sang, thì phát hiện ra một cửu thiên kiêu tử vô tình lún xuống một vũng bùn. Thân thể của hắn ta thối rữa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở ngắn ngủi, hắn ta đã biến thành một vũng nước màu đen bốc mùi hôi thối, tan vào trong vũng bùn. Chẳng trách phải cần mấy con chốt thí và tạp nham, toàn bộ nơi này toàn là chuyện quái dị. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trong mắt không hề chứa sự thương hại. Muốn lấy được thứ gì thì cũng phải chịu nguy hiểm, mất đi tính mạng là chuyện quá đỗi bình thường. Sau đó, Quân Tiêu Dao gặp phải một số chuyện lạ. Một vị tu sĩ bất cẩn đạp phải một vũng bùn không đáng chú ý, hóa thành một vũng máu. Trên một nhánh cây khô cằn có một cái xác khô, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Quân Tiêu Dao càng đi sâu vào bên trong, thì càng cảm thấy nơi đây giống một vùng đất ma quái hơn, có liên quan gì tới thành tiên đâu chứ. Chẳng lẽ là do chủ tế giả huyết tế vạn sinh linh tiên vực, tạo thành tội nghiệt quá lớn, nên mới khiến cho vùng đất thành tiên mang điềm lành biến thành khu vực ma quái. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, khả năng này không phải không thể xảy ra. Tội nghiệt là tồn tại hoàn toàn có thật, đại tội nghiệt bẩm sinh của Diên Triệt chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng qua là chủ tế giả quá mạnh mẽ, cho dù oán hận, tội nghiệt, nguyền rủa của vạn sinh linh tiên vực hội tụ lại với nhau, cũng không thể làm gì được chủ tế giả, bọn họ có thể gánh nổi nhân quả này. Thế nhưng Quân Tiêu Dao tin chắc rằng khi những tội lỗi này chồng chất lên nhau, cuối cùng sẽ có một ngày nó cắn trả. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại chủ tế giả. Lúc Quân Tiêu Dao còn đang ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm nhận được một gợn sóng pháp tắc khe khẽ. Trong vùng đất quy khư, phạm vi mà thần niệm dò xét được đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng thần niệm của Quân Tiêu Dao đã vượt xa những người cùng thời, thế nên phạm vi cảm nhận của hắn vẫn rộng hơn những người khác một ít. Chẳng lẽ là phù văn bí địa? Trước khi đi vào đây, Côn Hư Tử từng nói rằng bên trong vùng đất quy khư có một phù văn bí địa. Mặc dù nơi đấy tràn ngập chuyện quái dị và chẳng lành, nhưng đó lại là một nơi lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt vời. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi tiến thẳng về phía kia. Đến khi tới gần hắn mới phát hiện đó là một vùng trũng lõm xuống. Nơi đó tràn ngập sương mù, khiến người ta không nhìn thấy rõ. Thế nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được ở nơi sâu nhất có sức mạnh pháp tắc phù văn chuyển động, chiếu rọi hư không, huyền ảo vô cùng. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Quân Tiêu Dao tiến vào trong đó mà không chút chần chừ. Ngay cả bảy vùng đất không thể tưởng tượng nổi ở tiên vực, mà hắn cũng tùy tiện đi vào chứ đừng nói đến chỗ này. Sau khi hắn đi vào trong, bỗng có một cái bóng xuất hiện ở đó không xa. Một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên. Dám đi vào vùng đất kia, tự tìm đường chết à? Nhưng đúng lúc lắm, không cần đế tử đại nhân ra tay, chỉ cần ta là có thể giải quyết ngươi rồi. Bóng người này chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Sau khi đi vào phủ văn bí địa, Quân Tiêu Dao phát hiện sương mù mênh mông này cũng có khả năng ngăn cách thần hồn. Phạm vi cảm nhận của hắn lại thu nhỏ thêm một lần nữa. Sương mù xung quanh dày đặc, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ. Người bình thường rất dễ sợ đến nỗi hoảng loạn, có cảm giác khủng hoảng. Bỗng nhiên ở phía trước có một bóng người xuất hiện. Quân Tiêu Dao bước tới thì phát hiện hắn ta đứng yên không nhúc nhích. Các hạ, ngươi, Quân Tiêu Dao vươn tay ra kiểm tra, bóng người kia ngã sầm xuống đất. Chỉ có cơ thể mà thôi, nguyên thần đã tan mất rồi. Quân Tiêu Dao khẽ cau mày. Đây là một thiên kiêu đi vào cùng bọn họ, thế mà đã chết đi chẳng rõ lý do. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục đi vào sâu hơn, thi thể ở đằng trước cũng càng ngày càng nhiều. Có một số người chỉ mới đi vào, tất nhiên là do họ không tin, muốn tới phù văn bí địa thử vận may nên mới chết ở đây. Còn có rất nhiều thi thể cực kỳ cổ xưa, một số người còn không thuộc kỷ nguyên này, đã chết ở đây từ rất lâu rồi. Nhiều thi thể như vậy, Quân Tiêu Dao nhăn mày. Đúng lúc này, một bóng đen bỗng đánh về phía hắn. Bản năng chiến đấu của Quân Tiêu Dao cực kỳ mạnh. Ngay khi bóng đen kia tập kích, Quân Tiêu Dao đã phản ứng lại kịp. Hắn nhún người né đi, đồng thời lấy tay làm kiếm, tùy ý vung lên chém đứt không trung, chém bóng đen kia thành hai nửa. Ai? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nhìn sang, sau đó hơi sững sờ. Bóng đen kia chỉ là bóng đen mà thôi. Nó giống như một đám sương mù màu đen ngưng tụ lại, giống như một lọ mực cô đặc cuồn cuộn. Hồn lực nồng đậm phun trào, mang theo một luồng oán niệm. Sau khi bị một kiếm kia chém ra làm đôi, nó lại tụ lại một lần nữa. Công kích vật lý không có tác dụng à? Quân Tiêu Dao bất ngờ. Hắn bỗng nghĩ tới một loại sinh linh, âm ma thần, thường xuất hiện ở những vùng đất cực âm, quỷ dị.
Nó được hình thành từ âm khí oán niệm hội tụ, cộng thêm một loại hoàn cảnh cơ duyên phù hợp nào đó. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ. Bản thân vùng đất quy khư này đã có một số vật chất tiên đạo, cộng thêm âm khí oán niệm lẫn vào, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng có thể ngưng tụ thành âm ma thần. Thế nhưng oán niệm của âm ma thần này từ đâu mà ra? Nếu như đến từ đống xương trắng la liệt dưới mặt đất, vậy chắc chắn phải có nguồn gốc dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của những thiên kiêu, đến đây rèn luyện. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Xung quanh lại xuất hiện thêm nhiều âm ma thần, số lượng lên đến hơn trăm. Những âm ma thần này không chịu sự công kích vật lý, có thể nói ngay cả huyền tôn cường giả rơi vào cảnh này cũng phải sứt đầu mẻ trán, cực kỳ nguy hiểm. Âm ma thần có thể ăn mòn thần trí, cắn nuốt tiêu diệt linh hồn, vô cùng kinh khủng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, những chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Sức mạnh nguyên thần khởi động trong đầu hắn, phát động thần thông hiện thế nguyên thần, đại nhật Như Lai pháp tướng xuất hiện. Một Phật đà màu vàng kim cao vạn trượng hiện ra bên trong thức hải, chấn áp bát cực, phổ độ tam thiên giới. Ánh sáng phổ độ mênh mông chiếu rọi khắp nơi, khiến Quân Tiêu Dao trông giống như Đức Phật độ thế. Những âm ma thần kia bị ánh sáng đại nhật Như Lai chiếu vào thì nhanh chóng hòa tan giống như tảng băng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Chúng phát ra tiếng khóc chói tai, bỏ chạy tứ phía. Bản thân Quân Tiêu Dao chính là linh hồn thần thông, cộng thêm thuộc tính thánh thể hoang cổ, chí cương chí dương, quỷ tà bất xâm, thế nên những âm ma thần này hoàn toàn không làm gì được hắn. Đây chính là sự quái dị của phù văn bí địa sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong, đám âm ma thần dọc đường đi không dám tiếp tục lại gần hắn nữa. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi đến nơi sâu nhất trong phù văn bí địa. Hắn phát hiện ở nơi đó có một bệ đá nhuốm máu tươi. Trên bệ đá là một cái đầu lâu cổ xưa đã sứt mẻ, xương của cái đầu kia trong suốt lấp lánh, trông giống như thủy tinh, dù đã sứt mẻ nhưng vẫn mang nét cao quý bí ẩn. Hơn nữa, những phù văn pháp tắc trong không trung mà Quân Tiêu Dao từng nhìn thấy khi trước lại được phản xạ từ những khe hở trong cái xương đầu thủy tinh này. Bên trong xương là những phù văn pháp tắc lạ lẫm đan xen vào nhau. Mấy chục loại, không đúng, ít nhất là trên trăm loại pháp tắc biến ảo. Quân Tiêu Dao nhìn một lúc cũng phải lên tiếng thán phục. So với 3.000 pháp tắc thì trên trăm pháp tắc cũng chẳng đáng là gì. Nhưng phải biết là chỉ có tên điên như Quân Tiêu Dao mới nghĩ đến việc muốn lĩnh ngộ hết 3.000 pháp tắc mà thôi. Bình thường, điều kiện trở thành chí tôn chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc là được. Mà bên, trong cái xương đầu thủy tinh sứt mẻ này lại có khoảng trên trăm pháp tắc xen lẫn. Có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc, đây chắc chắn chính là xương đầu của một nhân vật cấp cao, cao cấp hơn cả xương mi tâm, xương ngực, xương tay đại đế gì gì đó của bao huynh đệ biển luân hồi nhiều. Đại đế, không, chẳng lẽ là một bá chủ? Quân Tiêu Dao suy đoán. Có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc là một việc rất đáng kinh ngạc. Suy cho cùng đâu phải ai cũng yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao, có đủ thiên phú và sức lực để lĩnh ngộ thật nhiều pháp tắc. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao không chần chừ nữa. Hắn ngồi xếp bằng phía trước cái xương sọ kia, sau đó chậm rãi dùng thần niệm giao tiếp, lĩnh ngộ pháp tắc trong đó. Đương nhiên hắn vẫn phải đề phòng, bởi vì suy cho cùng rất có thể nguồn gốc của những âm ma thần kia có liên quan đến cái đầu lâu xương thủy tinh này. Ngay khi Quân Tiêu Dao vừa để thần niệm tiếp xúc với xương sọ thủy tinh, trong không gian ý thức của hắn bỗng có sức mạnh linh hồn cuồn cuộn, như thủy triều nghiền ép hắn, giống như muốn ép nát nguyên thần của hắn. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao chẳng hề bất ngờ, chuyện này đã nằm trong suy đoán của hắn từ lâu rồi. Quân Tiêu Dao phát động tam thế nguyên thần, ba đóa hoa đại đạo xuất hiện bên trong không gian ý thức của hắn. Nguyên thần quá khứ, nguyên thần hiện tại, nguyên thần tương lai, ba nguyên thần giống như ba vị thần ngồi xếp bằng trong hư không. Cái gì, đây là, tam thế nguyên thần. Sức mạnh linh hồn nghiền ép kia lộ vẻ bất ngờ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn, đế uy ngập trời. Đây là đế chi tàn hồn. Xem ra đây là tàn hồn của một đại lão cấm khu, nào đó đang muốn mượn xác hoàn hồn. Quân Tiêu Dao trào phúng. Tam thế nguyên thần, thế lại càng tốt, xem như là ta gặp may. Cắn nuốt linh hồn của hàng ngàn hàng vạn thiên kiêu, cũng không bằng nguyên thần của một mình ngươi. Đế chi tàn hồn kia ôm khát vọng muốn cắn nuốt tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao. Đế thì đã sao chứ, đã là tàn hồn rồi, đừng tác quái nữa. Ta vốn chỉ định lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi, nhưng bây giờ, ta sẽ nhận đế cảnh tàn hồn của ngươi. Quân Tiêu Dao muốn luyện hóa đế cảnh tàn hồn. Đực cười, đế không thể nhục. Đế chi tàn hồn phóng ra sức mạnh linh hồn mênh mông, cuồn cuộn kéo tới chỗ Quân Tiêu Dao. Tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng thi triển thần thông linh hồn của mình. Luân hồi kiếp, đại nhật Như Lai pháp tướng, bỉ ngạn hồn kiều. Ba thần thông linh hồn được phóng ra, uy lực không hề yếu chút nào. Chuyện làm đế chi tàn hồn kinh hãi chính là, trong không gian ý thức của Quân Tiêu Dao có một phù văn cổ xưa xuất hiện, nó cũng có đế uy mênh mang. Trong đó có một bóng dáng khổng lồ mờ mờ, chiến thiên đấu địa, chấn động cổ kim xuất hiện. Đây là loạn cổ. Sao ngươi lại có đồ của hắn chứ? Đế chi tàn hồn kia vô cùng chấn động, phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
tàn hồn này cũng là của một đại lão nào đó trong cửu thiên cấm khu. Tất nhiên hắn ta biết được đây là của Loạn Cổ. Suy cho cùng thanh danh của Loạn Cổ ở cửu thiên cũng không kém Vô Trung bao nhiêu. Phù văn này chính là Loạn Cổ đế phù, nó đã bảo vệ nguyên thần của Quân Tiêu Dao suốt bao nhiêu năm, từng giúp hắn vượt qua cửa tử không biết bao nhiêu lần. Lúc ở Tiên Điện Thanh Đồng và thế giới thần khư, cơ thể Quân Tiêu Dao đã vỡ nát, nhờ có Loạn Cổ đế phù mới giữ lại được một hồn phách. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Tam thế nguyên thần cường đại của Quân Tiêu Dao, cộng thêm hàng sa cấp và có cả nguyên thần đế binh như Loạn Cổ đế phù bảo vệ, đế chi tàn hồn kia hoàn toàn không làm gì được Quân Tiêu Dao, không chỉ vậy mà còn bị hắn trấn áp, hỗn độn thần ma. Quân Tiêu Dao lấy hỗn độn thần ma ra, thần ma đen nhánh nhiễm máu tươi, nghiền ép đế chi tàn hồn. Một tiếng gào thảm thiết thấu linh hồn vang lên, đế chi tàn hồn kia đã bị Quân Tiêu Dao luyện hóa. Bên trong không gian ý thức của Quân Tiêu Dao ầm ầm dậy sóng, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng trước cái xương sọ thủy tinh, không nhúc nhích, giống như là đã niết bàn, ngay cả nhịp thở cũng rất yếu ớt. Đúng lúc này, một cái bóng bỗng tập kích Quân Tiêu Dao từ phía sau, còn nói bằng giọng giễu cợt, "Quân Tiêu Dao, không ngờ ngươi lại ngã xuống chỗ này." Cái xương sọ thủy tinh này chính là đế chi tàn hồn, muốn trách thì trách ngươi quá mức tự tin. Cái bóng xinh đẹp này chính là Trường Sinh Thiên Nữ lén lút đi theo phía sau. Nàng ta cầm một thanh kiếm ngọc đâm thẳng vào đầu Quân Tiêu Dao, muốn đâm chết nguyên thần của hắn. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn độc ác của nàng ta. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng mở mắt ra, quay người lại, hai ngón tay kẹp lấy kiếm ngọc của Trường Sinh Thiên Nữ. "Xin lỗi, ngươi nói cái gì cơ?" "Trường Sinh Thiên Nữ?" Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trường Sinh Thiên Nữ viết đầy chữ kinh ngạc, suy nghĩ cũng đứt đoạn. Sao Quân Tiêu Dao lại phản ứng được? Sao hắn giống như không bị gì vậy? Đây chính là đế chi tàn hồn đó. Trong thế hệ trẻ của đảo Trường Sinh Thiên Nữ có địa vị gần với Trường Sinh Đế Tử, vì vậy nàng ta cũng biết được một số bí mật. Đã thế chủ tế đầu tiên còn là một đại lão nào đó, không thể nhắc tên trên đảo Trường Sinh của bọn họ, bởi thế Trường Sinh Thiên Nữ cũng khá hiểu về vùng đất Quy Khư, biết được một vài bí mật của phù văn bí địa. Trước đó, nàng ta tình cờ nhìn thấy hình như Quân Tiêu Dao muốn đi vào phù văn bí địa, cho nên nàng ta lén lút đi theo phía sau. Sau khi thấy hắn đi vào bên trong, Trường Sinh Thiên Nữ suy nghĩ, nếu mình có thể giết chết Quân Tiêu Dao, thì chẳng khác nào giải quyết được một mối phiền phức cho Trường Sinh Đế Tử, chắc chắn sẽ được hắn ta tán dương. Có điều Trường Sinh Thiên Nữ cũng tự biết thân biết phận, nàng ta biết dù thực lực bản thân rất mạnh, xếp hạng thứ tư trên bảng cửu Thiên Long Phượng, nhưng khi giao đấu với Quân Tiêu Dao thì kết quả rất khó nói. Nhưng nếu như Quân Tiêu Dao bị đế chi tàn hồn, ở chỗ sâu trong phù văn bí địa ăn mòn, vậy đây chính là cơ hội tốt để giết chết hắn. Vì vậy Trường Sinh Thiên Nữ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, mãi đến khi Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng phía trước xương sọ thủy tinh, toàn thân không nhúc nhích giống như bị mất hồn, Trường Sinh Thiên Nữ biết thời cơ tốt nhất đã đến rồi. Thừa dịp Quân Tiêu Dao chống cự đế chi tàn hồn ăn mòn, nàng ta sẽ ra tay. Nếu như nguyên thần của Quân Tiêu Dao có thể tạo ra ảnh hưởng đến đế chi tàn hồn, thì lại càng tốt hơn, đến lúc đó nàng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại biến thành thế này. Nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Quân Tiêu Dao, Trường Sinh Thiên Nữ kinh ngạc, vô thức lên tiếng hỏi, chẳng lẽ đế chi tàn hồn không ăn mòn thần trí của ngươi à? Đế chi tàn hồn là cái thá gì, cũng chỉ bị ta luyện hóa thôi. Quân Tiêu Dao cười lạnh. Trường Sinh Thiên Nữ giật mình, gương mặt tái đi ngay lập tức. Ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể trấn áp đế chi tàn hồn, nguyên thần tu vi của ngươi rốt cuộc kinh khủng tới mức nào? Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đế chi tàn hồn đó. Dù chỉ là một tàn hồn, nhưng có liên quan đến đế thì sao có thể tầm thường được? Thế hệ trẻ như bọn họ lại càng không thể chống lại nổi, nếu không thì sao nơi đây có nhiều thi thể của thiên kiêu đến vậy chứ? Kết quả là Quân Tiêu Dao lại có thể trấn áp được đế chi tàn hồn. Trốn. Lúc này trong đầu Trường Sinh Thiên Nữ chỉ có một suy nghĩ đó, không hề do dự chần chừ chút nào. Sự cường đại của Quân Tiêu Dao đã vượt xa tưởng tượng của nàng ta. Chẳng những nhục thân tu vi vô song chiến lực vô địch mà nguyên thần tu vi cũng vượt xa thế hệ đương thời, đạt tới cảnh giới mà thế hệ trẻ không cách nào với tới. Trốn thôi, chỉ có đế tử đại nhân mới đối phó với hắn được. Trường Sinh Thiên Nữ không nói thêm tiếng nào, nàng ta xoay kiếm vội vàng bỏ trốn. Âm thầm đánh lén, bây giờ muốn chạy trốn à? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ lạnh lẽo. Hai ngón tay hắn dùng sức, thần binh ngọc kiếm kia đã vỡ tan. Trường Sinh Thiên Nữ rên lên một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đối với người này, trong lòng của hắn vô cùng căm ghét, từ lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt gì rồi. Trường Sinh Thiên Nữ từng thuyết phục hắn phải biết khoan dung độ lượng, tha cho Thất Thải đạo nhân một mạng. Sau này ở bên ngoài vùng đất Quy Khư, nàng ta lại lên tiếng chào phúng, đúng là giải thích rất rõ nghĩa của từ giả tạo. Quân Tiêu Dao vươn tay lên, năm ngón tay giống như những cây cột chống trời, giống như lồng giam thiên địa phủ xuống Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ cắn môi, không cam tâm chịu trói. Thần mang trên người nàng ta phun trào,
phát động tiên kinh của đảo Trường Sinh, thần hà vạn đạo, giống như tiên tử phi thăng. Tiếc là người nàng ta đụng phải chính là Quân Tiêu Dao. Nàng ta còn chưa kịp bay lên đã bị bàn tay của Quân Tiêu Dao đập xuống, đè xuống đất ma sát. Phụt phụt. Trường Sinh thiên nữ hộc máu tươi. Nàng ta đường đường là người đứng hạng tư trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, thế mà lại không chịu nổi một trường của Quân Tiêu Dao. Mà đây cũng chỉ là một trường tùy tiện của hắn mà thôi. Đừng kinh ngạc, ngay cả Trường Sinh đế tử cũng chỉ có kết quả này mà thôi. Quân Tiêu Dao nói bằng giọng thản nhiên. Ngươi hoàn toàn không biết rõ thực lực của đế tử đại nhân. Trường Sinh thiên nữ lau vết máu trên miệng đi. Nàng ta gần như là sùng bái Trường Sinh đế tử. Mặc dù địa vị của nàng ta gần bằng Trường Sinh đế tử, nhưng thực lực của hắn ta mạnh hơn nàng ta rất nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu không thì cũng không thể liên tục đứng hạng đầu trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quân Tiêu Dao lắc đầu, không nói thêm cái gì. Đối với loại người này, chỉ có bày hiện thực đẫm máu trước mắt nàng ta, thì nàng ta mới biết được chân tướng tàn khốc. Bây giờ ngươi muốn như thế nào? Trường Sinh thiên nữ biết mình không thoát khỏi lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao được, thế nên đã bình tĩnh lại. Trong suy nghĩ của nàng ta, chắc hẳn Quân Tiêu Dao không dám giết chết nàng ta, bởi vì hắn còn kiêng dè Trường Sinh đế tử. Có phải ngươi cho rằng bản công tử không dám giết chết ngươi hay không? Quân Tiêu Dao hỏi bằng giọng nghiền ngẫm. Trường Sinh thiên nữ không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là nàng ta có suy nghĩ đó. Nói sao đây nhỉ, đúng là bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nhưng không phải là vì không dám, mà là ta muốn dùng một cách thú vị hơn để đối phó với ngươi và Trường Sinh đế tử. Giết chết ngươi đơn giản như vậy thì quá dễ dàng, và cũng có lỗi với những đau khổ mà thánh thể nhất mạch phải chịu. Gương mặt tuấn tú như thiên nhân của Quân Tiêu Dao nở một nụ cười đẹp mắt, thế nhưng Trường Sinh thiên nữ lại dùng mình một cái. Nàng ta có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của ác ma. Thấy Quân Tiêu Dao bước tới từng bước, Trường Sinh thiên nữ sợ hãi che ngực. Quân Tiêu Dao, ngươi muốn làm cái gì? Nàng ta không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thong dong của mỹ nhân đệ nhất Cửu Thiên nữa. Ha ha, ngươi bình thường như vậy mà sao tự tin thế? Ngươi cho rằng bản công tử để ý đến ngươi à? Hồng nhan bên cạnh Quân Tiêu Dao rất nhiều, so về dung mạo khí chất thì Trường Sinh thiên nữ sao mà sánh được. Quân Tiêu Dao tát hai cái, khiến gương mặt xinh đẹp của Trường Sinh thiên nữ vừa đỏ vừa sưng. Quân Tiêu Dao, ngươi dám tát bản thiên nữ à? Đám sinh linh tiên vực ti tiện các ngươi đều đáng chết, chỉ xứng làm súc sinh huyết tế cho chủ tế đại nhân mà thôi. Trường Sinh thiên nữ hét ầm lên, tóc tai bù xù rối tung, khóe miệng rớm máu, gương mặt tím bầm, đâu còn phong thái của thiên nữ đảo Trường Sinh nữa, mà giống như một bà điên chỉ biết chửi tục. Chật chật chật, Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu chép miệng. Đây chính là Trường Sinh thiên nữ mỹ nhân hàng đầu Cửu Thiên, được vô số tu sĩ Cửu Thiên xem là nữ thần đấy ư? Thật muốn để bọn họ nhìn thấy gương mặt thật sự dưới lớp mặt nạ của ngươi. Bình thường Trường Sinh thiên nữ giống như nữ thần, vừa bình dị gần gũi lại khéo léo, được vô số người yêu mến. Nhưng ai có thể ngờ được dưới lớp vỏ bọc bình dị gần gũi của nàng ta lại, mà một gương mặt độc ác cay nghiệt đến thế này. Ta nói có gì sai à, đảo Trường Sinh bọn ta vốn đã cao cao tại thượng, đám ngươi các ngươi chỉ xứng làm súc sinh hiến tế cho cửa thành tiên mà thôi. Dù hàng ngàn hàng vạn súc sinh tiên vực có chết đi, cũng không bằng một ngón tay của bản thiên nữ, có hiểu chưa? Gương mặt Trường Sinh thiên nữ vô cùng dữ tợn, trên cái trán trắng nõn nổi đầy gân xanh. Hai cái bạt tai của Quân Tiêu Dao đã khiến nàng ta tức đến mức xé rách lớp mặt nạ ngụy trang tiên tử. Chát, chát, chát. Quân Tiêu Dao lại tát thêm mấy cái, sau đó đạp Trường Sinh thiên nữ xuống mặt đất. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta dán sát xuống vùng đất trải đầy xác chết, buồn nôn nhất chính là có một số cái xác đã mục nát, dịch nhờn dơ bẩn mang mùi xác thối dính đầy lên gương mặt nàng ta. A, 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 a. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Trường Sinh thiên nữ thét chói tai, mạch máu như muốn nổ tung. Đối với nàng ta mà nói, chuyện này chẳng khác gì ác mộng. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy thay vì phải chịu tra tấn thế này, chẳng bằng Quân Tiêu Dao làm gì nàng ta còn hơn. Có câu nói như thế này, nếu không phản kháng lại được thì chi bằng thử hưởng thụ xem sao. Kết quả bây giờ lại là Quân Tiêu Dao hoàn toàn không xem nàng ta là phụ nữ. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên đấy. Thế mà bây giờ nàng ta lại bị dẫm xuống vùng đất đầy xác thối, mang đến cảm giác như tiên tử rơi xuống địa ngục. Ác mộng. Trường Sinh thiên nữ cảm thấy chắc chắn là hiện giờ mình đang mơ. Nàng thân là thiên nữ của Trường Sinh đảo, cho tới giờ vẫn luôn cao cao tại thượng. Được vô số tu sĩ Cửu Thiên, phụng làm nữ thần. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng và hâm mộ để nhìn nàng, nâng nàng lên thượng thần đàn. Nhưng ở trong lòng Trường Sinh thiên nữ, ngoài đế tử Trường Sinh ra, không có nam nhân nào có thể chinh phục được nàng. Nhưng hiện giờ, Quân Tiêu Dao lại chinh phục được nàng. Mặc dù là dùng một loại phương thức khác. Quân Tiêu Dao, ngươi chết không yên đâu. Trường Sinh thiên nữ không ngừng gào thét, giọng nói khan khàn. Điều này còn khiến nàng khó chịu hơn là giết nàng. Bởi vì đây là một loại đả kích tinh thần chí mạng. Ngươi muốn ta chết thật sự nhiều lắm. Ngươi không phải là người đầu tiên,
cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng thật đáng tiếc, ta sống coi như không tệ. Quân Tiêu Dao dùng chân đạp lên đầu Trường Sinh Thiên Nữ. Bàn chân của hắn chỉ cần hơi dùng lực, lập tức có thể nghiền nát đầu của mỹ nhân này, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị chôn vùi cùng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không làm như thế, bởi vì hắn không nhân từ đến như vậy, không thể để Trường Sinh Thiên Nữ chết một cách dễ dàng như vậy. Yên tâm, ngươi tạm thời chưa chết được, hay nói cách khác, ngươi muốn chết cũng khó. Ta biết, ngươi vẫn còn đang hy vọng vào Trường Sinh Đế Tử, mong hắn ta đến giải cứu ngươi, đúng không? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, Trường Sinh Thiên Nữ gào mệt rồi, hiện giờ chỉ im lặng không nói, nhưng hiển nhiên là nghĩ như vậy. Được thôi, hiện giờ đối với ngươi, cho dù giết ngươi cũng chỉ khiến cho ngươi sợ hãi. Nhưng ta lại muốn để ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Mà nỗi tuyệt vọng lớn nhất, không ai có thể vượt qua được, chính là khiến niềm hy vọng của ngươi vỡ vụn ngay trước mắt ngươi. Giờ phút này Quân Tiêu Dao cười lãnh khốc nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Giống như là Hắc Ám Quân Chủ mang đến sự tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao đùa bỡn lòng người đó, lại trở về rồi. Ta không tin. Trường Sinh Thiên Nữ như muốn cắn nát răng ngọc. Nàng ta tin rằng, chỉ cần có thể cầm đến lúc gặp được Trường Sinh Đế Tử, nàng ta nhất định sẽ được giải cứu. Quân Tiêu Dao không nói thêm gì nữa. Hắn nhấc tay lên, sức mạnh phong cấm của cấm tiên thứ tư, hóa thành phù văn, đánh vào bên trong Trường Sinh Thiên Nữ, hoàn toàn chế phục nó. Sau đó, Quân Tiêu Dao không để ý tới Trường Sinh Thiên Nữ, nữa mà bắt đầu luyện hóa đầu lâu thủy tinh kia. Pháp lực toàn thân của Trường Sinh Thiên Nữ đều bị phong cấm, giờ phút này nàng ta giống như là phàm nhân. Hơn nữa hiện giờ sự sống chết của nàng, chỉ dựa vào một ý niệm của Quân Tiêu Dao. Hừ, ta sẽ không chết, chính mắt ta sẽ chứng kiến ngươi thua trong tay Đế Tử đại nhân. Trường Sinh Thiên Nữ đáy lòng lãnh đạm nói. Bên này, Quân Tiêu Dao đang chuyên chú luyện hóa đầu lâu thủy tinh. Vốn dĩ hắn chẳng qua chỉ muốn lĩnh ngộ một chút sức mạnh pháp tắc thôi. Nhưng dù sao thì Đế Chi Tàn Hồn tự tìm đường chết, nhất định phải thôn phệ nguyên thần của hắn. Vậy bây giờ, Quân Tiêu Dao chỉ có thể luyện hóa ngược lại Đế Chi Tàn Hồn. Nhưng trước đó, Quân Tiêu Dao vẫn phải lĩnh ngộ pháp tắc trước đã. Bên trong đầu lâu thủy tinh, đạo tắc chảy xuôi, phù văn chảy rộng, dường như đang thể hiện chí lý tinh diệu nhất giữa thiên địa. Đế Chi Tàn Hồn này khi còn sống, chắc hẳn cũng là một vị đại lão tìm hiểu rất nhiều loại pháp tắc. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu lĩnh hội. Từng đạo pháp tắc, được hắn dung hội quán thông, tiêu hóa sạch sẽ, trở thành lương thực của bản thân mình. Các thiên kiêu bình thường, cho dù là pháp tắc này bày trước mặt hắn, cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng dựa vào thiên phú của Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn không phải vấn đề, giống như là nước chảy mây trôi vậy. Trên người hắn, bắt đầu có ánh sáng pháp tắc khác nhau phun trào. Đó là các loại tân pháp tắc khác nhau. Chuyện này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như thế? Trường Sinh Thiên Nữ bị phong cấm ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động và kinh ngạc. Quân Tiêu Dao giờ phút này, ánh sáng pháp tắc trên thân chói lọi, thậm chí dẫn động thiên địa cộng minh. Từng nét bùa chú pháp tắc, trật tự thần liên, quấn lấy Quân Tiêu Dao, phụ trợ hắn, giống như là pháp tắc quân chủ, giống như là vạn đạo pháp tắc, đều muốn tôn hắn làm chúa tể. Đến cuối cùng, toàn thân Quân Tiêu Dao dâng lên trên 100 ánh sáng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều vô cùng chói lọi, khiến cho người khác phải hoa mắt. Trừ các loại nhục thân pháp tắc quen thuộc ra, luân hồi pháp tắc, hư không pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, còn có một số pháp tắc mới, đều là Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra từ bên trong đầu lâu thủy tinh, biến thành pháp tắc của mình. Chiến đấu pháp tắc, khô vinh pháp tắc, cảm ứng pháp tắc, kịch độc pháp tắc, biến hóa pháp tắc, đóng băng pháp tắc, triệu hoán pháp tắc, từng đạo pháp tắc xuất hiện bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao. Những pháp tắc này, mặc dù đẳng cấp không bằng luân hồi pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, đại đạo pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, nhưng cũng là một trong 3000 pháp tắc. Thiếu khuyết một cái, cũng không thể gom góp 3000 pháp tắc hoàn chỉnh. Mà Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh nhìn đến mức hoa cả mắt rồi. Nàng ta thậm chí còn đếm từng cái theo bản năng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến cuối cùng, Trường Sinh Thiên Nữ đều ngây người, sững sờ nguyên tại chỗ. Mẹ kiếp, hơn 100 đạo pháp tắc, làm người khác hoa cả mắt rồi. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy được. Trường Sinh Thiên Nữ không cách nào tin được. Phải biết rằng chỉ cần lĩnh ngộ một đạo pháp tắc là có thể trở thành chí tôn. Cho dù là những yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên là bọn họ. Lĩnh ngộ chính đạo pháp tắc, liền có thể xưng cực cảnh chí tôn, đủ để đứng đầu những người cùng thế hệ. Về phần lĩnh ngộ trên 100 đạo pháp tắc, trừ phi đạt đến đế cảnh, dư thừa ngộ tính, mới có thể dành thời gian cùng tinh lực để lĩnh ngộ. Nhưng hiện giờ Quân Tiêu Dao mới ở cảnh giới gì, mà có thể lĩnh ngộ hơn 100 đạo pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy, quả thật khiến mọi người phải rớt cả trong mắt. Điều này quả thực khiến cho người ta cảm giác rất không chân thực. Chẳng lẽ, hắn muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc hoàn chỉnh? Trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ, bỗng nhiên có ý nghĩ này. Nàng ta cảm giác sợ hãi. Cần dũng khí cùng quyết đoán cỡ nào mới dám đi lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Dù là Trường Sinh Đế Tử cũng sẽ không làm như thế.
bởi vì tốn thời gian phí sức, xác suất thành công còn thấp đến đáng sợ. Chỉ cần một cái không tốt, sẽ còn kéo chậm tốc độ tu luyện của mình, dẫn đến chậm hơn người cùng thế hệ. Sau đó một bước sai, thì bước nào cũng sai, cuối cùng hủy hoại tiền đồ, chẳng khác người thường. Đây cũng là nguyên nhân không có mấy người dám lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Đương nhiên, nếu như có thể thành công, thì đây sẽ trở thành việc trước nay chưa từng có. Chiến lực sẽ mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Thậm chí vượt qua cảnh giới thử thách, đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Mà tại sao trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ lại có ý nghĩ này? Đó là bởi vì, vị chủ tế cường đại nhất, thần bí nhất của Trường Sinh đảo cấm kỵ bọn họ. Cũng chính là vị mà không thể tùy tiện đề cập tên thật kia. Cũng chọn đi con đường như thế này. Ngưng tụ 3.000 đại đạo, thành tựu vô thượng chi cảnh. Đương nhiên, có thành công hay không, hiện giờ như thế nào, không ai biết cả. Cho dù là các vị đại lão của Trường Sinh đảo, cũng không thể biết được tình hình của vị đó. Hiện tại, thấy Quân Tiêu Dao cũng muốn đi con đường này. Trường Sinh Thiên Nữ lắc đầu nói, không thể nào, ngươi chắc chắn không thể thành công, ngươi cũng không phải là chủ tế đại nhân. Quân Tiêu Dao không để ý đến Trường Sinh Thiên Nữ đang kinh ngạc đến ngây ngốc kia. Sau khi tiêu hóa xong phủ văn đạo tắc trong đầu lâu thủy tinh, pháp tắc mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được, biến thành 150. 150 đạo pháp tắc, đây quả thật là một cái con số kinh người. Điều quan trọng nhất chính là, Quân Tiêu Dao còn trẻ tuổi như vậy. Hắn cũng chưa trở thành đại đế. Ở cấp chí tôn thất cảnh mà đã lĩnh ngộ được 150 đạo pháp tắc. Đây là việc mà những người khác tuyệt đối không thể làm được. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, chút tiến bộ này vẫn không thể làm hắn vui sướng được. Dù sao so với 3.000 pháp tắc, thì hơn 100 đạo pháp tắc rõ ràng không thể tính là nhiều. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tính là tiến thêm một bước nữa. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Lời này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác phải im lặng. Giờ phút này Trường Sinh Thiên Nữ cũng im lặng, không có lời nào để nói. Nàng không ngờ rằng Quân Tiêu Dao lại đi con đường như vậy. Cùng một con đường với vị chủ tế vĩ đại của Trường Sinh đảo bọn họ. Vấn đề là, vị chủ tế không thể nhắc đến tên thật kia, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đi theo con đường này. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có dũng khí và quyết đoán như vậy. Cho dù là Trường Sinh đế tử mà nàng ta sùng bái nhất, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc đi con đường này, bởi vì đây là chuyện quá khó khăn, không thể làm được. Trái tim Trường Sinh Thiên Nữ bỗng nhiên bị treo lên. Tín ngưỡng trong lòng nàng ta sẽ không thật sự bởi vì Quân Tiêu Dao mà sụp đổ chứ? Quân Tiêu Dao không để ý đến nỗi lòng của Trường Sinh Thiên Nữ đang chuyển biến một cách vô tri vô giác. Sau khi lĩnh ngộ xong phủ văn pháp tắc, Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu tiêu hóa sức mạnh linh hồn của Đế Chi Tàn Hồn. Vốn dĩ nếu Đế Chi Tàn Hồn không ra tay với hắn, có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ không luyện hóa. Dù sao làm người không thể quá tuyệt, lĩnh ngộ pháp tắc đã coi như là thu hoạch rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, trời gây nghiệt thì còn được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tự bản thân nó muốn chết, Quân Tiêu Dao cũng sẽ thành toàn cho Đế Chi Tàn Hồn. Sức mạnh linh hồn băng bạc bị Quân Tiêu Dao luyện hóa, tu vi nguyên thần của hắn cũng nâng lên theo. Nhưng bây giờ nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã là hàng xa cấp, đây đã là đẳng cấp cảnh giới cực cao. Vì thế muốn dựa vào Đế Chi Tàn Hồn vượt qua một nguyên thần đẳng cấp lớn, quả thật có chút không thực tế. Đế Chi Tàn Hồn mặc dù là đại đế chi hồn, nhưng dù sao chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu như là đại đế chi hồn hoàn chỉnh, vậy thì vẫn có thể nâng cao hơn nữa. Nhưng hiện giờ, Đế Chi Tàn Hồn cũng có thể khiến cho nguyên thần tu vi của Quân Tiêu Dao tiến thêm một bước. Theo thời gian dần trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng dần dần luyện hóa Đế Chi Tàn Hồn. Đẳng cấp nguyên thần của hắn cũng đột phá một tiểu cảnh giới, từ hàng sa cấp trung kỳ đến hàng sa cấp hậu kỳ. Cảm thụ được sức mạnh linh hồn mạnh mẽ hùng hồn, sắc mặt Trường Sinh Thiên Nữ lại lần nữa biến đổi. Hàng sa cấp nguyên thần, hơn nữa cảnh giới cực kỳ cao thâm, Trường Sinh Thiên Nữ đều phải bó tay rồi. Từng cơn sóng chấn kinh liên tiếp đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Hàng sa cấp nguyên thần, đây là cảnh giới mà tu sĩ chí tôn thất cảnh có thể đạt tới sao? Những thiên kiều như bọn họ, đẳng cấp nguyên thần phần lớn đều ở cấp vô lượng. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa? Hiện giờ, rốt cuộc Trường Sinh Thiên Nữ cũng phát hiện, ánh mắt trước đó nàng ta dùng để nhìn Quân Tiêu Dao quả thực quá nông cạn. Hoàn toàn không rõ căn cơ của Quân Tiêu Dao, không biết được năng lực của hắn. Không tệ, vùng đất quy khư này quả nhiên là cơ duyên bảo địa. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Vẫn chưa thực sự xâm nhập chỗ sâu vùng đất quy khư, mà đã có được nhiều thu hoạch như vậy. Pháp tắc lĩnh ngộ được 150 cái. Nguyên thần đẳng cấp đạt đến hàng sa cấp hậu kỳ. Hơn nữa đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Quân Tiêu Dao càng ngày càng chờ mong thu hoạch phía sau. Phù văn bí địa không còn gì có thể tìm kiếm nữa. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn Trường Sinh Thiên Nữ một chút, có chút suy nghĩ. Hắn đưa tay ra, ngưng tụ ra pháp tắc thần liên, quấn trên cổ Trường Sinh Thiên Nữ. Đi. Quân Tiêu Dao đưa tay kéo một cái, kéo nàng ta rời đi. Quân Tiêu Dao, ngươi. Trường Sinh Thiên Nữ vô cùng phẫn uất, sợi tóc phất phới, cả người như là xù lông.
hắn coi nàng thành thứ gì rồi? Nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên cơ mà. Bây giờ lại bị Quân Tiêu Dao nắm dây xích dắt đi thế này. Nhưng tu vi nàng ta đã bị Quân Tiêu Dao phong cấm, muốn phản kháng cũng không làm được. Chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng khuất nhục, chờ Trường Sinh Đế Tử giải cứu nàng. Sau khi rời khỏi phù văn bí địa, Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất Quy Khư. Tuy việc lĩnh ngộ pháp tắc đã kết thúc, nhưng hắn không quên mục đích chính của mình. Đó chính là đạt được tiên đạo vật chất. Quân Tiêu Dao thu hoạch được tiên đạo vật chất, cũng không chỉ vì riêng bản thân hắn. Hắn thân bằng hảo hữu, tùy tùng, Hồng Nhan, một đám tự liệt thiên kiêu quân gia. Còn có Quân Đế Đình. Một đám người đều gào khóc đòi ăn, chờ hắn cho ăn. Mặc dù Quân Tiêu Dao không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Nhưng đối với người của mình người, từ trước đến nay Quân Tiêu Dao đều không keo kiệt. Vì thế cần phải có lượng lớn tiên đạo vật chất. Muốn có được tiên đạo vật chất, thì phải đi tìm tiên khanh, sau đó đi đào tiên mạch. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tiếp tục cất bước. Không biết qua bao lâu, Quân Tiêu Dao cảm ứng được khí tức của một sợi tiên đạo vật chất. Dù sao hắn đã từng luyện hóa tiên đạo vật chất, vì thế rất quen thuộc với loại vật này. Hơn nữa nguyên thần tu vi còn tăng lên một chút, cho nên tự nhiên có thể càng dễ dàng cảm ứng được. Ở phía trước, hắn nhìn thấy một hố sâu có đường kính mấy trăm dặm, tựa như là hố thiên thạch. Nhưng cảnh tượng ở trong hố lại khác với những nơi khác ở cùng vùng đất Quy Khư. Sắc màu rực rỡ, có thực vật cổ sinh trưởng, lão dược tỏa hương thơm, tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng so với sự hoang vu tĩnh mịch ngoài kia. Chẳng lẽ là bởi vì ở đây có tiên mạch, nên mới khiến nơi đây khác với những nơi khác? Quân Tiêu Dao nhảy vào trong hố, thần niệm quét ngang như sấm. Trong một khắc, hắn đưa một tay ra, pháp lực mênh mông, trực tiếp khiến mặt đất bị nứt ra. Một đoạn tiên mạch dài hơn 10 dặm màu trắng sữa, bị Quân Tiêu Dao chụp lấy. Đây là tiên mạch hạng 3. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua. Trước đó Côn Hư Tử từng giải thích cho hắn. Tiên mạch chia làm 3 loại, hạng 3, hạng 2, hạng nhất. Lần lượt dài 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Đẳng cấp càng cao, thì luyện ra được càng nhiều tiên đạo vật chất. Năm ngón tay Quân Tiêu Dao vồ lấy, sức mạnh pháp tắc hóa thành hỏa lò. Tiên mạch ở trong đó, cấp tốc chiết xuất, luyện hóa. Đến cuối cùng, tiên mạch dài hơn 10 dặm, biến thành tiên đạo vật chất to bằng đầu người. Chỉ được một chút như vậy thôi sao? Quân Tiêu Dao có chút ngạc nhiên. Xem ra phải cộng tất cả tiên mạch của vùng đất Quy Khư vào chung một chỗ, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của Quân Tiêu Dao. Nếu như chỉ dựa vào một mình ta thì cần lãng phí bao nhiêu thời gian, tìm tới lúc nào? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Lập tức bác bỏ suy nghĩ một mình đi tìm tiên mạch, nhưng cũng không sao. Cứ để những thiên kiêu khác đi đào trước, đến lúc đó lại thân mật, trao đổi với bọn họ là được rồi. Quân Tiêu Dao lại nghĩ ra một cách khác. Sao phải phiền toái tự mình đi tìm như vậy? Trực tiếp nhặt đồ có sẵn không được sao? Đừng nói gì mà trái với quy củ đạo đức. Quy củ đạo đức đều là, do cường giả quy định ra để cho kẻ yếu một tia hy vọng. Hơn nữa ở vùng đất Quy Khư hoàn toàn bị phong bế này, hiển nhiên là không có quy tắc nào cả. Đối với những kiêu tử cửu thiên, ngoại trừ số ít mấy người Côn Hư Tử, những người còn lại, Quân Tiêu Dao thật sự không có chút hảo cảm nào. Cho nên hắn hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Quân Tiêu Dao rời khỏi tiên khanh này, tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc nào đó, thần niệm Quân Tiêu Dao khẽ nhúc nhích. Hắn đã nhận ra, bên trong không gian pháp khí gửi tới tin tức của một viên ngọc giản. Cuối cùng cũng hành động rồi sao? Quân Tiêu Dao nhếch miệng lên cười. Không bao lâu, một tiên ảnh áo xanh bay tới. Chính là Cơ Thanh Y. Quân công tử, không ngờ rằng có thể gặp được công tử ở đây. Cơ Thanh Y áo xanh bồng bềnh, tóc đen xõa ra, mặt che lụa mỏng, như thanh liên tiên tử, di thế độc lập, khí chất không nhiễm bụi bặm. Nàng vừa tới gần, đã lập tức nhìn thấy. Trường Sinh Thiên Nữ đang bị Quân Tiêu Dao dùng pháp tắc thần liên giữ lấy. Trường Sinh Thiên Nữ, Cơ Thanh Y lộ ra sự kinh ngạc. Trường Sinh Thiên Nữ, chính là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên. Nhưng hiện giờ khuôn mặt lại dơ bẩn, đầu tóc lộn xộn, váy trắng đầy những vết bẩn. Nhìn giống như là một bà điên chui ra từ bãi rác vậy. Không còn chút phong thái nào của đệ nhất mỹ nhân cửu thiên cả. Trường Sinh Thiên Nữ gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Chỉ là thân thể mềm mại đang run rẩy kia, cho thấy sự mất bình tĩnh và khuất nhục trong nội tâm nàng. Quân Tiêu Dao muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Rõ ràng là muốn giết người khác. Thủ đoạn hay của Quân công tử. Cơ Thanh Y thu lại ánh mắt, lông mi dài cụp xuống. Trường Sinh Thiên Nữ rơi vào kết cục này, cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối nghịch với Quân Tiêu Dao, căn bản cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Chính bởi vì đạo lý này, Cơ Thanh Y mới có thể bình yên đi đến hiện tại như này. Đúng rồi, Quân công tử, Thanh Y phát hiện một đường hầm đặc thù, không biết công tử có hứng thú đến đó không? Ánh mắt Cơ Thanh Y lấp lánh nói. Đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một vòng dị quang, sau đó gật đầu nói, không vấn đề gì, việc có lợi sao ta có thể không đi được. Quân Tiêu Dao đồng ý cùng Cơ Thanh Y,
đến một đường hầm nào đó ở nơi sâu trong vùng đất Quy Khư. Vùng đất Quy Khư, càng tiến vào chỗ sâu, phạm vi đường hầm càng lớn, càng có khả năng sẽ đào được tiên mạch. Vì thế tất cả thiên kiêu đều nghĩ cách để xâm nhập vào đó. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể bình yên đến đó được. Dù sao thì có rất nhiều các loại vũng bùn quỷ dị, tàn trận, dây leo ma khát máu, lời nguyền cổ. Những thiêu kiêu bình thường, chỉ cần không đề phòng, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Nhưng việc này đối với quân Tiêu Dao không thành vấn đề. Qua một thời gian không quá dài, bọn họ đã đi đến một đường hầm có phạm vi lớn. Đường hầm này, đường kính chừng mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ nơi đây có dấu nhất đẳng tiên mạch? Quân Tiêu Dao kinh ngạc nói. Đi vào trong tìm kiếm là sẽ biết thôi. Cơ Thanh Y mím môi cười một tiếng. Bọn họ trực tiếp bước vào đường hầm. Nhưng cũng không qua bao lâu, Cơ Thanh Y lại ngừng lại. Sao thế? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Cơ Thanh Y không trả lời. Bỗng nhiên, có một luồng ma khí mãnh liệt bốc lên ngập trời, lan nhanh như sương khói, dường như có thể băng diệt tinh vân. Một bóng người điên cuồng xuất hiện, chính là Thiên Đại Ma Vương của Thiên Ma Động, Cổ Thiên Diệt. Trên người hắn ta xuất hiện vô tận ma văn, như vật sống vặn vẹo, nhìn qua vừa mạnh mẽ lại vừa quỷ quyệt. Cổ Thiên Diệt, Cơ Thanh Y, ngươi, Quân Tiêu Dao nhíu mày lại. A, Quân Tiêu Dao, ngươi không ngờ tới đúng không? Người cùng phe với ngươi, cuối cùng lại phản bội ngươi. Cổ Thiên Diệt cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn ta cũng nhìn thấy được Trường Sinh Thiên Nữ, trong mắt bỗng nhiên lộ dị sắc. Vậy mà ngươi lại hàng phục nàng sao? Cổ Thiên Diệt có chút bất ngờ. Nhưng hắn ta xếp hạng thứ 3 trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, còn mạnh hơn cả Trường Sinh Thiên Nữ. Vì thế mặc dù hắn ta kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Thì ra là như vậy, các ngươi đã thông đồng với nhau dụ ta mắc câu. Nhưng Cổ Thiên Diệt, liệu có phải ngươi quá đề cao mình rồi không? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu về một bên, ngữ khí vẫn mang theo sự khinh thường như trước. Ha ha, Quân Tiêu Dao, ngươi vẫn luôn ngang ngược như vậy. Nếu như dùng máu của Thánh Thể Đạo Thai là ngươi để tắm rửa cho ta, hẳn là sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ cho thiên ma thể của ta. Trong mắt Cổ Thiên Diệt mang theo một vòng ma tính, đồng thời cũng có một loại cảm giác thong dong. Thật lắm lời. Quân Tiêu Dao lắc đầu. Hừ, hãy mau chịu chết. Không nói nhiều nữa, Cổ Thiên Diệt trực tiếp ra tay. Thân là tồn tại thứ 3 trong Cửu Thiên Long Phượng bảng, thực lực của Cổ Thiên Diệt mạnh hơn so với Trường Sinh Thiên Nữ. Năm móng vuốt của hắn ta nhô ra, mò về phía Quân Tiêu Dao, hư không tràn ngập ma khí, phù văn lấp lóe. Một móng vuốt to lớn đen nhánh xuất hiện, xé rách hư không, chấn áp hướng về phía Quân Tiêu Dao. Thân là thiên ma thể, chiêu thức của Cổ Thiên Diệt đều có khuynh hướng tàn nhẫn bá đạo, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Dưới móng vuốt này, thiên kiêu bình thường nhục thân đều sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Còn Quân Tiêu Dao, chỉ là trong nháy mắt. Nhục thể của hắn, chính là đế binh mạnh nhất. Thậm chí, sau này nói không chừng nhục thân của Quân Tiêu Dao còn có thể chứng đế trước một bước. Đó chính là nhục thân thành đế. Nhục thân đạt đến đế cảnh. Hiện tại mặc dù Quân Tiêu Dao vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó. Nhưng hiện tại bảo khu của hắn, đã không phải là thứ mà tu sĩ chí tôn thất cảnh có thể tùy ý phá hư. Leng keng. Trong hư không truyền đến âm thanh kim loại giao kích. Trong nháy mắt Quân Tiêu Dao đánh nát ma chảo. Sau đó cất bước, dưới chân giống như có một con côn bằng bay lên không. Côn bằng, loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bằng do loài cá côn hóa thành. Hắn dường như chớp hiện, xuất hiện trước người Cổ Thiên Diệt. Hai tay luân chuyển mà ra. Một tay khống chế sự sống, một tay khống chế cái chết. Sinh tử dường như đang luân chuyển giữa hai tay của hắn, so với chiêu thức của Cổ Thiên Diệt càng thêm bá đạo vô biên. Rõ ràng là chư thiên sinh tử luân. Quân Tiêu Dao rất ít thi triển một chiêu này. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không mạnh. Hắn tìm hiểu pháp tắc sinh tử, thi triển ra chiêu thức này, uy năng càng kinh khủng cường tuyệt. Tựa như một vị vô thượng quân vương chúa tể sinh tử. Sống chết của Cổ Thiên Diệt đều nằm ở một ý niệm của hắn. Chuyện này, Cổ Thiên Diệt cảm thấy rùng mình. Thực lực của Quân Tiêu Dao mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ Thiên Diệt tập trung tâm thần, hai tay bóp một cái ấn kết cực kỳ phức tạp. Đồng thời trong miệng thì thào nói nhỏ, đọc lên ma văn, như là thiên ma nỉ non. Sau đó hắn ta một ấn oanh ra, dường như có một hư ảnh thiên ma cổ lão xuất hiện, gầm thét vang trời đất, lao về phía Quân Tiêu Dao. Đó là thiên ma tử ấn, một loại thần thông bí thuật chuyên thuộc về thiên ma thể, cường đại vô biên. Nghe đồn nếu bị ấn này đánh trúng, nhục thân cường đại tới đâu, đều sẽ hóa thành một bãi nước bẩn. Mà Quân Tiêu Dao thấy thế, vẫn đơn giản đánh ra một quyền oanh kích. Muốn chết. Nhìn đến đây, Cổ Thiên Diệt cười lạnh. Thiên ma tử ấn, chuyên khắc nhục thân, có thể ăn mòn hết thảy. Tây Thiên Giáo trước kia có Kim Thân La Hán, bị thiên ma đánh lén, nhục thân đều là mục nát. Cho dù có được bất diệt Kim Thân, cũng giống như thế, khó mà tránh khỏi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh. Khí huyết trên thân ngút trời, như một huyết sắc đại long. Tinh khí thần của Thánh Thể Đạo Thai giống như đang thiêu đốt, hóa thành từng tầng lửa đỏ.
khả năng ăn mòn của thiên ma tử ấn này hoàn toàn không tiếp cận được cơ thể hắn. Tại sao lại như vậy? Cổ Thiên Diệt ngẩn ngơ. Đây chính là pháp môn chuyên khắc nhục thân, ngay cả Tây Thiên giáo Bất Diệt Kim Thân cũng đều có thể ăn mòn. Kết quả Quân Tiêu Dao dùng nhục thân đối kháng, vậy mà lông tóc không bị thương. Nhục thể của ta cường đại đến mức không rơi vào luân hồi, dựa vào một chiêu này của ngươi mà muốn ăn mòn nhục thể của ta, thật nực cười. Quân Tiêu Dao mang theo ý đùa cợt. Chớ đắc ý. Cổ Thiên Diệt hét dài một tiếng. Lời kêu gọi của thiên ma. Hắn ta đánh một quyền về phía hư không. Hư không của phía bên đó đều vỡ vụn, có ánh sáng tím tràn ngập. Bất chợt, vô số thiên ma từ đó lướt ra ầm ầm. Đó là một loại sinh linh đặc thù, lấy linh hồn nguyên thần vạn linh làm thức ăn. Nghe đồn thiên ma vương mạnh nhất, thậm chí có thể trở thành Phật Đà Tâm Ma. Mà thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt, ở một trình độ nào đó, hoàn toàn có liên quan đến thiên ma nhất tộc, có thể triệu hoán bọn chúng. Có chút thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Quân Tiêu Dao một trưởng oanh kích ra. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Trong hư không, tầng tầng lớp lớp vực sâu nổi lên, mang theo lực hút mạnh mẽ. Những thiên ma vừa được triệu hoán ra kia, lại trực tiếp bị trục xuất vào trong không gian vô định. Cổ Thiên Diệt, triệu hoán được chỉ là sự tịch mịch, mẹ kiếp. Tâm thái Cổ Thiên Diệt như muốn sụp đổ, hắn ta nhịn không được nói tục. Ngươi có thể cho ta chút thể diện hay không? Dù sao ta cũng là thiên ma thể, không thể để cho ta thể hiện chút bản lĩnh của mình hay sao? Quân Tiêu Dao tất nhiên sẽ không cho Cổ Thiên Diệt có cơ hội này. Chân hắn đạp côn bằng cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện trước người Cổ Thiên Diệt. Một vô trung ấn oanh kích ra, trong nháy mắt đánh bay Cổ Thiên Diệt, máu tươi cuồng thổ, xương cốt nửa người như muốn vỡ vụn. Không ai ngờ rằng, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt xếp hạng thứ 3 trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, lại dễ dàng thua trong tay Quân Tiêu Dao như vậy. Trường Sinh Thiên Nữ ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực của Cổ Thiên Diệt còn mạnh hơn nàng, nhưng hiện giờ lại bị đánh như chó vậy. Thanh Y, mau tế ra thiên ma đồ lạc ấn. Cổ Thiên Diệt quát lên. Ánh mắt Cơ Thanh Y lóe lên, sau đó bàn tay cô ấy giống như là cánh bướm. Một đạo đồ hư ảo, lập tức xuất hiện. Đón gió căng phồng lên, che đậy tinh khung. Phía trên đạo đồ đó, tiên ma loạn vũ. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Có cảnh quần tiên phi thăng, cũng có quần ma gào thét địa ngục. Sức mạnh tiên ma lưu chuyển, chấn phong thiên địa. Rõ ràng là tiên ma động thiên tiên khí, tiên ma đồ. Đương nhiên, đây không phải tiên ma đồ bản thể, chẳng qua là một lạc ấn tiên khí mà thôi. Nhưng cho dù là một lạc ấn tiên khí, thì sức mạnh của nó cũng rất kinh khủng. Sức mạnh mênh mông đó có thể chấn tiên phong ma. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Cơ Thanh Y. Nàng làm thật sao? Thanh Y, chúng ta hợp lực thôi động tiên ma đồ, chấn áp Quân Tiêu Dao. Cố Thiên Diệt dứt lời. Những ma văn quỷ dị trên người hắn ta, bắt đầu chuyển động như vật sống. Một nguồn sức mạnh kinh khủng bị hắn ta quán trú vào trong thiên ma đồ lạc ấn. Đây là sức mạnh thiên ma chỉ có thiên ma thể mới có được. Mà Cơ Thanh Y vỗ tay một cái, một sức mạnh sáng chói cũng quán trú tiến vào trong đó. Đó là sức mạnh thiên tiên thể của Cơ Thanh Y, thể chất mạnh khác nhau, có thể khống chế sức mạnh khác nhau. Ví dụ như sức mạnh hỗn độn của hỗn độn thể, sức mạnh hồng mông của hồng mông đạo thể, vân vân. Mà hiện tại, cho dù là sức mạnh thiên ma của Cố Thiên Diệt hay là sức mạnh thiên tiên của Cơ Thanh Y, đều vô cùng cường đại và mang sức mạnh thuộc tính đặc thù. Hai sức mạnh hoàn toàn tương phản, đồng thời quán trú tiến vào trong lạc ấn tiên ma đồ. Tiên ma đồ lạc ấn kia được khôi phục, bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng, tản ra sức mạnh của một sợi tiên khí. Ồ, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu về một bên. Giờ phút này hai người đồng thời thôi động tiên ma đồ, chấn áp đánh tới. Thật sự là cũng có chút dáng vẻ. Quân Tiêu Dao nhìn Cơ Thanh Y một chút. Nàng đây là gặp dịp thì chơi. Hay thật sự vẫn muốn cùng Cố Thiên Diệt chấn áp mình? Chẳng lẽ là kế trong kế sao? Nếu là như vậy, thì kế hoạch của Cơ Thanh Y có chút quá sâu rồi. Khiến cho người khác không thể đoán được ý đồ thật sự của nàng là gì. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao cũng không đáng kể. Cơ Thanh Y là thật tâm hợp tác cũng tốt, giả ý lừa gạt cũng được, cũng không sao cả. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng sẽ không còn là âm mưu nữa. Nếu như Cơ Thanh Y thật sự là kế trong kế, ngay cả hắn cũng tính cả vào trong đó. Vậy thì Quân Tiêu Dao chắc chắn cũng sẽ khiến nàng hiểu rõ một điều, trêu chọc hắn sẽ có hậu quả gì. Quân Tiêu Dao đưa tay ra. Một vòng kiếm mang sáng chói chiếu rọi chư thiên xuất hiện. Chính là Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai sau khi trải qua thuế biến đã đạt đến đế binh cấp. Giờ khắc này ở trong tay Quân Tiêu Dao, tách ra Trảm Thiên Tuyệt Địa Phong Mang. Pháp tắc thần năng mênh mông của Quân Tiêu Dao quán chú tiến vào trong Đại La Kiếm Thai. Đường vân phi tiên phía trên, theo thứ tự được thắp sáng. Quân Tiêu Dao một kiếm xuất ra. Sát Na Phương Hoa, Như Thị Ngã Trảm. Hai thức kiếm chiêu tuyệt cường, được hắn dung hợp vào trong một kiếm. Nhanh đến mức dường như khiến thời gian, không gian ngưng trệ.
kiếm mang sáng chói đó, trực tiếp xé rách thiên ma đồ lạc ấn, quét ngang hướng về phía Cố Thiên Diệt và Cơ Thanh Y. Sao có thể? Cố Thiên Diệt sợ ngây người. Hai người bọn họ, kiệt lực thôi động thiên ma đồ lạc ấn, vậy mà ngăn không được một kiếm của Quân Tiêu Dao. Nếu như là tiên khí thiên ma đồ thực thụ, vậy thật sự có hơi phiền toái. Nhưng chẳng qua chỉ là một đạo tiên khí lạc ấn, mà lại muốn ngăn trở Đại La Kiếm Thai, đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu. Thậm chí ngay cả loạn cổ búa hắn cũng chưa tế ra. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cố Thiên Diệt và Cơ Thanh Y hai người đồng thời bị đánh bay. Cố Thiên Diệt vốn đã bị thương, giờ phút này càng bị trọng thương. Cơ Thanh Y tốt hơn một chút, nàng đã sớm lui về phía sau một khoảng cách. Còn có Di Ngôn sao? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Cố Thiên Diệt nói. Ở bên ngoài, muốn giết Cố Thiên Diệt thật sự là có chút phiền phức, sẽ có người ngăn cản. Nhưng nơi này chính là vùng đất Quy Khư, một cái hộp đen hoàn toàn phong bế. Cũng là bãi săn tốt nhất. Quân Tiêu Dao cũng không ngại, săn giết kiêu tử cửu thiên ở chỗ này, làm suy yếu sức mạnh cấm khu. Dù sao những thiên kiêu này, tương lai đều là trụ cột cấm khu. Hiện tại giết được một kẻ. Sau này tiên vực có thể chết ít một nhóm người lớn. A, Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận, ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta. Nhưng người muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Cố Thiên Diệt bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhuốm máu rét lạnh. Cho dù là tình cảnh như hiện tại, hắn ta cũng không bối rối chút nào, dường như vẫn còn có át chủ bài. Đúng lúc này, cả đường hầm bỗng nhiên bắt đầu rung động. Vô số phù văn màu đen xen lẫn, bao phủ phong bế toàn bộ đường hầm. Một bí lực trận pháp hùng hồn đang lưu chuyển, khí tức cường hãn đang cuộn trào. Trong khi hắc vụ tản mắt ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh thiên thủ ma la vô cùng khủng bố. Thiên thủ ngàn cánh tay, ba cái đầu đều là phẫn uất ai oán. Nhìn qua giống như là minh vương trong lửa vậy. Quân Tiêu Dao dậm chân lên mặt đất, thản nhiên nói, ra đi, không cần trốn nữa. Ha ha, Quân Tiêu Dao, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bên trong hắc vụ tràn ngập xuất hiện ba bóng người. Trong đó một người, một thân áo bào đen, dung mạo khô gầy, da thịt thanh bạch, tựa như người chết, vô cùng quỷ quyệt. Chính là Thi Thiên Tử, một trong ba thiên tử của địa phủ. Khi ở vương quốc bị lãng quên, Quân Tiêu Dao đã từng chạm trán với Thi Thiên Tử. Nhưng chẳng qua đó chỉ là một cỗ thi thể mà hắn ta điều khiển mà thôi. Còn bây giờ là bản tôn của Thi Thiên Tử. Quân Tiêu Dao, ngươi không ngờ rằng ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Khi ở vương quốc bị lãng quên, ta cũng đã nói, thi ngục điện ta chắc phải có được thánh thể đạo thai của ngươi. Ánh mắt Thi Thiên Tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo một loại lửa nóng. Đó là ánh mắt như đang nhìn một món bảo vật tuyệt thế vậy. Có thể nói, đối với bọn họ, giá trị bản thân của Quân Tiêu Dao thậm chí còn hiếm có hơn cả vật chất tiên đạo ở đây. Dù sao thể chất thánh thể đạo thai này, xưa nay mấy người có thể có được. Hơn nữa một khi có được, vậy cũng là tồn tại đứng tại kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại, nhân vật cấp đại lão. Cũng không người mà địa phủ bọn họ muốn trấn áp là có thể trấn áp. Giống với Vô Trung đại đế. Thử hỏi địa phủ dám trêu chọc Vô Trung, lấy máu thánh thể đạo thai của ông ta sao? Căn bản họ cũng không dám. Đương nhiên, cũng không thể nói là địa phủ yếu. Chỉ là muốn thu lấy thánh thể đạo thai, phải bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí có thể phải hy sinh mấy vị đại lão. Mà bây giờ, không cần phải trả giá quá nhiều mà có thể đạt được thánh thể đạo thai. Cũng khó trách bọn người Thi Thiên Tử hưng phấn như vậy. Hơn nữa sau khi kết thúc, còn có thể giá họa cho Cửu Thiên Cấm Khu. Bởi vì bên trong vùng đất Quy Khư, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cũng không cảm ứng được tình hình hiện giờ của thánh thể đạo thai thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn về phía hai người bên cạnh Thi Thiên Tử. Hai vị này, chắc hẳn chính là Minh Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử của địa phủ rồi. Các ngươi, quả nhiên đến rất đông đủ. Thi Thiên Tử, Quỷ Thiên Tử, Minh Thiên Tử, chính là tam đại thiên tử tiếng tăm lừng lẫy địa phủ. Đương nhiên, không có nghĩa là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi địa phủ, chỉ có tam đại thiên tử này. Dù sao địa phủ có khoảng chừng thập điện, nhân số đông đảo, căn cơ cực sâu, thiên kiêu cũng không ít. Chỉ là ba thiên tử này, thực lực đột xuất, là một nhóm người đứng đầu. Luận địa vị, trong địa phủ, tương đương với vị trí thập đại tự liệt quân gia. Quân Tiêu Dao, ngươi và Minh Vương nhất mạch có nhiều xung đột, hiện tại cũng tốt, trực tiếp diệt trừ ngươi. Mặc dù ngươi còn có hỗn độn thân, nhưng thiếu đi thánh thể đạo thai thân, chắc hẳn cũng sẽ tạo thành tổn thất chí mạng đối với thực lực thiên phú của ngươi. Minh Thiên Tử, thân mang chiến giáp đen như mực, được chế tạo thành tử cừu U Minh Thiết. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cũng mang theo lãnh ý cực độ. Minh Vương nhất mạch, từ Hoang Thiên Tiên vực bất hủ chiến bắt đầu, liền kết thù kết oán với quân gia. Quân Tiêu Dao cũng chém giết quá nhiều thiên kiêu Minh Vương nhất mạch. Vì thế hận thù càng khắc sâu. Mà Minh Vương nhất mạch, thực ra chính là Minh Vương Điện, một trong thập điện của địa phủ. Minh Vương nhất mạch tôn sùng vị Minh Vương cụt một tay kia, chính là một đại lão siêu cấp địa phủ.
Minh Vương Điện cũng coi như là xếp thứ hạng gần đứng đầu trong địa phủ thập điện. Mà vị còn lại quỷ thiên tử, người mặc áo bào đen có chút rách dưới, bóng người hư hư thực thực, giống như quỷ hồn, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hắn ta đến từ U Hồn Điện, một trong địa phủ thập điện. Nếu như nói thi ngục điện nơi ở của thi thiên tử, chuyên môn nghiên cứu các loại tử thi, nhục thân, huyết mạch, thì U Hồn Điện chính là chuyên môn nghiên cứu các loại linh hồn, nguyên thần chi pháp. Có thể nói, U Hồn Điện và thi ngục điện xem như là tồn tại khét tiếng nhất trong địa phủ thập điện. Thi ngục điện chuyên môn đào thi, đào mộ, tìm ra bảo vật của những thân thể mạnh mẽ đó. U Hồn Điện thì chuyên môn rút ra những đặc thù nguyên thần, làm các loại thí nghiệm. Quân Tiêu Dao, U Hồn Điện ta cảm thấy rất hứng thú với tam thế nguyên thần của ngươi, nói không chừng có thể từ đó nghiên cứu ra sự huyền bí của tam thế luân chuyển. Quỷ Thiên Tử phát ra tiếng cười hắc hắc, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cũng giống như là đang nhìn bảo vật tuyệt thế. Hiện giờ tam thiên tử của địa phủ cùng nhau xuất hiện. Minh Vương Điện, Minh Thiên Tử, Thi Ngục Điện, Thi Thiên Tử, U Hồn Điện, Quỷ Thiên Tử. Có thể nói, bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào, đối mặt với tam thiên tử địa phủ, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng. Dù sao địa phủ, chính là một đại danh từ kinh khủng, tuyệt vọng. Chỉ cần bị địa phủ để mắt tới, cũng rất ít có thể kết thúc yên lành. Mà Quân Tiêu Dao, sắc mặt không có chút thay đổi nào, hắn vẫn như cũ thong dong nói. Các ngươi vì trấn áp ta, mà quá lãng phí công phu rồi. Quân Tiêu Dao nhìn quanh đại trận bao trùm toàn bộ đường hầm. Ma La nhìn tay đó giống như là thái cổ ma nhạc, khiến cho hắn cảm thấy một tia áp bách. À, vì trấn sát ngươi, không có gì là làm quá cả. Đầu tiên là liên hệ cổ thiên diện, để hắn ta dùng cơ thanh y làm mồi dẫn, đưa ngươi đến nơi đây. Mà chúng ta đã sớm bày ra vãng sinh Ma La trận ở đường hầm này rồi, đây chính là một trong sát trận mạnh nhất của phủ chúng ta. Mặc dù hiện giờ chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng đối phó với ngươi, cũng đủ rồi. Cộng thêm sức mạnh của ba thiên tử bọn ta, còn có cổ thiên diệt và cơ thanh y phụ trợ. Trừ phi ngươi là thần, còn không thì sao có còn đường sống? Thi thiên tử thong dong bình tĩnh nói. Dù sao hiện tại, Quân Tiêu Dao đã là thú bị nhốt trong lồng. Thưởng thức một chút sự tuyệt vọng của hắn, cũng không tệ. Nhưng điều khiến thi thiên tử phải cau mày là, từ trên mặt Quân Tiêu Dao hẳn không nhìn thấy chút tuyệt vọng nào cả. Thậm chí ngay cả một chút xíu bối rối cũng không có. Quân Tiêu Dao, bây giờ mà ngươi còn giả vờ bình tĩnh sao? Mặc dù ta không đối phó được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chết, vậy sự khuất nhục chiến bại của ta đều không tồn tại. Trong mắt cổ thiên diện, tràn ngập sát ý nồng đậm. Chỉ có xóa bỏ Quân Tiêu Dao, sự khuất nhục của hắn ta lúc này mới có thể biến mất được. Nếu các ngươi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, vậy thì tới đi, đừng nói Quân Mỗ không cho các ngươi cơ hội. Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, thể hiện rõ khí độ. Lúc này vẫn còn giả bộ sao? Trong lòng tam đại thiên tử đều là có một tia khó chịu. Bọn họ cùng đồng thời xuất thủ, tu vi bàng bạc chấn động nơi đây. Phải biết rằng, lần này không chỉ có ba người bọn họ liên thủ, còn có vãng sinh Ma La trận gia trì. Đây chính là sát trận khủng bố không truyền ra ngoài của địa phủ. Mặc dù hiện giờ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực của nó đối với tu sĩ chí tôn thất cảnh, vẫn có năng lực chí mạng. Minh Vương bất động quyền. Minh thiên tử vừa bắt đầu đã dùng cường chiêu. Dường như có hư ảnh của một vị minh vương xuất hiện sau lưng hắn, theo hắn ra quyền. Quyền phong bành trướng, rung động thiên địa. Đường hầm này đều bắt đầu băng liệt. Quỷ thiên tử thì thi triển nguyên thần bí pháp, một cỗ ba động linh hồn khủng bố, từ chỗ mi tâm lan ra mãnh liệt. Đó là diệt thế hồn sóng của U Hồn Điện, có thể tạo thành tổn thương to lớn cho nguyên thần của con người. Về phần thi thiên tử, thì là tế ra một ngụm hắc quan. Quan tài mở ra, một quái vật toàn thân mọc đầy tóc đỏ, từ đó đánh giết xông ra. Quái vật kia, toàn thân là bộ lông màu đỏ ngòm, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là hình người, mang theo sát ý kinh khủng. Khi thấy thi thiên tử tế ra quái vật lông đỏ, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. Thái cổ thánh thể ách nạn, chia làm hai loại. Một loại là gông xiềng từ trên trời rơi xuống, một loại là thánh thể nguyền rủa. Mà nghe đồn, kết cục cuối cùng của thánh thể đều rất khó kết thúc yên lành, cũng là bởi vì nguyên nhân có lời nguyền kinh khủng. Lời nguyền rủa đó khiến thánh thể điên dại, mất lý trí, cuối cùng biến thành tồn tại quái vật, chỉ biết đến giết chóc. Hiện giờ, nhìn thấy quái vật lông đỏ này. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim, Quân Tiêu Dao hoàn toàn kết luận. Địa phủ, chính là một trong những nơi chế tạo thánh thể nguyền rủa, mà một kẻ hợp tác khác, chính là Trường Sinh Đảo. Địa phủ nhằm vào thánh thể, còn có thể thông cảm được. Có thể là bởi vì thèm nhỏ dãi thân thể thánh thể và thánh thể chi huyết. Dù sao địa phủ cũng đang sưu tập vạn linh chân huyết, dường như là đang có âm mưu to lớn nào đó. Nhưng, Trường Sinh Đảo nhằm vào thánh thể nhất mạch là vì cái gì? Nguyên nhân này, rất có thể liên quan đến một bí mật lớn. Nhưng Quân Tiêu Dao cho rằng, muốn biết bí mật này, chỉ sợ rằng cần phải tìm đáp án từ một người.
chính là vị chủ tế thần bí của Trường Sinh Đảo kia, mà lại rất có thể là vị chủ tế đầu tiên. Trong đầu Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là một sát na mà thôi. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, thi triển khai thiên thần ma quyền, va chạm với Minh Vương bất động quyền của Minh Thiên Tử. Sau đó, tam thế nguyên thần trong đầu vận chuyển, sức mạnh thần hồn mênh mông mãnh liệt, lập tức phá vỡ diệt thế hồn ba của Quỷ Thiên Tử, thậm chí trái lại, khiến cho nguyên thần bị thương tích. Tu vi nguyên thần của ngươi, đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Quỷ Thiên Tử sợ hãi nói. Sức mạnh nguyên thần đó, quá mức kinh khủng. Nếu như sức mạnh nguyên thần của Quỷ Thiên Tử là một dòng sông mênh mông cuộn trào, vậy thì sức mạnh nguyên thần giờ khắc này của Quân Tiêu Dao chính là đại dương mênh mông vô tận. Dòng sông dù có mãnh liệt như thế nào chăng nữa, khi hòa vào trong biển rộng cũng sẽ không còn bọt nước. Một khắc sau đó, Quân Tiêu Dao cầm trong tay Đại La Kiếm Thai, trực tiếp chém về phía quái vật lông đỏ kia. Điều nằm ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao chính là lại có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thi Ngục Điện, am hiểu luyện thi, dùng các loại tiên kim dung nhập vào bên trong thi thể, luyện thành tồn tại thần binh lợi khí. Nhưng cho dù như thế nào, lần đầu giao phong, Quân Tiêu Dao tùy ý xuất thủ, lấy một địch ba, không hề thua kém một chút nào. Tam Thiên Tử Địa Phủ cũng không ngờ lại có kết quả này. Trong tưởng tượng của bọn họ, Quân Tiêu Dao phải bị chấn sát một cách tàn khốc mới đúng. Hàng xa cấp nguyên thần, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, rốt cục là hắn đã tu luyện như thế nào, tam thế nguyên thần cũng không thể nghịch thiên như vậy chứ. Quỷ Thiên Tử vô cùng ngạc nhiên, chán như muốn vỡ ra. Gã cũng không dám tùy tiện dùng sức mạnh linh hồn để va chạm với Quân Tiêu Dao. Vậy thì rõ ràng chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chấn định, hắn đã là thú bị nhốt trong lồng, cho dù như thế nào cũng không lật được trời. Thi Thiên Tử nói, kế hoạch lần này, vô cùng tường tận. Hắn ta nhất định phải đạt được thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao. Đối với Thi Ngục Điện, thứ này là bảo vật vô thượng. Ngày sau rất có thể sẽ tế luyện ra một tôn chiến thi vô địch. Huyết dịch của Quân Tiêu Dao cũng có thể mang đi nghiên cứu, dung hợp vạn linh chân huyết, tiến hành thí nghiệm. Nói tóm lại, toàn thân Quân Tiêu Dao đều là bảo vật. Hành động lần này của bọn họ, nhất định phải đạt được thắng lợi. Thú bị nhốt trong lồng. A, thú bị nhốt thực sự, rốt cuộc là ai? Quân Tiêu Dao cười cười. Chưa tới thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa phân biệt được ai là thợ săn, ai là con mồi. Giết! Ba người lại lần nữa ra tay, thi triển cực chiêu của riêng mình. Mà một bên, nhục thân Cổ Thiên Diệt giống như là một cái lò lửa lớn tràn đầy, khí huyết tuần hoàn. Thương thế trên người hắn ta cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Dù sao cũng là kẻ xếp thứ ba trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, hơn nữa trong người còn mang thiên ma thể, Cổ Thiên Diệt vẫn còn khả năng chống cự. Thanh Y, chờ một lát nữa chúng ta cùng Tam Thiên Tử đồng loạt ra tay, lại mượn nhờ đại trận nơi đây, hoàn toàn chấn sát Quân Tiêu Dao. Cổ Thiên Diệt nói, Quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma của hắn ta, nhất định phải diệt trừ. Cơ Thanh Y không nói gì, khẽ gật đầu. Chỉ là chỗ sâu trong đồng mắt, đang lóe lên, tựa như đang suy tư điều gì. Bên này, Tam Thiên Tử thôi động toàn lực, cùng Quân Tiêu Dao chiến một trận. Quân Tiêu Dao vẫn đi bộ nhàn nhã như cũ, một trưởng, một kiếm, uy lực tuyệt tục, mà sắc mặt Tam Thiên Tử cũng ngày càng khó coi hơn. Bọn họ thân là một nhóm yêu nghiệt đứng đầu địa phủ. Đừng nói ba người cùng ra tay, dù chỉ một người cũng đủ đứng trên đỉnh cao rồi. Kết quả hiện tại, ba người liên thủ, thậm chí đều không thể bức ra thực lực thực sự của Quân Tiêu Dao. Chuyện này thực sự có chút gian lận rồi. Dùng trận pháp áp chế, Thi Thiên Tử nói. Chẳng biết tại sao, cho dù là đã có rất nhiều thủ đoạn, trong lòng hắn ta vẫn sinh ra một cảm giác hơi bất an. Vì thế hắn ta cũng không muốn trì hoãn. Quỷ Thiên Tử và Minh Thiên Tử thấy thế, cũng khẽ gật đầu. Bất chợt, địa phủ Tam Thiên Tử, đồng thời dùng thần năng quán chú tiến vào trong Vãng Sinh Ma La trận. Đây chính là sát trận bí truyền kinh khủng của địa phủ. Nghe đồn Vãng Sinh Ma La trận hoàn chỉnh thực sự, uy lực không hề yếu hơn so với mấy đại sát trận thái cổ. Thậm chí có uy năng thí đế kinh khủng. Hiện giờ, dựa vào thủ đoạn của Tam Thiên Tử địa phủ, chắc chắn là không thể bố trí được Vãng Sinh Ma La trận hoàn chỉnh trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, cũng không có điều kiện làm như vậy. Nhưng phiên bản Vãng Sinh Ma La trận đơn giản hóa, cũng đủ để đối phó tồn tại dưới đạo tôn rồi. Cùng với sự thôi động của Tam Thiên Tử. Nhưng ở trung tâm của Vãng Sinh Ma La trận, hình dáng của Thiên Thủ Ma La dần dần ngưng thực. Một cỗ áp lực kinh khủng mênh mông, cũng dần dần nổi lên. Thậm chí, còn sắp muốn đột phá gông xiềng huyền tôn. Có được một chút uy thế của tạo hóa thần tôn. Quân Tiêu Dao, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Thi Thiên Tử quát lạnh nói. Đây chính là nguồn gốc lòng tin của các ngươi sao? Nhìn bóng dáng cao tới mấy ngàn trượng, như là thái cổ ma thần kia, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Quân Tiêu Dao, ta biết ngươi vẫn còn có thủ đoạn át chủ bài, chính là thần linh pháp thân dùng sức mạnh tín ngưỡng thúc dục. Nhưng ta biết, chắc chắn bây giờ ngươi sẽ không sử dụng. Thôi động pháp thân đó,
cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Mà ngươi cũng biết rõ rằng, tiếp sau đây, cửu thiên cấm khu, sẽ nảy sinh náo động lớn. Nếu như không có thần linh pháp thân, ngay cả tư cách tham chiến ngươi đều không có. Hơn nữa trải qua cuộc chiến ách họa, thần linh pháp thân của ngươi, muốn góp nhặt đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng, cũng rất khó khăn. Vì thế ta kết luận, cho dù thánh thể đạo thai của ngươi vẫn lạc, ngươi cũng sẽ không vận dụng thần linh pháp thân. Chí ít, ngươi còn có một cái hỗn độn thân. Thi Thiên Tử nói từng câu một. Quân Tiêu Dao nhìn Thi Thiên Tử một chút. Không ngờ rằng ngay cả điều quan trọng nhất hắn ta cũng nghĩ đến rồi. Quân Tiêu Dao không khỏi mang theo một tia tán thưởng nói, không tệ, vốn dĩ trong lòng ta, trí thông minh của các ngươi đều là số âm. Hiện tại xem ra, trí thông minh của các ngươi hẳn là không, là ta xem thường các ngươi. Quân Tiêu Dao khiến cho Tam Thiên Tử đều sững sờ. Ngươi có chút lễ phép nào sao? Mẹ kiếp, đây là ngươi đang khen người khác hay khinh thường người khác vậy? Sao nghe lại có chút loạn vậy? Quân Tiêu Dao, miệng lưỡi của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc mặt Thi Thiên Tử âm trầm. Các ngươi đoán đúng rồi, quả thật là ta sẽ không vận dụng thần linh pháp thân. Đó là lễ vật chuẩn bị cho một vài đại lão, tạp ngư như các ngươi còn chưa có tư cách để ta dùng đến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lời Quân Tiêu Dao vừa rơi xuống, toàn thân như thiêu đốt, dâng lên một tầng thần diễm. Đó là chí tôn thần huyết trong cơ thể Quân Tiêu Dao đang thiêu đốt, sôi trào. Chí tôn thuật thứ tư gia trì. Khí thể của Quân Tiêu Dao tăng vọt mấy lần, giống như thần diễm bao quanh vô thượng thần vương. Sau đó, Quân Tiêu Dao đưa tay ra, từng đạo pháp tắc nổi lên. Pháp tắc của thiên kiêu bình thường là một đạo, hai đạo. Chín đạo pháp tắc liền có thể xưng là cực cảnh chí tôn. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao vừa đưa tay ra, hơn 150 pháp tắc xuất hiện. Mỗi một đạo pháp tắc lại có màu sắc khác nhau, giống như từng chuỗi thần liên được bắn ra vậy. Đây không tính là chiêu thức thần thông gì, mà là vận dụng cụ thể pháp tắc. Quân Tiêu Dao ngưng tụ nó thành thần liên, dùng phương thức trực tiếp và thô bạo nhất tế ra. Đó là pháp tắc sao? Làm sao có thể, hơn 100 đạo pháp tắc. Khi Quân Tiêu Dao tế ra 150 đạo pháp tắc, Tam Thiên Tử địa phủ, ai nấy đều choáng váng. Không chỉ có bọn họ, Cổ Thiên Diệt cũng ngây ngốc. Đây là người sao? Dù là tâm cơ thâm trầm như Cơ Thanh Y, trong đồng tử cũng gợn sóng. Nàng có thể xác định, trước đó Quân Tiêu Dao vẫn chưa lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy. Chắc hẳn là mới lĩnh ngộ được ở trong vùng đất Quy Khư. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà số lượng pháp tắc của Quân Tiêu Dao đã tăng lên nhiều như vậy rồi. Sự kính sợ của Cơ Thanh Y đối với Quân Tiêu Dao lại tăng lên một phần. Rầm rầm, trọn vẹn 150 đạo pháp tắc, ngưng kết ra 150 đầu pháp tắc thần liên, trực tiếp quấn quanh thiên thủ ma la kia. Cái này tựa như là gông xiềng kiên cố nhất, lại giống như là sự trừng phạt của trời xanh. Xiềng xích từng tầng quấn quanh trên thân thiên thủ ma la. Thiên thủ ma la gào thét, thực lực bộc phát, hơn ngàn cánh tay đồng thời đánh ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng hơn 100 pháp tắc thần liên, gắt gao giam cầm nó. Mỗi một đạo pháp tắc đều nguyên thủy nhất, cường đại nhất giữa thiên địa. Diệt. Một chữ của Quân Tiêu Dao rơi xuống, tất cả pháp tắc thần liên, cùng nhau tỏa ánh sáng, sức mạnh kinh khủng truyền đến trên thân thiên thủ ma la. Bộc phát ba động hủy diệt. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tại trung tâm vãng sinh ma la trận, thiên thủ ma la trực tiếp bị hủy diệt. Bắt đầu đánh dấu thái cổ thánh thể Tam Thiên Tử địa phủ giờ phút này đều ngây ngốc. Quân Tiêu Dao tế ra hơn 100 đạo pháp tắc, trực tiếp thay đổi nhận biết của bọn họ. 9 đạo pháp tắc là cực cảnh chí tôn. Vậy hơn 100 đạo pháp tắc sẽ là gì? Đây là người sao? Nếu như nói cường giả đế cảnh lĩnh ngộ được hơn 100 đạo pháp tắc, thì còn có thể tiếp nhận được. Dù sao bản thân cường giả đế cảnh đã là tồn tại chứng đạo có lĩnh ngộ cực sâu đối với đạo. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao cách chứng đạo còn xa mà đã lĩnh ngộ ra hơn 100 đạo pháp tắc. Vậy đến khi hắn chứng đạo thì sẽ như nào? Chẳng lẽ thật sự sẽ chứng ngộ 3000 đại đạo, dung luyện vào một thân, quét ngang mọi kẻ địch sao? Chờ khi Tam Thiên Tử lấy lại tinh thần, mới phát hiện vãng sinh ma la trận đã bị phá khá nhiều rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì, còn có thiên lý hay không, có vương pháp hay không? Quỷ Thiên Tử vô cùng tức giận, không hiểu rõ tại sao Quân Tiêu Dao lại yêu nghiệt như thế. Rốt cục hắn còn có bao nhiêu át chủ bài vẫn chưa triển lộ ra. Bây giờ đến phiên ta rồi. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, vồ về phía quái vật lông đỏ. Sau đó đột nhiên xé rách. Sức mạnh 4000 tu di thế giới bộc phát, trực tiếp đập vỡ vụn quái vật lông đỏ kia. Thi Thiên Tử trong nháy mắt bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói. Sao có thể như vậy được, thi thể kia được dung nhập tiên kim. Thậm chí có thể va chạm với đế binh. Đối với tu sĩ của Thi Ngục Điện, bản thân thi thể mà bọn họ tế luyện chính là một loại thần binh lợi khí. Kết quả hiện tại, trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng tay không xé nát, Thi Thiên Tử thân là người tế luyện, tự nhiên cũng bị phản phệ. Chư vị, tế ra át chủ bài. Thi Thiên Tử hét dài một tiếng.
Nếu còn không dốc hết toàn lực, chỉ sợ rằng cục diện thật sự sẽ đảo ngược lại. Thi thiên tử tế ra một vật, lại là một cỗ thi thể nữa. Chỉ có điều, thi thể kia, có chút hư ảo. Nhưng uy thế của nó, lại càng khủng bố hơn. Đó là, đôi mắt quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn nhớ tới tiên khí cao nhất trong truyền thuyết địa phủ, Thập Điện Diêm La. Đó là tiên khí được tổ hợp thành từ 10 chuẩn tiên khí. Mà hiện giờ, thi thiên tử tế ra. Rõ ràng là một kiện chuẩn tiên khí của thi ngục điện, tên là thi thần khôi. Đương nhiên, đây không phải thi thần khôi thực thụ, mà chỉ là một dấu ấn thi thần khôi. Thật giống như loạn cổ phủ lạc ấn trước kia. Ngay khi thi thiên tử tế ra thi thần khôi lạc ấn, Minh thiên tử và Quỷ thiên tử cũng tế ra chuẩn tiên khí lạc ấn của riêng mình. Minh thiên tử tế ra, rõ ràng là chuẩn tiên khí của Minh Vương Nhất Mạch, cũng chính là chuẩn tiên khí của Minh Vương Điện, Diêm La Chi Thủ, hay có tên gọi khác là Diêm La Thủ. Còn Quỷ thiên tử tế ra chính là một chiếc cổ đăng cổ thanh đồng. Ánh lửa phía trên giường như là u ảnh của vô tận chúng sinh, chính là dẫn hồn đăng. Trước đó trong thời Bất Hủ chiến, vị hồn chủ của U Quốc kia từng tế ra dẫn hồn đăng. Về sau hồn chủ bị thần vũ đại đế của quân gia ẩn mạch chém giết, dẫn hồn đăng liền bị cường giả địa phủ mang đi. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Hiện giờ chính là cường giả của U Hồn Điện. Chuẩn tiên khí, không, tại sao ta lại cảm nhận được sức mạnh tiên khí? Cảm nhận được ba đạo lạc ấn kia, quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Thi thần khôi, Diêm La thủ, dẫn hồn đăng, đều là một phần của Thập Điện Diêm La. Dựa theo lời đồn, 10 thần binh đó cũng đều là tầng cấp chuẩn tiên khí. Nhưng hiện giờ, từ uy năng của những lạc ấn này có thể thấy được. Chúng ắp lột xác thành tiên khí rồi. Đến lúc đó thập đại tiên khí hợp nhất, vậy thì Thập Điện Diêm La sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Quả nhiên, tài nguyên tiên đạo vật chất mà địa phủ có thể có được, chắc chắn có liên quan đến cửu thiên cấm khu, đặc biệt là Trường Sinh Đảo. Quân Tiêu Dao trong lòng phỏng đoán nói. Điều này càng chứng minh địa phủ và Trường Sinh Đảo âm thầm cấu kết. Lời nguyền rủa của Thánh Thể Nhất Mạch cũng là do hai thế lực lớn bọn họ cùng bày kế. Nhưng cho dù như thế nào, cho dù 10 binh khí của địa phủ đều là tiên khí, cũng không có gì phải e ngại. Nếu Chu Tiên Tứ Kiếm của quân gia tập hợp, chắc chắn sẽ không thua kém Thập Điện Diêm La. Hiện giờ, Tam Thiên Tử của địa phủ tế ra ba đạo lạc ấn, hợp lực trấn áp hướng về phía quân Tiêu Dao. Đây là át chủ bài cuối cùng của bọn họ. Không chỉ như thế, thương thế của Cổ Thiên Diệt cũng khôi phục một chút. Thanh Y cùng nhau trấn sát hắn. Cơ Thanh Y thấy thế, cũng xuất thủ. Hai người lại lần nữa quán chú sức mạnh tiến vào trong lạc ấn tiên ma đồ. Tổng cộng có 4 đạo tiên khí lạc ấn, trấn áp hướng về phía quân Tiêu Dao. Có thể nói, trừ Vãng Sinh Ma La trận ra, đây chính là sát chiêu lớn nhất mà bọn họ cất giấu. Để các ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu quân Tiêu Dao xuất hiện một thanh đồng khổng lồ hai tay, ba chân, vạn vật mẫu khí chìm nổi, mang theo sức mạnh vô thượng trấn áp chư thiên hoàn vũ. Đồng thời, tay hắn cầm Đại La kiếm thai, mũi kiếm trấn vạn cổ, kiếm mang diệu cửu thiên. Hai kiện thần binh, một công một thủ, hoàn mỹ vô khuyết. Đây đích thực là ngoan cố chống cự. Nhưng, thú bị nhốt trong lồng, không phải là quân Tiêu Dao, mà là Tam Thiên Tử của địa phủ và Cổ Thiên Diệt. Ngay khi cuộc va chạm kịch điểm sắp xảy ra, đột nhiên, Cơ Thanh Y điều khiển tiên ma đồ lạc ấn, trực tiếp đổi hướng, trấn sát về phía Cổ Thiên Diệt. Đúng vậy, không phải trấn áp, mà là trấn sát. Thủ đoạn của nàng vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình, muốn một kích tuyệt sát Cổ Thiên Diệt. Thanh Y, ngươi, Cổ Thiên Diệt không hổ là thiên kiêu xếp thứ 3 trên cửu thiên long phượng bảng, ngay lập tức đã nhận ra. Nhưng tốc độ rát ai của Cơ Thanh còn nhanh hơn, mặc dù trong thời gian ngắn Cổ Thiên Diệt để tụ pháp tắc thần năng phòng ngự, nhưng vẫn phải tiếp nhận một kích của Cơ Thanh Y. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe, thân hình Cổ Thiên Diệt bay ngược lại, không rõ gãy mất bao nhiêu cái xương, nửa người đều vỡ vụn, máu thịt be bét. Dù hắn ta là thiên ma thể, cũng không gánh nổi. Quan trọng nhất chính là, hắn ta mới bị quân Tiêu Dao đánh trọng thương. Chẳng qua mới tạm thời cưỡng ép khôi phục một chút thể năng mà thôi. Bây giờ lại bị Cơ Thanh Y đánh trọng thương. Vết thương mới, vết thương cũ đồng thời bộc phát, khiến cho hắn ta suýt chút nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Chuyện gì vậy? Đám người thi thiên tử cũng ngây ngốc. Còn quan tâm đến người khác được sao? Vút! Một vòng kiếm quang nhanh đến cực hạn, bay ngang qua bầu trời, như là ngưng trệ thời gian. Đám người Minh Thiên Tử vội vàng điều khiển tiên khí lạc ấn trở về. Nhưng vẫn bị một kiếm bêu đầu. Minh Thiên Tử! Sắc mặt hai người thi thiên tử và quỷ thiên tử đại biến. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, sẽ xuất hiện loại biến cố này. Cơ Thanh Y, thì ra là ngươi. Hiện giờ thi thiên tử cho dù có ngốc như thế nào, cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Khá lắm, thì ra bọn họ mới là cá trong chậu. Trước đó cười nhạo quân Tiêu Dao là thú bị nhốt trong lồng. Kết quả thằng hề lại chính là mình. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn ám toán quân công tử, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
ánh mắt lạnh lùng của Cơ Thanh nhìn về phía Cổ Thiên Diệt, mang theo ý trào phúng đùa cợt. Cơ Thanh y, tiện nữ nhân ngươi, uổng công ta đối tốt với ngươi, vậy mà ngươi lại. Cổ Thiên Diệt giận không kiềm được, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Loại phản bội như thế nào mới khắc cốt ghi tâm nhất? Đó chính là bị nữ nhân phản bội. Hơn nữa, còn là nữ nhân bị mình độc chiếm. Đó chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi, Thanh y chỉ cảm thấy buồn nôn. Giờ phút này Cơ Thanh y cởi mặt nạ xuống, lời nói cũng vô cùng sắc bén. Đáng chết, Cổ Thiên Diệt, thằng ngu này. Ánh mắt Thi Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử hung tợn trừng Cổ Thiên Diệt một chút, bọn họ đường đường là Tam Thiên Tử của địa phủ, còn có Đại Ma Vương của Tiên Ma Động Thiên. Vậy mà lại bị một nữ tử chơi đùa. Đám người Thi Thiên Tử vô cùng tức giận. Đây vốn là kế hoạch săn giết vô cùng hoàn mỹ. Kết quả là ngay từ đầu bọn họ đã thua rồi. Đáng chết, Cổ Thiên Diệt, ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta rồi. Bọn người Thi Thiên Tử gào thét không thôi, phẫn nộ không cách nào hình dung được. Quả thật là ngay từ đầu, bọn họ chỉ tìm riêng Cổ Thiên Diệt. Là Cổ Thiên Diệt đã tiết lộ kế hoạch cho Cơ Thanh Y và mời nàng gia nhập. Cho nên cũng có thể nói là một tay Cổ Thiên Diệt hủy kế hoạch này. Đương nhiên, nói thật, cho dù Cơ Thanh Y có mật báo hay không, kế hoạch này muốn săn giết quân Tiêu Dao quả thật là có chút ngây thơ. Nhưng cho dù như thế nào, nếu như chỉ là kế hoạch thất bại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua là quân Tiêu Dao quá mạnh. Mà bây giờ, kế hoạch đã sớm bị tiết lộ bí mật. Quân Tiêu Dao đã sớm biết, đồng thời đã âm thầm bàn bạc với Cơ Thanh Y rồi. Điều này quả thật khiến người khác rất tức giận. Không chỉ có thua, mà còn khiến đám người Thi Thiên Tử, Cổ Thiên Diệt giống như trở thành kẻ ngốc. Mẹ nó, giết người còn muốn chu tâm. Tại sao chứ? Đến tận bây giờ Cổ Thiên Diệt vẫn có chút không tin. Rõ ràng là thể chất của nữ nhân này xứng với hắn ta nhất. Hơn nữa Tiên Ma Động Thiên cũng tác hợp cho hai người bọn họ. Bản thân Cổ Thiên Diệt cũng độc chiếm Cơ Thanh Y, mà bây giờ, Cơ Thanh Y lại muốn giết hắn ta. Cơ Thanh Y, kể từ khi nàng đến Tiên Ma Động Thiên, muốn cái gì có cái đó. Cho dù là tài nguyên gì ta cũng đều sai người đưa cho nàng, thậm chí tiên đạo vật chất, cũng đều nguyện ý phân cho nàng một chút, tại sao nàng còn phản bội ta. Cổ Thiên Diệt gào thét, gân xanh trên trán lộ ra, hắn ta cảm thấy tất cả những chuyện trước mắt thật quá hoang đường, có chút không chân thực. Muốn cái gì có cái đó. Gương mặt dưới khăn che của Cơ Thanh Y hiện ra sự lãnh đạm. Nếu như, ta muốn mạng của ngươi thì sao, ngươi cũng đồng ý cho sao? Cơ Thanh Y thản nhiên nói. Nàng nói cái gì? Ánh mắt Cổ Thiên Diệt đờ đẫn. Chỉ cần luyện hóa thiên ma thể của ngươi, thì ta sẽ có cơ hội trở thành tiên ma đạo thể. Sau đó chấp trưởng tiên ma đồ, tiến thêm một bước, có lẽ sẽ trở thành chúa tể duy nhất sau này của tiên ma động thiên. Lời của Cơ Thanh Y khiến Cổ Thiên Diệt hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng. Hắn ta nghĩ không ra, thanh liên nữ tử mới nhìn qua thì vô dục vô cầu, tĩnh lặng như nước này lại có dã tâm lớn như thế. Vậy mà nàng lại muốn tu luyện thành tiên ma đạo thể, chấp trưởng tiên ma đồ, sau đó trở thành chúa tể tiên ma động thiên. Vậy nàng cũng không cần phải giết ta, chúng ta có thể song tu, hiện giờ nàng thu tay lại vẫn còn kịp. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.